Chào mấy chị. Hello, hello tất cả các chị. Mã luôn quần tây mấy chị ơi. Tay Âu. Giá nào mặc quần tây Âu nha các chị. Chào mấy chị, nay lên quần tây Nhật dáng Âu nhiều nha mấy chị. Dáng ống túm baggy lẫn chín tấc nhiều. Ấm rộng cũng có mà ít nha mấy chế nha. Quần này nó ra ống túm với quần Âu nhiều. Ra dáng Âu không à. Kiện này nó ra dáng Âu không à. Âu quay ra ra dáng ta. Ra dáng Âu không à mấy chị. Chế nào hôm nay mặc quần Âu vô lựa nè. 59 ngàn một cái mấy chế nha. Ghi em cũng bình luận được không à. 59 ngàn một cái. Để cây nó có dễ nhìn. Quần Âu mấy chị ơi, quần Âu nha. 59 ngàn một cái. Mấy chị ghi em bình luận với. Ủa sao còn cái phiếu sơ cua nằm đây ta. Chào mấy chị, hôm nay quần tây Âu mấy chị 59 ngàn một cái. Làm gì ông xã tôi cười dữ trời. Nay nhìn em giống dân đòi nợ không. Chuẩn bị quần bông có, quần màu có, quần caro có nha mấy chế nha. Nay bán với chị 59 ngàn cá thôi. Tại vì khui nó ra quần ống túm nhiều. Khui nó ra ống túm với nó ra dáng Âu nhiều, dáng ống rộng ít lắm. Dáng ống rộng được vài con. Rồi thương em chia sẻ em một vài lần nha mấy chị. Để em chia sẻ. Ghim giùm em cái bình luận 59 ngàn cá đi mấy bà. Nay quần Nhật á nên là đẹp lắm, quần Nhật quy dáng đẹp lắm các chị. Quần Nhật vải đẹp, đường may đẹp. Bây giờ ra giá rẻ quá nên mấy chị vừa cái eo là mấy chị lấy luôn, hốt luôn, hoặc là nó đúng cái form mấy chị thích mấy chị hốt luôn. Chứ dáng hôm nay đẹp cực kỳ. Mấy chị em có để quần đen riêng, quần màu riêng á. Ai lấy quần đen nói em. Nha, ai tìm quần đen nói em nha. Hôm nay 59 ngàn một sản phẩm này mấy chị, đồ đẹp lắm. Hay đồ đẹp lắm mấy chị. Caro hay màu gì cũng có hết á. Mượn cái ghế. Dạ. Có bác ghi bao gấu lưng 76 không? Có hết. Hôm nay có hết nha này. Rồi để Vy bình luận Vy lên. Giống như dáng Vi đang bận này, dáng quần Vi đang bận là quần Âu nè, quần Âu chính tấc nè. Này chính tấc nè. Dáng này Vi đang bận là lưng cao luôn á nè, nha. Cái đáy nó nằm dưới đây nè, mặc sướng lắm. Dạ eo Vi là 72 74 á. Cái quần Vi đang bận là 72 74 á mấy chị, eo 72 74. Chốt cho em mã số 25 con này đi. Chốt cho Vi mã số 25 cái quần Vi đang bận 59.000 đẹp cực kỳ luôn. Em lên quần ống suông nè mấy chị, nay đồ đẹp lắm á mấy chị. Chính tấc có nha. Loe hả, loe chính tức họ sợ không có nha. Tại quần Nhật Bản ít khi có loe lắm á. Hồng Kông hay là Hàn Quốc nó có loe. Nhật Bản ít khi có loe lắm. Nhật Bản ít khi vô loe lắm. Rồi cái quần Âu Vi đang bận là mấy chị eo 70 đến 72-74. Eo 72-74 chốt cho Vi mã số 25 nha. Cái quần Vi đang bận 59 ngàn á. Đây. Eo 72-74 quần em đang bận là quần lưng cao Âu ống túm. Đo eo đi chị ơi, chị cà chui đo eo đi, em không nói số ký đâu chị. Nói số ký lỡ bà không vừa, tôi đâu có đổi cho bà đâu bà nội. Rồi eo 68, ống suông eo 68, 59 ngàn con này nè. Con này ống suông nha mấy chị, eo 68 dùm em nha mấy chị. Chốt cho em mã 413. Ống suông eo 68, chốt cho em Vi mã 413 dùm em. Dạ có đầy đủ hết á, mẫu gì cũng có hết nha. Mẫu gì cũng có nha. Chính tất cũng có mà nè. Con này suông đơn giản bình thường đẹp lắm nè. Cái màu này quá tây luôn mấy má ơi. Em mặc size L nhưng mà tùy á, mặc size L quần em mặc size M chị. Em 55kg cao 1m6 chị. Con này eo 74-76 nè, siêu phẩm. Con này eo 74-76 siêu phẩm nè mấy má. 59.000 con này nè, chốt con này màu đẹp quá nè. Chốt cho em mã 267 đi. Đây mấy chị quá đẹp luôn. Eo 74-76 lưng cao nha mấy chị nha. Chốt cho em Vi mã 267.
eo 74, 76 lưng cao mã 267. Em lên mấy cái quần ống bo đẹp nè. Con này chính tất nè. Hoa chính tất nè. Con này kiểu dáng đơn giản nha, cái này quần Nhật nha các chị. Con này ống túm chính tất nha các chị. 267 chị Minh Thu. Ống túm chính tất hôm nay đồ đẹp lắm. Eo 84 em có một cái quần trắng đẹp lắm. Eo 90 không có nha. Trời ơi, 55 kg mà eo 90 thấy không? Thấy ghê không? Eo đo chỗ nào mà 90 vậy má? Rồi con này eo 80 mấy chị, lưng cao nha. Con này eo 78 80 mấy bà 55 57 kg mặc đẹp. Eo 78 80 con quần này nè. Chốt cho em Vi mã số B97 đi. Chốt cho em mã B97. B97 nè. 267 em chốt cho chị Minh Thu. 267 quần màu đẹp quá trời. Chứ không có bán quần nam nha chị. 267 khách chốt. Cái quần em đang bận mã 25 mấy chế. Eo 72 74 rất là đẹp luôn. Cái quần em đang bận dáng Âu á mấy chị. Cái quần em đang bận dáng Âu mấy chị ơi, lưng cao nè. Mấy bà che được eo, quần em đang bận mã số 25 em. B97 chua cà lên số điện thoại địa chỉ đi ấy ơi. B97 eo 7880 nha. Nói trước nha. Lên số điện thoại địa chỉ B97 chốt nè. Chốt chắc eo chứ đừng thả ra nha. Ngán lắm á, thả ra ghét lắm á. Đừng thả ra. Vì khó chịu vụ thả ra lắm. Size to nè chị Ngố Phúc. Con này size to siêu phẩm luôn. Có lưng thun không Vi trời chị mập. Quần tây vẫn có lưng thun chị mà quần tây lưng thun lên đâu đẹp đâu. Cũng có, em cũng có trời. Quần tây lưng thun lên nó không có được đẹp lắm đâu chứ. Con này eo 84 nè chị. Chị Ngố Phúc ơi, con này eo 80-84 nè chế. Suông dài. Eo 80-84 không quá dài đâu chị ơi. Con này ngắn vừa nè. Mà dáng suông á, eo 80-84 chốt cho em mã M73. Chốt cho em mã M73. Nó con này thun nè chị. Con này thun ha, hai bên, thun hai bên eo to luôn. Ôi con này má ơi siêu to luôn. Con này siêu to luôn, nó bị mất cái nút mà mấy chị về gài nút mà em nha. Mất cái nút mấy chị về gài nút mà em nha. Con này size quá to mấy chị. Má ơi con này eo 86 đến 90 luôn á mấy chị. Eo 86 lưng thun ra tới 90 luôn nha mấy chế nha. Eo 86 lưng thun tới 90 dành cho mấy bà 60kg trên dưới 60kg nè. Chốt siêu phẩm cho em mã 136. Con này size to mấy chị, con caro đỏ đó size to mã 136 giùm em. Chốt che mã 136. Con này thun sao nè ha. Con này thun sao nhưng mà dạng ống ôm á mấy chị. Dạng ôm chính tất giùm em ngắn nè. Con này eo 66 coi dạng ra 74. Con này eo 66 coi dạng ra 74 giùm em nha mấy chị. Chốt con này cho em Vi mã số 914 đi. Có hết nha chị. Hôm nay em khui kiện cái gì cũng có nha. Chốt che mã 914. Hôm nay Vi khui kiện cái gì cũng có nha các chị. Xung lưng cao đây chị. Má con này lưng bao cao luôn. Dài lắm. Con này mấy bà cao mấy 6 nha. Dài. Con này dài nha mấy chị. Cao mấy 6 mà em trở lên mà em lấy con này nha. Siêu phẩm nè. Lưng 74 chứ ơi. Lưng 74. Lưng cao 74. Con này mấy chị cao mấy 6 trở lên dùm em nha mấy chị. Lưng cao 74 mà em nha. Chốt cho em mã 132. Chốt lưng cao cho em mã 132 nè. 914 chị Thanh Hằng. Mấy chị cố gắng chốt hai cái mà em đủ đơn nha các chứ. Em lên đồ đẹp, hôm nay đồ được. Con này em thích cái này, con này em mặc vừa. Eo 72-74 siêu phẩm luôn mấy chị. Con này eo 72-74 siêu phẩm luôn mấy chị. Con này dạng ống rộng, lưng cao nè. Con này ống rộng, lưng cao, eo 72-74 nè. Chốt cho em mã C89. C89 nha. Chị cao 1m46 hả? 1m46 hay 1m64 trời. 1m46 hả? 1m46 để lấy cái ngắn ngắn nha chị. Rồi lên mấy chị C89 con này mấy chị. Eo 72-74 C89 siêu phẩm. C89 mẹ cái caro đó mấy chị 65kg hộp đó mấy chị lấy thử caro thôi. Má ơi cái dáng quần này dễ thương ghê nè mấy chị nè. Eo nhỏ nè. Lưng cao. Nó muốn đẹp hơn cái quần em đang bận luôn. Chính tất nè. Con này đẹp nè chị Thanh Hằng. Con này đẹp nè bà Thanh Hằng ơi. Quá đã luôn. Eo 66 lưng cao. Eo 66 lưng cao quá đã luôn á các chị. Eo 66 lưng cao siêu phẩm. Chốt con này cho em mã số 741 đi. Chốt cho em mã 741, eo 66 lưng cao. Cái quần này bao tay luôn, màu rất là tay, lưng cao tiếp tục nha. Lưng cao tiếp tục nè, siêu phẩm nè các chị, 1m55 mặc được nha. Con này eo 68-70, trời ơi má nó đẹp. Eo 68-70 mấy chị, siêu phẩm luôn á mấy chị. Eo 68-70 nha. Chốt con này cho em mã số 49. Eo 68-70 chốt cho em mã số 49. Ống này cũng có nha mấy chị. Trắng nè, trắng ống suông nè. Trắng ống suông size to nha mấy chị nha. Trắng ống suông con này size to nè. Ống to luôn.
49 chị Đỗ Thị Thúy. Eo 74 76. Eo con này eo 74 76 mấy chị. Tầm nếu mà trung bình về xét về số ký là 55 57 ký mặc được. Eo 74 76. Eo 74 76. Chốt con này cho em mã số 542. Eo 74 76 mã 542 luôn giùm em. Eo 74 76 mã 542. 49 siêu phẩm chị Đỗ Thị Thúy. Cái con trước con 49, con 741 cũng đẹp quá trời. Con nó âu chín tóc luôn á trời. Rồi em lên nè. Màu xám ha. Rồi con này suông dài lưng cao giùm em nha mấy chị. Con này suông dài lưng cao, cao 1m6 mặt đẹp nha. Suông dài lưng cao 741 Phất Thảo. Em nói nghe nè. Mấy bà mà mua áo gì mấy bà mặc vừa quen à, quen tật à. Bây giờ mấy chị muốn quần tây mà mấy chị mặc đẹp, kiểu gì về mấy chị cũng chỉnh. Mấy chị hiểu không? Mấy chị hiểu cái vấn đề nó nằm ở đây không? Có nghĩa là mấy chị thích cái đó, thích cái màu đó thì mấy bà vậy bà bóp eo vô, bóp vô, cắt line lên nó mới ra được cái quần đẹp, chứ có đâu mà nó thẳng nó đẹp. Cái này em nói thiệt với mấy chị, em bước vô shop, em mua cái quần nâu của em 300 ngàn, em bước vô shop nó còn bóp cho em 4 phân mà. Là nó bóp tại chỗ, cái đó là nó bán 300 ngàn nên nó bóp tại chỗ. Còn em bán có 59 ngàn, bà dễ bà bóp đi. Bao đẹp luôn. Chất lượng vải ok. Nhiều con này eo 80-84 mà mấy chị thích cái form này quá, thích cái màu này quá, mấy chị eo 80 cứ lấy bình thường. Chứ bây giờ làm sao được, đúng không? Đó, chốt cho em mã M86, con này eo 80-84, mã M86. Mã M86, 542 Phương Trinh. 542 cái trắng của chị Phương Trinh. À, chị Thùy Trinh chứ. Thùy Trinh lên số điện thoại địa chỉ giùm em. 741 chối bạc Phất Thảo nè. Nên là mấy chị ngắm chừng mấy chị bóp, hoặc mấy chị lên like, mấy chị mặc nó mới đẹp mấy chị. Quần tây rồi mấy chị. Quần tây mà mấy bà đòi hỏi vừa như một cái áo này làm sao nè. Giống như cái quần này của Phất Thảo chốt quá đẹp luôn á má ơi. Quần này quá đẹp luôn á. Cực hiếm quần đó luôn á. 542 Thùy Trinh lên số điện thoại địa chỉ nè. Có con nào form dài không, quy chị cao mấy 68 có chị. Nãy con cao trên 1m6. Rồi mấy chị con này suông nè mấy chị nè. Con này suông nè. Cao 1m55, 1m55 trở lên nè. Quần mình bận nè. Eo 72, 74, dáng âu lưng cao. Ống túm, chín tấc. Quần em bận ống túm, chín tấc á. Cái áo em bận có thể nó không có hợp với cái quần này. Cái quần này mấy bà mà hot girl mặc đẹp. Mấy bà eo nhỏ mặc đẹp mấy bà ơi. Rồi em lên con này size to ha. Eo 76 đến 80 con này. Eo 76 cho đến 80 con này. Chốt cho em mã số 93. 93. Nhà Vi được cái ba đời nó rẻ. Ba đời nhà tôi bán nhà hàng rẻ ha. Nói chơi do cái quần này Vi khui á, nó không có đúng ý của Vi. Vi là muốn ống rộng suông tay tay giống như mà bữa Vi bận á. Nhưng mà Vi khui cái này á thì nó ra lộn xộn nên là Vi bán giá rẻ luôn cho mọi người lựa luôn ha. Rồi Vi off. Rồi em lên một cái quần của Uni nè. Cái quần của Uni nha các chị. Quần này eo 80 đến 84 á các chị. Quần này eo to, eo 80-84, quần này của Uni nha. Chốt con quần này cho em mã số M27 đi. Quần Uni mấy chị ơi, mã M27 giùm em. Cái quần em đang bận eo 72-74 mấy chị, mã số 25. Cái con này đáy thấp nhưng mà cái dáng nó rất là đẹp. Con này là quần đáy thấp nè. Nhưng mà cái dáng nó cực kỳ đẹp luôn. Eo 72 á, quần đáy thấp eo 72, dáng rất là đẹp. Chốt cái này con canh đang bận cho em mã số 248 đi. Dạ bắt buộc cho số điện thoại chị. Vậy chị inbox luôn đi chị, nhân viên kiểm tra dán số điện thoại lên cho em xem. Rồi em lên tiếp với chị nha. Con này da lộn nha mấy chị. Con này quần da lộn nè, 1m55 mặt đẹp nè, 1m55 trở lên. Quần da lộn giùm em mấy chị. 248 của chị Nhiên Quỳnh. Rồi eo 80-82 luôn mấy chế, quá đẹp. Eo 80-82 59 ngàn mấy chị. Chốt con này cho em mã số B71. Eo 80-82 mã B71 nè. 248 chị Nhiên Quỳnh. Có màu nâu không Vi có chị? Má caro đẹp quá vậy. Caro này dáng suông đẹp nè. Màu nâu, màu kem, màu hồng, hồng nu em có hết. 25 chị Rồng bay lấy cái quần Vi bận ha. Eo 72 con này quá hợp lý luôn á mấy chị. Eo 72 giùm em nè. Eo 72. Chốt con này cho em mã 520, siêu phẩm mã 520 nè, 25 của chế Rồng Bay nè. Rồi, cái quần em đang bận có khách chốt nha chị. Quần em đang bận khách chốt rồi mấy chị ha. Màu nâu em lên nè. Lên siêu phẩm nâu cho bà. 25, 28 là con nào nè.
Chị Phạm Thị Đào lên cho em số điện thoại địa chỉ luôn nha chị. Mã 28 mà. Từ để em coi. Có mã 248 chứ không có mã 28. Khách lấy rồi chị. Chị Phạm Đào ơi, khách lấy rồi. Trời ơi, con này lưng cao luôn. Lưng cao luôn, bác ghi chín tấc ống rộng nè. Con này chín tấc ống rộng nè, không phải bác ghi nha, xin lỗi chứ chị. Không phải bác ghi nha, con này chín tấc ống rộng nha. Eo 70 72. Trời, nó hơi bị hợp lý luôn. 59.000 rẻ bèo luôn, chốt cho em mã số 10. Siêu phẩm mã số 10 nè mấy má. Mã số 10 nha. Đang sọc em có luôn nè. Đang sọc dài nè mấy chị, con này mét 6 nè. Ôi con này suông đang sọc đẹp quá, cái eo của nó cũng có vẻ rộng nè. Các chị 248 em chốt chị Mỹ Ngọc ơi. Số 10 chị Đỗ Thị Thúy nè. Số 10 chị Đỗ Thị Thúy nè mấy chị. Ôi con này đẹp quá, con này eo 78 80 luôn, quá đã luôn á mấy chị. Con này mấy chị may ly lên giùm em, tại vì em may bằng cái máy ủi hơi nước, nó không có may ly được nên cái quần nó không có lung linh. Mấy bà có may ly lên giùm em là đẹp lắm. Đẹp quá trời mấy chị, con này eo 78 80 siêu mới luôn á, siêu mới luôn á. Chốt kem mã C45, siêu mới mã C45. Năm 20 chị Quốc Huy trước rồi nha, năm 20 chị Quốc Huy lấy trước. Năm 20 chị Quốc Huy lấy trước rồi nha mấy chị. Năm 20 Quốc Huy nè. Caro thuộc về Quốc Huy nè. Nâu tay của chị Đỗ Thị Thúy nha. Bỏ năm 20 C45 của Phương Vũ. C45 Phương Vũ. Gì ta, tính nói gì ta? Năm 20 tôi chốt cho Quốc Huy à, không có cái Caro đó của chị Quốc Huy, chị Quốc Huy 50 kg, chị Quốc Huy mặc vừa. Bà thì mặc sợ hơi rộng không bà Phúc Thảo? Con năm 20 bà mặc rộng á. Chị Quốc Huy 50kg là bà vừa, bà có 42kg sao bà vừa. Size to mấy chị. Ôi mẹ ơi đẹp quá. Size to ống túm nha mấy chị ha. Ống túm nhẹ nha. Con này mấy chị cao 1m55, 1m6 là ok nha mấy chị. Mấy chị cao 1m5 mấy chị lên like mẹ em nha. Còn 1m55, 1m6 là bình thường. Con này eo 82, 84. Eo 82, 84. Trời ơi má ơi. Eo 82, 84 nè. Chốt siêu phẩm cho em mã 111. Chốt siêu phẩm cho em mã 111 chế ơi. Rồi cái quần này đẹp lắm, cái quần này nãy em bận rồi. Nhưng mà nó không có hợp với cái áo nên là em không lấy. Nhưng mà cái quần này nhìn nè, con quần này đẹp lắm, con quần này hàng Âu á mấy chị. Con quần này hàng Âu giùm em nha. Cái dáng của nó kiểu như hơi thể thao một chút xíu luôn. Con quần này vi bận đẹp cực kỳ luôn á mấy chị. Tại vì em không có thử được á. Mà cái này em không thử. Con này eo 74 76 nãy em bận là vô eo đã lắm. Eo 74 76 mấy chị ha. Eo 74 76 nè, quần này siêu đẹp. Chốt con này cho em mã số 277 đi. Eo 74-76 mã 277 nha mấy chị. Mã 277 giùm em. Eo 74-76 nè. Mã số 11 chua cà. 111 nha chua cà ơi. Ba con số 1 nha. Ok chốt chua cà nhưng mà lần sau bấm đúng mã nha chứ không bị chửi á. 277 chị Đỗ Thị Thúy nha. 277 đẹp lắm, 277 chất lắm. Đúng chất lượng mà hàng Nhật luôn á. 277 đúng chất lượng hàng Nhật luôn á. Từ nó kiếm quần đẹp coi trời. Thôi cái này nó không có được đẹp như ý nên mới bán giá này á. Nó không có đạt đúng cái yêu cầu của em, nó chỉ có vài con đẹp thôi. Nên nay ghét lên hết luôn. Nói chung là khui kiện bình thường vi khui kiện là 10 điểm đúng không? Nay vi khui kiện có 7 điểm. Không, cái tật của em nó nói thiệt vậy đó mấy chị. Không, em nhịn kiện 7 điểm nên ghét, em không có bán giá cao luôn, em bán 59.000 giá vốn. Rồi là mấy chị ha. Đây. Con này đẹp lắm, con này có độ co giãn nha mấy chị. Con này giống như quần rộng mình vậy đó. Không phải khó đâu, tại vì đó giờ khui kiện thấy xuất sắc quá mà tự nhiên hôm nay kiện này nó không có được xuất sắc. Con này eo chưa co giãn là 66. Co giãn là 74, eo 66 74 50 55 kg mặt đẹp cái này nè. 50 55 kg mặt đẹp cái này nè, chốt cho em mã 533. 533. Thì cái nào đẹp mới lên mà. Má ơi, gì con này nhỏ quá nè, con này có mẹ Quốc Thảo vừa. Con này chính tớt là Quốc Thảo, rất là cưng luôn á. Con này hơi nhỏ, con này size S chuẩn. 533 chị Sương Rồng, 277 em chốt chị Thùy Trinh ơi. Con này eo 64 đến 66 á. Con này quần ôm, eo 64 66 quần ôm nha. Chốt cho Vi mã M 69, eo 64 66 quần ôm mã M 69. 533 chị Hoa Sương Rồng. Chứ chẳng lẽ hôm nay là tính trong đầu giá 70 á mấy chị. Giá 70 á. Nhưng mà khui đồ nó không có được ưng ý á. Còn 59 á. Cái tính của tôi bán hàng là vậy đó. Bán phải đẹp má ơi. Má ơi. Con này hơi bị dơ chút xíu mấy chị, về tẩy chanh em nha, dơ tí thôi, dơ nhẹ nhàng thôi nha, dơ 1% thôi nha. Tại vì nó là đồ trắng nên nó bị dơ 1% nha. Rồi siêu phẩm con này lưng cao đẹp tuyệt đối, eo 66 đến 68. Lưng cao mấy chị, lưng cao mấy chị nè. Mấy chị eo 70 hóp bụng kéo lên nha. Chốt trắng lưng cao này cho em mã số C54. Trắng lưng cao eo 68 á mấy chị, bụng trên 68 giùm em ok vừa mã C54. Mã C54.
Rồi con này ôm nha mấy chị, quần ôm giùm em nha. Quần ôm mặc khá là sang mấy chị. Lên mấy cái ngắn ngắn như em đang mặc á Vy ơi. Dạ dạ. Ngắn của em đang mặc là dáng Âu. Con này eo 74, 76, quần ôm tầm 55kg mấy chị mặc được á. Quần ôm nha, chốt cho em mã số 406. Quần ôm mã 406. Ngắn có, suông dài có nha. Giống như em mặc cái quần tay suông của em đó mấy bà. Em mặc cái quần tay suông của em đó. Mấy bà hỏi quá trời, bà thấy không? Tôi là tôi nhắn trong bồn trong đầu tôi là tôi bán cái đó đó. Nhưng mà không hiểu làm sao mà nó khui ra đó. Túm túm nó tay tay. Nó ra cái dáng nó khác một chút. Ra cái dáng nó khác một tí. Nên là em cũng bị hụt hẫng luôn. Nên em bị hụt hẫng. Đây à, con màu này cũng đẹp nè. Con này có lưng phun phía sau nghe. Con này hàng Âu nè mấy chị. Hàng xịn mà, em đang xịn mà. Eo 64-70 đo sẵn size M. Eo 64-70. Trời ơi, con này chính tất nè. À quên ngược rồi, mình để ngược. Con này chính tất nè mấy chị. Chính tất nè. Eo 64-70 thôi nha. Đó, size S. Chốt cực phẩm cho em mã E20. Siêu phẩm, con này trụng mắt, con này đẹp lắm. Chốt cho em mã E20, con này đẹp lắm. Mà trắng mông 110 không vừa đâu bà ơi. Trắng đó mấy bà thon thon, mấy bà mặc đẹp. Trắng thon thon mặc mới đẹp. Trắng mấy size S mặc đẹp má ơi. Rồi con này siêu phẩm size S nè. Con này lưng siêu cao luôn nè. Con này lưng tới đây nè. Mới nhìn nè. Nhìn lưng con này đẹp lắm. Con màu nâu này rất là đẹp. Nhưng mà nó nhỏ xíu rồi nha. Ai size S lấy con nâu này nè. Mã số 20 chị Phạm Thị Đào. Lên cho em số điện thoại địa chỉ đi chị. E20 nha. Chị Đào lên cho em số điện thoại địa chỉ. Có ống vẫy không? Dạ có chị. Chị Phạm Thị Đào lên cho em số điện thoại địa chỉ. Hồi nãy có chị gì chứ có số điện thoại địa chỉ đó. Lên đi nha chị nha. Mấy chị không lên thông tin là bên em không có lè ngàn có chốt đơn luôn mấy chị. Đi luôn á nha. Đồ rẻ quá, bên em không có nhận nhượng cái gì hết á. Eo này eo 62-64. Lưng cao eo 62-64 nè. Cái lưng nó cao tới đây luôn nha mấy chị nha. Nhìn cái đáy của nó nằm tốt cái này nè mấy bà. Đó. Eo 62-64 size S chuẩn. Con này bà nào size S là hốt luôn á. Chốt cho em mã 53. Rất là dễ khó tìm mấy con này nha mấy chị. Khó tìm mấy con như con nâu này lắm nha mấy chị nha. Đó, nó suông mà nó không rộng mà nó eo nó quá nhỏ luôn. Eo 62-64 luôn. Mã 53 chốt luôn, mã 53 giùm em mấy chị. Chốt luôn mã 53 giùm em nè. Size to nha mấy chị nha. Có mấy con thấy đẹp quá nè mấy chị. Dạ bên em không có lựa giùm chị ơi. Bên em có một kiện nè, bên em không có lựa giùm. Like trên like này hết là bên em xuống à. Chị chịu khó xem like mà em thích. E20 em sơ cua cho chị đồng bay nha. Chị gì chưa có thông tin hả? Chị Phạm Thị Đào chưa có thông tin em sơ cua E20 chị đồng bay nha chị. Rồi con này eo 84-86 má ơi luôn. Đây mấy chị, em cho các chị xem độ dài. MV cao 1m58. Con này là eo 64 sao lộn, eo 86 nè, eo 84-86 nè. Con này mà không đẹp không lấy tiền mấy bà. Eo 84-86 nè, trời ơi. Quất luôn cho em mã số 452 đi mấy chị. Có lưng thun nha, có lưng thun eo 84-86 nè, đẹp quá. Con này quá đẹp luôn á, eo 84-86 nè. Lấy số điện thoại chị Phạm Thị Đào, chốt hai con đi đủ đơn nha mấy chị nghe. Mấy chị chốt một con em không có giao nha. Ờ bé ơi, có cái bút bi của chị đâu ạ? Thiếu cái bút bi của chị rồi. Rồi lưng thun mấy chị. Lưng cao luôn, lưng cao mà lưng thun luôn. Eo 70-76. Eo 70-76 lưng cao thun nha. Chốt con này cho em mã số 508. Chốt cho em mã 508 nha. Đơn đang chuẩn bị đi. Nghĩ sao 10, 11 giờ đêm hôm qua mới xong 50 đơn mà giờ hỏi đi chưa. Sáng nay chưa đi đâu. Nhưng mà chốt đơn thì nhanh gọn lẹ cho Vy với. Phạm Thị Đào nè. Sơ cô chị Rồng Bay nè. Hôm qua 11 giờ đêm á, nhân viên mới xong đơn đó các chị. Rồi chị Phạm Thị Đào cố gắng chốt đủ đơn mà em luôn nha. 508 chị Đậu Đậu nè. Lấy số điện thoại chị Đậu Đậu nè. 45 của cô Nga Đỗ. 452 cô Nga Đỗ rồi. Con này eo 8 mấy luôn á cô Nga Đỗ. 452 đúng không? Chứ không có mã 45 cô ơi. 508 của chị Đậu Đậu nè. Cố gắng chốt một con nó đủ đơn nha chị Đậu Đậu. Nhận chị Minh Anh 1.092.000 nha hai ơi. Con mã 45 là con nào trời? Dây quần jean tôi mặc size 27, dây quần đó, quần tay size gì, size 27 hả? Size 27 mặc cỡ, từ em kẹp cái quần này của chị Rồng Bay lấy hả? Size 27 mặc cỡ 72 đi ha, 70-72 đi. Dạ, tất cả các đơn 11 giờ đêm mới xong, nên là sáng nay chưa đi đâu. Các cái chị ơi, mã 452 đúng con này không,
Cô Nga đổ thôi. Cô Nga ơi, cô chốt 45 là con có mã 452 thôi. Ôi trời đất ơi, bị lắc lắm ha mấy ta. Rồi siêu phẩm mấy chị, siêu phẩm. Siêu phẩm lên mấy chị, xanh pastel. Xanh pastel nè. Con xanh pastel này chắc size M quá. Má ơi, con này đẹp quá, con xanh pastel này đẹp quá. Mới new tan. Con này muốn đẹp hơn cái quần tây bận luôn á. Nè mới new tan nè, đo eo cho chắc ăn đi. Tính coi cái size. Ok, 452 chốt cô Nga đổ nè. Eo 74, trời ơi má ơi, dáng em luôn. Eo 74 là eo của Lì đó. 59.000 con này bấm lẹ nè. Chốt cho em mã 498. 498 con này á, mà giá đầu kiện cái bà kia bán em thấy cũng 150 á. Tại vì em khui kiện nó không đẹp như ý của em, em không có bán giá cao thôi. Chứ mà bà kia bắt khui kiện cũng 150 đó mấy chị. Con đó là tính ra này, nếu mà con xanh nó lên giá là cũng 150 ha. 150 là giá chót con xanh đó nha. Không có ít hơn đâu, cái tình yêu. Và 498 ai chốt đây. Và 498 chúc mừng chị Quỳnh My nè. Rồi hôm nay đi uống cà phê được rồi đã bao Quỳnh My. Chị cam kết là trong đơn của bà con này rồi đó. Xanh battle. Rồi mấy chị, em nè. Em nói thiệt với mấy chị luôn á mấy chị nè. Em rất là mong đợi cái kiện tuần tay em khui nó dáng này. Nhưng nó lại không ra dáng này. Nên hôm nay mới có giá này. Cuộc đời nó vậy đó. Cuộc đời nó không có suôn sẻ như kiểu mình mong muốn đâu. Nên hôm nay em Vi chơi sập banh bàn sập ghế với các chị luôn. Hôm nay em chơi banh bàn sập ghế với các chị luôn. Em bán chấp nhận bán giá dỗ lỗ luôn. Một ngày xã hội của em là cả 10 triệu, chục triệu, 20 triệu đó. Mà em bỏ xã hội một ngày luôn. Để em bán giá sập sàn nha các chị nè. Rồi con này eo 84 đo sẵn không mấy má. Eo 84. Eo 84 nè mấy chị, tầm 60kg nè, siêu phẩm. Eo 84 tầm 60kg, chốt cho em mã C65. Đơn để chiều làm luôn đi hai ơi. Nha. Đơn tối qua để chiều ra em nha. C65 con này eo 84, C65. Mã eo 84. Đây. Đẹp mấy chị, đẹp không? Nâu với caro hai con nào cũng đẹp nè. Con trước con sau con nào cũng đẹp. Rồi lưng cao nha mấy chị, giống con xanh battle y chang mà eo nhiêu đây. Eo 84 có đụng con màu kem nè, eo 84 đẹp quá. Không ai eo 84 hết mấy chị. Eo 74-76. Eo 74-76 nè. Trời má ơi cái quần đẹp quá. Eo 74-76 mấy chị, lưng cao. Chốt che mã 408. Eo 74-76 lưng cao mã 408 quá đẹp mấy chị. 408 nha. Caro nè mấy chị, caro dáng suông lưng cao. Con này suông ôm lưng cao nha các bà. Đây lưng nó như vậy nè, dáng suông ôm giùm em nha, size này chắc size S quá. Lên view mẹ em đi mấy chị. Lên view mẹ em đi mấy chị ơi. 408 chị Quỳnh My nè. Rồi xong. Em nhận chuyển khoản cho chị Minh Anh ơi. Eo 68 lưng cao body. Con này mấy bà dưới 50kg mặc được á. Eo 68 giùm em nha. Dạ 59.000 à chị, em bán rẻ lắm chị. Chốt cho em mã số 42. Chốt cho em mã số 42, 408 chị Quỳnh My trước rồi mấy chị. Rồi bà Quỳnh My hôm nay uống 2 ly cà phê luôn nha. Má vô luôn rồi đó. Chốt con xanh với con màu nâu này là ăn cơm ngon luôn á đó. Rồi em lên bo nè mấy chị, bo nha. Em lên bo nha. Ôm chính tấc. Ôm chính tấc nha mấy chị, ôm chính tấc giùm em nha. Mông đít này nọ to lắm nè, thoải mái luôn. 42 em chốt cho chị Thúy Hoàng. Lên cho em số điện thoại địa chỉ cho chị Thúy Hoàng ơi. 409 em chốt rồi các chị. Eo 74-76 con này. Eo 74-76 tầm 55kg các chị. Chốt cho em mã số 89. Hết chỗ làm hả? 42 chị Thi Hoàng lên cho em số điện thoại địa chỉ đi. Chốt đơn kèm số điện thoại giùm em đi, làm ơn đi. Hai cái đủ đơn đi hàng nha chị. Chốt đơn kèm số điện thoại giùm em, hai cái đủ đơn đi hàng giùm em nha. Lên lại mấy con đầu đẹp lắm nè mấy bà. Con này là chất vải da lộn á. Chất vải da lộn siêu đẹp luôn. 59.000 con này dáng ngắn chứ không có dài nè mấy chị nè. Con này chất vải da lộn mặt nó tây lắm á các chị. Con này eo 82 mấy chị, eo 82. Đó rất là xinh luôn, chốt cho em mã B71 nha. Eo 82 nè, chốt cho em mã B71. Con nó siêu đẹp quá mấy chị ơi. Hình như hôm nay không có bà nào size S thì phải. Rồi mẹ ơi, siêu phẩm đây. Từ từ, để em nghiên cứu cái quần thun này bán giá làm sao. Sập 89. Chốt cho cô Nhi Nghi. Mới cái dồn đơn có một buổi tối đêm là nó khổ vậy đó. Ok, Lê Trọng Tấn, Tân Phú. Siêu phẩm này nè mấy chị. Siêu phẩm nè. Con này lưng thun nha. Con này đẹp quá nè.
Con này chắc ra size ML mấy bà ơi. Eo 74 coi giãn 80 size ML đúng rồi. Eo 74 coi giãn 80 size ML. Chốt siêu phẩm cho em mã số 19. Chốt siêu phẩm cho em mã số 19 M74 của chế Bùi. Ủa M74 là con nào chị? Dạ đầu si nha chị. Thí hoàng khách cũ ok chị. Mã số 19 siêu phẩm nè. Thanh Tiên Đinh mã số 19. Chị chế Bùi ơi, cái con M74 con nào trời? Tôi nè. Ờ bài hai tôi. Từ M74 đang kiếm đây. M74 nó màu gì nó chắc chốt rồi đó. 132. M74 chốt rồi nha chị, không có M74 nha. Chị chế Bùi ơi, em không có mã M74 nha chế. Mình chốt con khác mà em M74 em chốt cho khách khác rồi đó hay là gì nên nó không còn con M74. Nha chị chế Bùi chốt con khác mà em nha. Mình lên tiếp nè. Con này size S nè mấy chị, suông lưng cao. Con này size S suông lưng cao giùm em nha. Size S suông lưng cao nè, con vàng tay là mấy con. Đó, là mình mấy con đó. Từ từ đợi em chút. Eo 64 mấy chế, con này eo 64 68 nè. Chốt cho em mã 413. Đợi em tí cho em coi B74 coi. B74 em không có nha. Hết tình yêu. B74 chắc các khách chốt rồi đó chị. Mình vô giữa like đó nên mất không có B74 nha chị. Lên con này đẹp lắm nè. Rồi đây. Con vàng tay là mã mấy đó? Chị hỏi con này đúng không? B71. Con này eo 8 mấy đúng không chị? B71 bấm lại giùm em B71 đúng mã nha người đẹp. Rồi con này đẹp lắm nè mấy chị nè. Nhìn cái dáng con này nè dễ thương không? Em lên tiếp tục nha mấy chị ơi. Mấy chị em sẽ cố gắng lên nhanh nha. Con này eo 70-72 lưng cao. Eo 70-72 lưng cao chốt cho em mã C89. Eo 70-72 lưng cao mã C89 giùm em. C89 nè. Em có con này eo 88-90 nè. Con caro đỏ này eo 88-90 mấy chị. Rất là đẹp luôn. Dành cho mấy chị mà tầm 60kg á. Siêu phẩm luôn á mấy chị. Bao đùi bao chân luôn mấy chị. Eo 88-90 tầm cho mấy chị 60-65kg mấy chị sẽ XL á. Chốt cực phẩm cho em mã 136 con này mấy chị. Con này rất là đẹp. Chốt cho em mã 136 giùm em. Chốt cho em mã 136 giùm em. Gì ta? C89 của Chu Càng. Con này B71 bấm giùm em đi chị chế Bùi ơi. B71 chị bấm đúng mã giùm em mới chốt chế ơi. B71 bấm đúng mã giùm em nha. Con cà rô đỏ đó siêu đẹp luôn á các chị. Mấy chế ở lại xem giùm em nha. Hôm nay 59.000 nó rẻ quá. Có thể là mấy chị đầu giờ mấy chị chốt chưa được, nhưng mà lúc sau là mấy chị sẽ chốt được nha. Eo 68-70 con này quá đẹp mấy chị. Eo 68-70 con này siêu phẩm. Chốt con này cho em mã số 215. Chốt cho em mã 215 nè. 71 chị chế Bùi. B71 nha. Rồi cố gắng chốt giùm em thêm một cái nữa đủ đơn nha. Đơn hàng 2 cái em mới bán nha các chị. 2 cái em mới đi đơn nha các chị. Hai một năm của Thanh Tiên Đinh nè. Hai một năm đẹp chưa? Caro nhí, hai một năm siêu đẹp luôn. Em chào chị Thu Thủy. Con này có lưng thun nè. Con này có lưng thun nè các chị. Đó, lưng thun chất da lộn đẹp. 215 chứ không phải 205 nha chị. Mình nghe không rõ thì sao chế. Con này eo 76 co giãn đến 80. Eo 76 co giãn đến 80 nè mấy chị. Chốt con này cho em mã 195. Chốt con này cho em mã 195 nha. Eo 76 coi dạng đến 80 mã 195 giùm em nha mấy chế nha. Chốt cho em Vi mã 195 con màu xanh quá đẹp nè. Eo lên con quần tây vàng này nè. Con này quá đẹp luôn á trời. Con này siêu đẹp luôn. Eo nó hơi rộng một chút xíu dành cho các chị 60-65kg nè. Hôm nay em có size cho mấy bà size XL luôn á trời. Nhìn nè cái con này là đo lại ha. Con này 84-86 mấy chị, tầm 60kg mấy chị mặc đẹp. Eo 84-86 luôn. Chốt cho em mã C65, 195 của Duyên Duyên nha em. Hôm nay em bán giá này là em bao mặt luôn mà. Rồi em lên một cái này lưng thun full. Con này là dáng quần thể thao. Con này là dáng quần thể thao dưới 50kg thôi. Con này về dáng size S nha mấy chị. Dưới 50kg mấy chị lưng thun nhưng mà dưới 50kg giùm em. Quần thể thao trắng. Chốt cho em mã 509. Quần thể thao trắng chốt cho em mã 509 C65 chị Thu Thủy. Cố gắng chốt hai con mà em đi đơn nha các chị.
T65 chị Thu Thủy, 195 chốt và chị Hạnh ơi. 195 em chốt và chị Hạnh ơi. Rồi em có con này giả. Con này lưng thun, con này đẹp quá. Con này là giả jean nè mấy chị, siêu phẩm giả jean nè. 509 của Duyên Duyên nha em. Con này siêu phẩm giả jean nè mấy chị. Đây, con này dán cái vải của nó là vẫn là vải tay á mấy chị. Con này vải vẫn là vải quần tây nha, nhưng mà nó cái màu nó là màu giả jean giùm em nha. Con này E76 mấy chị, E76 giùm em nè mấy chị nè. Chốt con này cho em mã bơi 34. E76 chốt cho em mã bơi 34 giùm em mấy chị. Bơi 34 giùm em luôn. Trời ơi, siêu phẩm không rồi mấy chị nè, nhìn nữa. Quên chưa lên con này. Lưng thun màu đen nè mấy chị. Con này 55 kg đến 60 kg mặc được. Con này 55 kg đến 60 kg mặc được. Chốt con này cho em mã số 501. 55 kg đến 60 kg mặc được nha mấy chị nha. Mã 501 nha. B34 của chị Chế Bùi nè. Màu đen siêu phẩm nè mấy chị. Lưng thun dán baggy. Trời má ơi con này nó nát luôn rồi. Có lỗi rồi mấy chị. Rồi con này đẹp nè mấy chị nè. Caro nút gài nè. Đẹp không? Dán con này quá đã luôn nè mấy chị. Dạng suông em nha. B34 nãy chốt với chị Chế Bùi nha chứ. Con này E78 mấy chị. E78 E78 caro suông nha. Ống suông giùm em. E78 ống suông. Chốt cho em vi mã 139. E78 ống suông. Chốt cho em mã 139 giùm em. Chốt cho em mã 139 ống suông nha mấy chị. Rồi quần thể thao nè mấy chị. Quần thể thao với quần tây nè. Lên nè. Quần đen thể thao em. Con này hàng hiệu em nha mấy chị. Con này hàng hiệu em nha. E70 mấy chị. Con này hàng hiệu E70 giùm em. E70-72 á. Cái này quần đi tập á. Quần tập gym á mấy chị. Chốt con này cho em mã E10 nha. Chốt cho em mã E10. Con đó nó lỗi. Nó nát cái vải rồi chứ ơi. Nó sờn một khúc vải luôn á. Không có chỉnh được đâu chứ. Để em lên con đen khác cho chị. Đen dán đen nhà em đẹp lắm. Chốt con này cho em mã E10 giùm em. 501 chị Nga Lê. 139 của chị Thiện Phương Lê nè. E10 con này quần tập với chị siêu phẩm mới 100% con đó. Con E10 quần tập với chị. E10 quần tập hàng hiệu nha. Lấy quần tập nó đẹp lắm. E10 của con Duy Nghi. Em ơi vô phụ chị em ơi. Cúi lên cúi xuống làm nổi. Rồi em nhận bé vô cuốn đơn nha mấy chị ha. Rồi lên nè mấy chị. Lưng thun nha mấy chị. Con này lưng thun nha. Dáng của nó lạ lắm nè mấy chị. Con này lưng thun dáng lạ giùm em nha. 9 tấc. Lấy cái máy in xuống. Dáng lạ 9 tấc giùm em nha mấy chế nha. Rồi con này E74 coi dạng 76. E74-76 con này mấy chị. Dáng Âu rất là lạ. Con này E74-76 giùm em. Chốt cho em mã số 942. E74-76 mã 942 mấy chị. Quần Âu 9 tấc con đó đó. Rồi con này quần tập lưng thun dây rút nè mấy chị. Trời ơi con này mới 100% luôn mấy chị. Mới 100% luôn. Không in được hả? Không phải. Đông khách quá đó. Cúi lên cúi xuống mấy cái quần hơi mệt quá à. Nhờ con bé nó làm. E76 mấy chị. E76-78 con này 55-57kg nè mấy bà. Size L mặc vừa nè mấy bà. E76-78 mấy bà size L quốc nè. Chốt cho em bảo B41 quá đẹp. B41 quá đẹp luôn mấy chị. 942 của chị Quỳnh My. B41 lấy liền. Mấy chị B41 lấy liền mấy chị ơi. Đẹp quá. Rồi quần tay thứ em bận là mấy chị. Mà con này nó có thun hai bên nha mấy chị nha. Con này giống cái form em hay bận á mấy chị mà thun nó hai bên men. Con này size L luôn nè, con này size to nè. B41 thanh tiền đinh nè. Rồi lên con này size to mấy chị, quốc liền quá đẹp nè mấy chị. L76 đến 78 mấy chị, quá đã luôn. L76-78 nè mấy chị, siêu phẩm. Chốt con này cho em mã M17 đi. L76-78 mã M17 mấy chị ơi. L76-78 mã M17 đợi ship lên form cho mấy bà. Rồi size S nè, siêu phẩm size S lên nè. Siêu phẩm size S 9 tấc lên nè. Con này 9 tấc size S rất đẹp luôn. Con này mấy bà dưới 50kg giùm em nha. 9 tấc ống túm size S dưới 50kg. Chốt siêu phẩm dưới 50kg này cho em mã số 472. Cái eo này cỡ 70-72. Mấy chị dưới 50kg mấy bà mặc mới đẹp nha. Con này dán quần Âu giùm em nha. Chốt cho em mã 472 dán quần Âu. Có mã 42 nè. B41 em chốt rồi. 942 em chốt rồi. Trời, cái chị Hạnh Phạm á, mạng mình lắc quá mấy chị ơi. In đơn giao hàng tiết kiệm. Nhiều khách dồn đơn lắm hai ơi. 472 chị rồng bay nè. Rồi con này siêu phẩm nè mấy chị nhìn. Con này L72 luôn á. Dán size S luôn á mấy chị. Con này đẹp lắm. L72 siêu đẹp. Mới 100%. L72 các chị siêu đẹp. Chốt che mã số 001.
Chốt cho em ở 001M17 của chị Hạnh Phạm nè. Chị Hạnh Phạm khách quen nè. Rồi từ từ lên đồ đẹp mấy chị, siêu phẩm nè, hai con. Mấy cái này mà bán 59.000 rẻ lắm mấy chị. Giá thị trường ta rẻ lắm cũng 70, không ai bán 59 thì bán giá vốn á, mấy chị tranh thủ mua. Cái này em Vy nói thiệt. Rồi con này ôm nha mấy chị nha, con này dán ôm mà em nha. Con này dán ôm suông giùm em nha. Ôm suông giùm em nha mấy chị. 001 của chị Phạm Thị Đào, con nó 001 của em ơi, khách Phạm Thị Đào bấm sai á. Rồi chỉnh lại bút bi giùm chị. Rồi 001 sơ cua chị Thiện Phương Lê. 001 sơ cua chị Thiện Phương Lê. Dạ chị có lựa đi chị ơi, em lên mới có 10 cái quần mà trời. Eo 70 mấy chị. Con này eo 70 nha, suông nha. Con này eo 70 suông, chốt cho em ở 916. Eo 70 mấy chị, quá đẹp, chốt cho em ở 916. Siêu phẩm quần nâu tây nè mấy chế. Con này nó giống cái quần em bận nhưng mà nó nhỏ hơn một size nè các tình yêu. Siêu phẩm đây. Siêu phẩm nè mấy chị, nhỏ hơn một size nè. Siêu phẩm nè. Lưng cao lắm mấy chị, đã lắm. Eo 68, đúng là nhỏ hơn Vy một size luôn. Eo 72 Vy mới bận được. Eo 68, nhìn siêu phẩm Eo 68 nè mấy chị, rất là đẹp luôn nha. Chốt con này cho em mã số B31, siêu phẩm Eo 68 mã B31 giùm em. 916 chị Thùy Dương nè mấy chị. Sơ cua ghi chưa vậy? Đây cái phiếu sơ cua nè. Hồi nãy có cái phiếu cái giấy rớt ở dưới cái đâu à? Nãy chị để cái giấy ngay đây nè. Ừ, kẹp vô luôn nè với cái phiếu là phiếu sơ cua nè. Kẹp vô chung. 916 chốt rồi nha. 916 chốt chị Thùy Dương rồi nha. Rồi đây mấy chị. Quần hôm nay á, cái dáng của nó tùy mấy chị thích hay không thích ha. Nhưng mà đặc biệt có là đồ nó mới lắm mấy chị ha, đồ rất là mới. Eo 72 nè mấy chị, con này eo 72 nha mấy chị nha. Eo 72 chốt cho Vy mã C81. Eo 72 chốt cho Vy mã C81. Rồi má ơi con B31 E68 này không ai lấy được luôn, tiếc vậy. Con nó dán tay Âu có màu nâu, nó rất là tây luôn, giống y như cái em bận luôn. Nhưng mà Eo 68. Rồi lên mấy chị. Quần có thương hiệu hết nha mấy chị nha. Con này suông lưng cao nè. Con này suông lưng cao nha. Con này suông lưng cao nha. C81 chị Thùy Dương nè. Eo 78 con này mấy chị. Con này Eo 78 giùm em, suông lưng cao Eo 78. Chốt con này cho em mã số E18 đi. E18 B31 chị Nguyễn Huyền nè. Trời đúng rồi. Bà nội ơi, Eo 68 bà không lấy con đó. Trời siêu phẩm size nhỏ mấy chị. Siêu phẩm size S. Con này quần nhung, dáng suông giùm em, vải nhung nha. Con này mặc lên rất là sang, rất là sang, dáng vải nhung giùm em nè. Eo 74 vải nhung mấy chị. Ôi ơi quá đẹp luôn. Eo 70 74 mấy chị, vải nhung suông ôm nha. Chốt cho em Vy mã số C49. Chốt cho em mã C49 giùm em các chị ơi. Chốt cho em mã C49 luôn. C49 đẹp nha mấy chị. Làm lên đen mấy chị, đen lưng thun phía sau giùm em. Con này phía sau có lưng thun nha mấy chị nha. Con này chính tất chuẩn. Con này chuẩn chính tất 100% nè mấy chị. Em có hai em có mấy cái quần cái dáng nó lạ lắm. Mấy chị chút xíu, đợi chút xíu mấy chị chốt quần đã. Quần dáng nó rất là lạ. C49 của cô Nhi Nghi nè. Con này Eo 76 mấy chị, Eo 76 nha, chính tất Eo 76. Chốt cho em mã số 28. Eo 76 co giãn ra nha mấy chị. Rồi con này suông á, con này là quần thun suông, quần thun suông á mấy chị, lưng nó cao lắm, bản lưng nó cao lắm. Con này mấy chị bà mặc mặc sang, mấy chị mặc vô thì nó sẽ loe, hơi loe phần dưới giùm em nha. Con này dành cho lớn tuổi xíu nha mấy chị. Eo 80 đến 82 mấy chị lớn tuổi mặc sang lắm. Eo 80 đến 82 chốt cho em mã số 958. Eo 80 82 mã 958 giùm em mấy chị. Rồi em lên nè, em ưng hai cái quần này nhất à. Em ưng cái mẫu này nè, cái mẫu rêu ánh này nè, nó cực hiếm, rất là lạ mà dáng của nó dáng lưng cao bác ghi luôn. Nhìn cái mẫu rêu ánh của em nè, đẹp không, lạ lắm mấy chị. Con quần này là không đụng hàng luôn á, mấy bà mặc cái quần rêu ánh này mấy bà ra đường không đụng hàng luôn á. Eo 78 đến 82 eo to luôn các chị. Eo 78 đến 82 nè mấy chị nè, tầm mấy chị 55-58 kg á. Chốt con này cho em mã số 11, có mã 28 không? Chốt cho em mã số 11 mà em. Màu đen 28 chốt chị Hành Mỹ Hành. 28 chốt chị Hạnh Phạm. Rồi siêu phẩm size S suông nè. Con này siêu phẩm size S các chị. 11 em chốt cho chị Vô Thường. Siêu phẩm size S nè. Eo 60-62 body rất là đẹp. Con này Phan Nhi còn xem không? Má ơi lên dáng đúng đẹp luôn, sang chảnh luôn. Lên dáng sang chảnh con này nha. Chốt cho em mã B5 mấy chị, nhìn dáng con này nè. Nâu tay B31 chị Nguyễn Huyền lấy rồi chị. Nâu tay B31 chị Nguyễn Huyền lấy rồi chị. Nâu tay B31 E68 chị Nguyễn Huyền lấy rồi. Rồi eo to mấy chị. Con này quần tập
Dây rút mềm nha. Ôi má ơi đẹp quá. Con này eo nó to quá vậy trời. 11 em chốt cho chị vô thường rồi mấy chế ơi. 11 đẹp chưa? Rồi, con này eo 88 luôn á nha mấy chế. Rồi mấy chế 60kg mặt đẹp nè. Eo 88 mềm nè. Chốt siêu phẩm cho em mã B1. Con này eo 88. Mã B1 eo 88 mềm mấy chị mã B1. Trời ơi da lộn tiếp. Con này mấy chị cao mét 6 trở lên mặc được nha mấy chị nha. Quần dài. Bà nào nãy mét 64 đâu ta? Mét 68 đâu? Chị nào nãy mét 68 siêu phẩm nè chế ơi. Siêu phẩm cho chế đây. Con này dành riêng cho cái bà dán mẫu. Eo 78 coi giãn đến 80. Quá đẹp luôn á mấy chị. Nè, cao 1m6 trở lên giùm em nha mấy chị nha. Em cao 1m58 nó dài nè. Cao 1m6 trở lên giùm em, con này không sang không lấy tiền. Chốt cho em siêu phẩm mã số 197. Chốt cho em mã 197 mấy chị. Chốt siêu phẩm cho em Vi mã 197. Con này quần Âu lật lai chính tất giùm em nha. Số 5 chứ chị Phạm Thị Đào có số 5 nha. Có B5 của chị Phạm Thị Đào. Chị Phạm Thị Đào inbox số điện thoại cho hai ơi. 197 chị Phương Vũ. Con này eo 78 nè. Mấy bà lưng cao eo 78 chính tất lật lai dưới nha. Chốt cho em Vi mã số 513. Chốt cho em mã 513 197 và Phượng Vũ nha bà nội. Rồi lên nè, vẫn cố gắng lên những cái form đơ, cái form mà kiểu cơ bản có giá trị. Lên. Con này màu xám tay, màu xám trắng nha. Ủa má ơi đẹp quá chưa, cái dáng ok không? Quần Nhật có mấy chị, dáng đã lắm. 513 của chị vô thường nha. Rồi con này eo 74. Lưng 74 giùm em. Lưng của em đó. Lưng 72, 74 nè. Chốt siêu phẩm cho em mã số 543. 72, 74 mã 543 bao đẹp màu xám trắng. 543 lụm luôn. Mấy chị ơi 543 lụm đi mấy chị. Trời má ơi lưng cao tiếp tục nha mấy chị. Lưng cao màu nâu tây chính tất. Lưng cao màu nâu tây chính tất nè mấy chế nè. Eo 76 đến 78 con này. Size to, con này size L á, eo 76 78. Chốt cho em mã số C35. Con này đẹp quá, C35 eo 76 78 đẹp quá mấy chị. 543 chị Phùng Thị Thị Dương. 197 là con nào ta? 197 coi lại, hỏi khách hỏi 197 là vải gì. Coi lại chị 197 coi. 543 là chốt chị Thị Dương rồi chế ơi. Lưng cao tiếp tục nha mấy chị, lưng cao ống suông, con này dài trên 1m6 mà em nè. Con này lưng cao ống suông dáng dài nè mấy chị. Eo 74. Trời con này đẹp quá. Eo 74. Chị Nhiên Quỳnh lấy con này đi bà. Đẹp, mới nữa. Eo 74 giùm em Vi nè. Chốt cho em mã 468. Eo 74 mã 468 mấy chị. Eo 74 mã 468 nha. Vải này vải gì trời, không biết nói làm sao luôn á. Giống như da lộn á nàng nha. Nhưng mà siêu mới, giống như da lộn nàng nhìn kỹ chất liệu vải giùm Vi. Giống da lộn nha nàng, giống da lộn nha. Nhưng mà nó không có dày như da lộn. 468 chị Thiện Phương Lê nè. Mã 35 có không? C35 chị Hạnh Phạm nè. Lưng cao tiếp tục. Lưng cao size S đây. Khỏi đo tôi cũng biết size S nữa. Cái nói chung cái vải nó mặc rũ đẹp. Eo 64 size S chuẩn lưng cao mấy bà. Trời con này đẹp quá Duyên Duyên ơi. Eo 64 em ơi màu nâu tây. Chốt mã B55. Eo 64 mã B55 các chị. Mã B55. Lựa đồ đẹp nha. Giờ mấy chị thích màu đen phải không? Kiếm con màu đen nào cái dáng nó đẹp đẹp một chút nha mấy chị. Let me see. Đây đen. Trời ơi. Ngon cơm, đen đẹp lắm. Đen bao đẹp luôn. Không mở đơn được luôn hả B55 được mà. Mở đi. Ê đóng nè. Lưng cao nè. Lưng cao con này cao trên 1m6 giùm Vi siêu phẩm. Siêu phẩm cao trên 1m6 giùm Vi nè. Mấy chế khách chốt một cái, cố gắng chốt hai cái giùm em nha. Con này eo 62 đến 63. Má ơi nhỏ xíu à. Eo 62 63 là hết cốt, chốt cho em mã 246. Eo 62 63 là hết cốt mã 246. Cái này lưng thun với chị 50-55kg. Con này 50-55kg nè, cái quần này nó lạ lắm nha. Quần này giống như quần Thái Lan á. Mấy bà đi du lịch mặc cái quần này nhìn tay lắm á. Chốt cho em mã số 75. 50-55kg mã 75. Eo 84-86 có không? Có. Lục mấy con size to lên cho chị nhanh lên. Trời có hai con eo 84-86 bao đẹp luôn má ơi. Có nha, Vi có hai con nha. Đợi chút nha, là siêu phẩm nè mấy chị. Siêu phẩm nè. 75 của chị Thanh Hằng. Lên ừ cái dây rốt cái size to đó chứ. Đây chị, con này quần thể thao nè chị. Quần này dáng của nó rất là đẹp, dây rút nha. Eo của nó là 86 đến 88 nha chị.
E8688 nè, không quá ngắn nè mấy chị, cũng không quá dài, chốt cho em mã B1 con này chứ ơi. B1 luôn, dùng đó hôm nay sao không báo sớm để hai gói 2-3 lần lên đơn giao hàng tiết kiệm hết rồi. Tức là bây giờ em cũng tính là gói luôn đó chứ. Rồi được rồi, để đó đi, ai dồn thì dồn nha. Chịu khó cực xíu đi, siêu phẩm nè. Ai dồn dồn nha. Rồi chiều nay đã trà sữa, maxi ba, gọi đầu, làm mặt, ok. Rồi con này eo 68-70. Trời ơi, ôi ơi đẹp quá, eo 68-70 nè, không đẹp không lấy tiền nè. Eo 68-70 không đẹp không lấy tiền, chốt cho em mã 141 đi mấy chị, 141 đi. Cái quần đó có dáng có mã mà mấy chị, cái quần đó eo 88 có mã đó. B1 rút nhỏ lại được, bớt được chị lấy nghe. Không chị ơi, B1 cái dáng dây rút nó không có rút, rút lại nó cũng 80-84 à. Nha chị, 141 viên viên nè em. Eo 70 chứ chị, con này chưa gà, eo 70 thôi mấy chị, con này eo 68-70 siêu phẩm. Con này eo 68-70 mấy chị ơi, chốt cho em mã C1. Eo 68-70 mã C1 mà em nè mấy chị. Quần đẹp lắm. Thấy con này Âu bà cố luôn, hai con caro nè, đẹp chưa? Quần Âu nghe, dáng này dáng Âu nhiều, hôm nay ra dáng Âu nhiều lắm. Đây, đẹp. Con này ống ôm nè, con này ôm nha, ôm chính tớt của em nha. C1 của chị Thùy Dương nha. Con này E72 mấy chị, E72 lưng cao nè. E72 lưng cao. Con này mấy bà mặc sơ mi trắng đẹp hơn cái áo em đang bận nha. Chốt cho em mã M22. Chốt cho em mã M22 nha mấy chị, M22 mà em nha. M22 nè, xem lại cái quần tay mạng giật quá hả? Trời mạng giật quá bà, xem lại tới sáng luôn đó, bà nội. Rồi lên mấy chị. Trời con này cái dáng nó Âu hơn cái con kia luôn. Con này dáng của nó baggy nè. Dáng baggy nha. M22 chị Rồng Bay. Con này eo 76 luôn các chị, dáng baggy. Eo 76 baggy nè. Chốt siêu phẩm 76 cho em mã 280 đi mấy chị. Siêu phẩm eo 76 mã 280 mà em luôn các chế ơi, các tình yêu của em ơi. Rồi lên nè, mấy cái quần này nó cũng dễ thương mấy chị. Nó không có lên, nó không có khiên về cái dáng công sở nhưng mà nó đi dễ thương như con này bao dễ thương không? Con này bao dễ thương luôn mấy má ơi. Con này có túi luôn á, con này chính tất có túi luôn, bao dễ thương, dưới 50kg nha, siêu dễ thương nha. Dưới 50kg siêu dễ thương, chốt cho em mã B2 size S á, 280 bà Văn Nguyễn nè bà nội. Máy 65 eo 78 màu đen. Kiếm hả? Ác quá vậy. Kiếm thì kiếm, làm gì nhau hả? Ai có bác, có con baggy đen với con baggy xám nè. 59.000 con có rẻ quá không mấy chị? Chế nào chưa mua được cứ ở lại nha mấy chị, chút xíu mấy chị mua được à, chút xíu mấy bà chọn chán rồi bà đi ra, em vẫn còn siêu phẩm. Rồi con này size nè, mét 65 phải không, bao dừa. Vì mét 6 nó hơi dài nè. Con màu đen này mét 65 bao đẹp nha, bao hợp lý luôn. Eo của nó là 70, coi giãn cho tới 78. Hợp lý chưa? Eo 70-78 nha mấy chị, cam mét 6 trở lên mặt đẹp. Chốt con này cho em mã 463. Eo 70-78 nha mấy chị nha, mã 463. Cam mét 6 trở lên mặt đẹp. Rồi con này lưng thun mấy chị, 50-52kg mấy chị mặc ok, dáng chính tất. 50-52kg mấy chị, từ chất. Chốt cho em mã E5. 50-52kg chốt cho em mã E5, 463 của chị Nguyễn Huyền nha. B2 của hạt mít nè, B2 chưa chốt nè. B2 hạt mít nè, hạt mít ơi, cho Vi lại số điện thoại đi hạt mít ơi. Lên nè mấy chị. Tự em đang tìm cái nhà to to em thôi mà khổ ghê. Rồi con này lưng thun 50-55kg giùm em. Con này lưng thun 50-55kg giùm em, đẹp chưa? Con này rất là tây nha mấy chị, dáng chính tất nha. Dáng chính tất nha. Chốt cho em mã B99 đi, B99 đi. E5 chu cà nè, sơ cua E5 cho Nguyễn Huyền nha. Rồi lên mấy chị, quần đẹp lắm, em sẽ cố gắng lên nhanh nha mấy chị nha. Cố gắng lên nhanh cho mấy chị nè. Dán con này là dán mét 55 mặt vừa nha mấy chị, mét 55 trở lên mặt vừa giùm em. B99 chị vô thường em nha. Con này eo 72, coi dạng nó 74 hết cốt màu đen. Eo 72-74 màu đen mấy chị ơi. Chốt con này cho em mã 248. Eo 72-74 màu đen mấy chị. Mã 248 con đó, size to lưng thun nè mấy chị. Con này size to lưng thun giùm em đẹp nha, cái màu rất là tây, quần ống rộng dáng lửng có chị. Con này eo 76 coi giãn ra 86. Eo 76 coi giãn ra 86 mấy chị ơi. Eo 76 coi giãn ra 86, chốt cho em mã 279. 248 chị Minh Hằng. Minh Hằng lên lại cho em số điện thoại là được nha chị Minh Hằng. Đây siêu phẩm nè. Cái con này đẹp quá.
Con này vải thun nha mấy chị, bao đẹp nha. Con này chắc thun uni á, đã lắm, đã lắm. 279 của chị Nga Lê nè. Con này eo 74, coi giãn ra 78 đi ha. Con này 50-55kg, eo 74 trở lên giùm em. Chốt cho em mở B80. Eo 74 trở lên giùm em, mở B80 giùm em. Cảm ơn xin hỏi chị Minh Hằng. Đây mấy chị, con này chất vải thun nha mấy chị, thun uni giùm em nha. Con này suông ôm, con này dán mặt vô là mấy chị ôm lưng cao giùm em nè. Con này dán mấy chị mặc ôm lưng cao giùm em nha. B80 của chị vô thường chốt trước nha mấy chị. Eo 66 giùm em con này. Eo 66 size S, chốt con này cho em mã 245. Eo 66 size S mã 245 mấy chị. Rồi con này là quần tập, chất liệu vải da cá, quần tập chính tấc nha mấy chị nha. Con này quần tập vải da cá, hàng của Nhật Bản nè. Con này mấy bà chốt nè, không chốt là thua luôn á. Có 279, cái quần đen nó mã gì? 245, 279 chốt hết rồi các chị. Con này quần tập vải da cá, vải chính tấc nè, eo 74. Mấy bà sở hữu con quần này bao đẹp, vải da cá đó mấy chị, da cá của Nhật Bản đó. Chốt con này cho em mã E 41. Chốt cho em mã E 41 giùm em mấy chị, mã E 41 279 của chị Nga Lê rồi chứ ơi. Rồi con này lưng thun full nha mấy chị nha, lưng thun nè. Con này eo nó to lắm, 55kg đến 60kg luôn đi nha mấy chị. Con này eo 74 đến 84 nha. 55kg đến 60kg con này. Chốt con này cho em mã 553. Chốt con này cho em mã 553 E41 chị Ngân Việt nè. Chốt cho em mã 553 các chị. Chốt cho em mã 553. Ờ chính tấc ôm. Rồi hai con chính tấc quá chị, hai con chính tấc. Hai con chính tấc, một con chính tấc size S lưng cao nha. Hai con chính tấc nè. Ê cái quần này cưng quá thầy. 553 chốt chị qua xương gồng. Muốn hết hàng luôn rồi đó, thấy ghê chưa? Eo 64 chính tấc nè. Con này eo 64 chính tấc nha mấy chị, vải đẹp cực kỳ. Chốt cho em mã B82. B82. Hôm nay em có đủ thể loại luôn. Lưng cao chính tấc tiếp mấy chị, lưng cao chính tấc tiếp nè. Lưng cao chính tấc tiếp nha. Con nó hơi rộng mẹ ơi, con nó 8 mấy nè, nó 88 à. Eo 72 74 mấy chị, eo 72 74 nha mấy chị, chính tấc dành cho mấy chị 55kg nha. Chốt con này cho em mã 37. Chốt cho em mã 37 mấy chế ơi, mã 37 siêu phẩm mấy chị nè. Chốt cho em mã 37 nha. Mấy cái quần này đẹp lắm mấy chị. Giá thị trường nó bán từ 70 đến 150 mấy chị. Rồi con này là mấy chị cao 1m55 là mặc được á. Cao 1m55 ok nè. Eo 80 mấy bà ơi. Eo 80 giùm em nha mấy chị nha. Eo 78 80 luôn, eo to nè. Chốt con này cho em mã M25 eo to. 37 chị Rồng Bay. Con này 80 84 mấy chị, con này lưng thun giùm em nha. Eo 80 84 lưng cao. Chốt cho em mã 480 mấy chị ơi, size to. Eo 80 84 lưng cao size to mấy chị. Đẹp nè. Dán quần tây nha mấy chị nha. Con này lưng cao size S. Con này lưng cao size S giùm em, đẹp chưa? Dán này dán chính tấc nè. M25 của chị Nga Lê. Bé bà size S chuẩn bị bàn phím. Eo 66 siêu phẩm. Eo 66 siêu phẩm. Chốt con này cho em mã số 81. Rồi mấy bà size L nè. Trời ơi mấy bà size L, màu tay dễ sợ. Size L nha mấy chị. Eo 86, eo 84 86 quá đẹp. Eo 84 86 quá đẹp luôn, dáng ngắn chính tấc nè. Chốt cho em mã C40. Eo 84 86 mã C40 mấy chị, siêu phẩm nè. Đây, con này size L size to. Con này eo 82 coi giãn cho đến 84 á mấy chị. Eo 82 coi giãn đến 84, vải rất là đẹp. Chốt con này cho em mã số 299 đi, 299 C40 chị Nga Lê. 37 em chốt rồi chị, hạt mít ơi mình bị chậm rồi chết. Rồi mấy chị, quần tây nha. Con này nó bị tua chỉ xíu để em cạo sạch cho mấy chị ha. Tại vì nó bị dính cái kiện á, giặt kiện á. 299 của chị vô thường. Con này làm thoải mái được nha mấy chị. Rồi con này eo 72 mấy chị. Con này eo 72 ống suông màu đen. Eo 72 giùm em. Chốt cho em mã M32, mã M32. Có mã 81 không? Còn mã 81 không? Mã 81 chốt cho hạt mít nha. Rồi con này nè mấy chị nè, con này là vải thun uni giùm em. Con này vải uni nha, thun uni giùm em nha. Chất liệu vải không phải là vải tây nha mấy chị. M32 là của chị Nguyễn Huyền.
Con này eo 86 lận. Con này vải thun uni eo 86 mấy chị, tầm 60 kg mấy chị mặc đẹp. Chốt con này cho em mã 283. Chốt cho em mã 283. Siêu phẩm nè mấy chị nè. Con này chắc size ML mấy chị, dáng chính tất giùm em. Size ML dáng chính tất giùm em. Mấy chế mà chọt một cái cố gắng chốt thêm hai cái, bà nào một cái lên tiếng em đó. Con này eo 76 cho đến 82, con này đẹp nè mẹ, con này dễ thương. Eo 76 đến 82 siêu dễ thương luôn. Chốt cực phẩm cho em mã bơi 70, con này quá đẹp chị vô thường ơi. Con caro xanh nó quá đẹp. Bà Hà đang chốt. Bà Hà. Đây mấy chị quần tây nè. Quần tây nè. À hai siêu phẩm. Dán y chang dán bận luôn nha mấy chị nha, đẹp lắm nha mấy chị. B70, B70 chị vô thường lấy. Đây gì bà nói? À chị Minh Hằng một cái, chị Minh Hằng khách quen, còn mấy bà khách mới á, mấy bà khách mới ai một cái nói em. Con này eo 70 72 đẹp chưa? Eo 70 72 đẹp chưa? Siêu phẩm nè. Chốt cho em mã E14. Eo 70 72 mã E14 siêu phẩm mấy chị. Lưng cao nè mấy chị nè. Con này lưng cao size S nè, con này bà nào size S hốt nè. Chất vịu vải thun uni nha, size S hốt nè mấy chị. Eo 74 mà mấy chị, eo 70 lấy đi, size S hốt nè mấy chị nè. Quá đẹp luôn, con này quá đẹp. Chính tất ôm, chốt cho em mã C29. Chính tất ôm mã C29 từ từ, đồ đẹp còn nhiều lắm. Rồi đây cái dáng con này ok nè. Có hai con, một con vải thể thao, một con đen thể thao với một con quần tây nè. Đây, đẹp chưa? Đây nha, màu này màu xanh đen. Màu này màu xanh đen. Đúng rồi, em còn phải bỏ vô tụng nữa, em làm vậy mất thời gian quá. Đúng không? Nghe em phải làm ngay từ đầu để cho người ta tới lấy đó. C29 chị đồng bay vậy, em quăng nùi vậy. E7678 con này 55 kg để các chị chốt luôn. E7678 nè. Chốt con này cho em mã 672 đi, 672. 672 giùm em nha mấy chị. E14 của hạt mít nè. Rồi quần thun thể thao, mấy chị hốt liền cho em con này, hàng của Nhật Bản đó mấy chị. Con này thun cái gì thun nè. Con này hàng hiệu mấy chị, thun thể thao mấy chị, mặc chạy bộ chạy tập thể dục á. Con này eo 80 đến 84, eo 80 đến 84 chất liệu vải nhung cao cấp. Chốt cho em mã E12, A12 cũng được, A12 cũng được. 672 chị Ngân Việt. 672 chị Ngân Việt nha. Cái này tính ra em bán mà, tại vì hàng nó mới lắm á mấy chị, hàng Nhật Bản nó mới lắm, tính ra em bán 59.000 giá rẻ lắm á trời. Rồi lên mấy chị, đây màu xám, màu xám, xám chuột nè, màu xám chuột, con A12 của chị vô thường. Màu xám chuột nha mấy chị nha. Con này eo 74, 76 màu xám chuột, eo 74, 76 màu xám chuột. Chốt con này cho em mã 287. Chốt con này cho em mã 287. Mấy chị chưa chốt được hàng đừng có bỏ đi nha mấy chị. Đồ em còn nhiều lắm mấy chị ơi. Tại vì em lên không có kịp á, em đã cố gắng lên nhanh hết sức có thể rồi các chị. Các chị đừng có nghĩ là mình chốt không được, các chị ở lại chút xíu nữa em lên thêm. Em khui một kiện nó cũng được 300-400 con á chị. Nãy giờ em mới bán có 100 con à. Rồi eo 84 con này hàng quần thể thao Nhật. Eo 84 dây rút vô được nè. Chốt cho em mã 112, con này rút vô được nha chị vô thường. Mã 112. Mã 112 tôi đang kiếm cái dáng nào nó đẹp đẹp cho mấy bà nè mấy bà ơi. Rồi ha, con này quá đẹp nè. Đồ đẹp em lên, em ưu tiên đồ đẹp em lên mấy chị. À, em vi ưu tiên đồ đẹp lên. Đây, con này lưng cao, chuẩn lưng cao, bác ghi chính tất ha, ống suông. 112 của chị vô thường. Con này dây kéo bên hông quá đẹp nè mấy chị. Con này eo 74 76, con này mấy bà phải lấy. Bắt buộc mấy bà phải lấy thôi. Eo 74 76 cái lưng nó đẹp quá mấy chị ơi. Cái lưng con này bao tay luôn. Chốt siêu phẩm cho em mã số 92. Mã số 92 chị Thúy Hoàng cố gắng tráng nữa nha chị, em lên liên tục. Cảm ơn chị Thúy Hoàng vẫn theo dõi em. Nè mấy chị, siêu phẩm nè mấy chị. Con này mấy bà ốm ốm cho nhon mặc bao đẹp. Ừ cái quần màu nâu tay, màu đỏ tay đẹp. Quần nó con chưa có luôn á. 92 của chị vô thường. Eo 68 body. Con này là mấy chị điệu điệu body lưng cao bao vô eo luôn mấy chị. Chốt cho em mã số 46. 46 body lưng cao mấy chị ơi, mã 46. Rồi cái gì nữa đây, lên nữa nha. Đây. Hai con màu quá tay luôn mấy chị ha. 59.000 hết mấy chị, đừng mấy chị chưa chốt được mấy chị đừng đi ra nha mấy chị, tội em lắm nha mấy chị. Mấy chị đi ra hồi là cuối live còn mình em chơi với em luôn á. Rồi con này lửng chín tấc nè mấy chị. Con này cho 7 tấc hay 9 tấc vậy trời. 46 chị vô thường nè. Rồi đây mấy chị. Con này từ từ để em coi đã, chắc 7 tấc có ta hơi ngắn này.
L70 co giãn cho tới 80. Con này co giãn nhiều lắm. L70 80 mấy chị. Con này là giống 7 tấc hơn 9 tấc nha, lưng cao. Chốt che mã 280 lưng cao các chị ơi, mã 280 lưng cao. Con này lưng thun phía sau nha. Dán trước là dán ôm. Con này mấy chị nè, size nhỏ mấy chị mặc sẽ đẹp. Size nhỏ mấy chị mặc ra dán giùm em nha. Size nhỏ mấy chị mặc ra dán giùm em Vi nha. L70, L68, 70. Con này size nhỏ mấy chị dán thon thon chút xíu mặc đẹp lắm. L68, 70 dán thon suông nha. Chốt cho em mã số 242 đi. 242, 280 chị Mơ Thị. 280 chị Mơ Thị. Nhìn nhìn nè, siêu phẩm lên nè. Đây đây, hai con Becky nè. Con này màu này là màu cực hiếm. Màu này là màu tím violet, màu kiểu như màu cherry á, màu cherry đậm á. Còn màu này là màu tây nè. Đấy, hai con này bà nào lấy được nè, chuẩn bị bấm màn hình nè. Rồi con này New Tan, con em đang cầm, con Vi đang cầm New Tan mới 100%, hàng của Nhật Bản. Con này biết sao với chị nè, tại vì á em bán giá rẻ nên em chưa ủi ly lên á. Con này em ủi ly lên là mấy bà nhìn mát mắt mấy bà luôn á, mấy bà nhìn mấy bà không ghiền thôi luôn á. Rồi L72, 74, con này mà ủi cái ly lên là banh nhà lầu luôn á mấy chị. Giá bước vô shop em nói rồi, em đã từng mua con này giá bước vô shop 300.000 ha. Rồi mấy chị, nhưng mà vải chưa chắc đẹp bằng vải Nhật Bản. Rồi chốt con này cho em mã E8. E8 mấy chị, đẹp không? E8. E8 nha. Rồi lên nữa nè. Quá đã luôn. Má size số 11 Nhật Bản là size nhiêu ta? Thôi đo eo đi cho chắc ăn. Hàng của Nhật, chính xác hàng của Nhật 100% nha mấy chị. E8 chốt chị Nhiên Quỳnh. Con này nữa nha, con này nữa nè. Con này L70-72 thôi mấy chị. L70-72, hốt nè. Chốt siêu phẩm cho em mã 248. L70-72 mã 248 chị. Dạ em bán 59.000 à chơi. Cô Lan vô hàng thêm cho em nè mấy chị nè ha. À, nãy giờ kiếm cái đen đẹp đẹp mà không thấy. Đây đen đẹp nè. Đen suông đây mấy chị, đen tây ha. E8 chốt rồi, chốt hết rồi các chị. E8 em chốt hết rồi. Rồi mấy chị đen suông nè. Đen suông dài, con này cao tù 1m55 trở lên giùm em. Cao 1m55 trở lên giùm em, 248 chốt chị Ngân Việt nè. Đó, các mấy chị cứ chấm bài nhiều lên mấy chị chốt được nha. Con này hàng của Pháp mấy chị, con này em đang cầm hàng Pháp mấy chị. L72 lưng cao. L72 lưng cao nha mấy chị nha. Chốt siêu phẩm cho Vi mã M10. L72 lưng cao mã M10. Em hết rồi mấy chị, em hết hàng rồi mấy chị ơi. Rồi con này mấy chị size to nè. Con này quần Âu size to mà em nè. Con này quần Âu ống túm baggy 9 tấc nha mấy chị. Size nó đẹp nè, size này 8 mấy luôn nè. M10 của chị Nhiên Quỳnh. Hết hàng rồi mấy chị, M10 hết hàng. Eo này 88 luôn á mấy má ơi. Trời ơi đẹp quá. Mà eo tới 88 lận. Mấy chị 60kg nè. Lấy nào mấy chị, 60-62kg lấy liền. Chốt con L88 này cho em mã 949 đi mấy chế ơi. L88 mã 949 nha. L88 mã 949 giùm em nha mấy chị. Trời ơi mấy cái quần đẹp không vậy ta. Cái quần đen này dáng đẹp quá nè mấy chị. Ui, con quần đen này đẹp quá. Quần đen này đẹp quá. Con quần đen này đẹp quá. Dạ chốt mã em mấy chị. Cái quần, con quần đen này cái lưng nó bao đĩa dễ thương luôn. 1m55 trở lên em nha. Con quần, cái quần này mấy chị 1m55 trở lên em nha. 949 của chị Mai Mai nè. Chị Mai Mai L88 hả chế. Trời hợp lý luôn. Rồi con này L78-80. Ống suông mấy chị cao 1m55 trở lên. L78-80. Chốt cho em mã 105 nha. Chốt cho em mã 105 giùm em. Qua lấy hàng em đi anh Di nha. Chốt cho em mã 105 nè. Chưa có chốt đơn bên đó nên bên đó không đủ chỗ chưa. Rồi quần tập mấy chị. Con này quần tập 9 tấc. Con này quần đi tập 9 tấc em nè. Từ từ mấy chị đợi em nha, em sẽ lên rất là nhanh mấy chị nha. 105 của chị Phương Vũ. Mấy chị không chốt được đừng có buồn nha mấy chị, em đang cố gắng hết sức. Con này L78-80 mấy chị, quần tập ống suông ôm giùm em. Chốt ống ôm giùm em, chốt cho em mã B3. L78-80 mã B3 mà em nè, siêu phẩm nè. Em lựa mấy cái quần đen đẹp đẹp vô cho mấy bà nè mấy bà. Con này lưng cao luôn nha mấy bà. Lưng cao luôn ha, nãy giờ lưng cao không à. Nãy giờ ra dáng lưng cao không à. Hết rồi mấy chị ơi, hết rồi. B3 của chị Vô Thường nè. Lưng cao mấy chị đo bụng trên giùm em. Con này L80 mặc bụng trên nè. Trời má ơi hợp lý luôn á. L80 mặc bụng trên giùm em, siêu phẩm. Chốt con này cho em mã 953 đi. L80 mặc bụng trên mã 953 giùm em. Size to nè, size to nè. Size to nè mấy chị, size to nè mấy chị. Size to quần phong ngắn giùm em nha. Con này size rất là to. Vi ơi quần canh bận có khách chốt rồi chơi. Quần canh bận khách chốt rồi. 953 chị Vô Thường chốt nha. Chị Nga lên xong rồi. Rồi con này L88-90 mấy chế ơi. L88-90 nè, size 65kg. Size XL 65kg giùm em nha. Chốt cho em mã số 2. Size XL 65kg giùm em mã số 2 mấy chị ơi.
Size to tiếp tục mấy chị. Size to tiếp tục mấy chị nhìn rõ màn hình không ạ? À? Con này là size L nè. Size L XL. Ý, con này nó bị giãn thun chỗ này à. Con này đẹp quá mấy chị. Rồi, con này nó về size L thôi. Mấy bà nè, L78 L78 nha mấy chị, L78. Con này em bán cho mấy chị giá 30.000 lỗi thun rồi. Mấy chị về sửa lỗi giùm em. Chốt cho em mã lỗi 30k size L. Cái form nó đẹp, cái vải đẹp á. Chị Thanh Hằng 2 cái 953 em chốt hết rồi mấy chị. Mấy chị lấy cái lỗi đó đi. Bà nào size L lấy cái lỗi đó đi mấy chị. Có quần bó Hồng Kông không ạ? À? Quần bó hông quá hả? Quần bó nãy giờ lên cũng mấy cái mà. Lỗi 30k chốt cho Phượng Vũ nè. Em thấy cái lưng nó bị lỗi nên em không có ra form được nè. Con này quần Âu nè. Con này dáng Âu rất là đẹp, màu đen mấy chị. Lỗi 30k em chốt chị Phương Vũ rồi. Cái quần lõi đó đẹp quá trời luôn mà cái thun nó bị giãn rồi. Size L, quần lõi đó size L. Rồi cái này mấy chị L80 nè. Con này L80-82 nè mấy chị, cao 1m55 trở lên giùm em. Chốt cho em mã số 572 đi, chốt cho em mã 572 con đó. Ai quần lõi 30k nè em ơi. Rồi mấy chị chốt gì nữa? Rồi đen nha, đen baggy nha. Đen baggy, đen suông hai cái. Chốt đơn chị nhau, ok chị. Em coi từ đầu tới giờ mà không chốt được cái nào. Chết luôn rồi. 572 của chị Mai Mai. Lên Vi lên đừng giận Vi, size S nè mấy chị. Size S nè, đừng giận Vi nha, đừng giận Vi nha, Vi cố gắng nè. L68 lưng cao các chị. L68 lưng cao nha mấy chị. Chốt con này cho em mã 464 đi. 464 L68 lưng cao. Ok, để Vi kiếm trắng cái e trắng cái form nó đẹp đẹp một chút nha. Trắng nó cũng có nhưng mà nó không có đẹp, cái form nó không đẹp bằng luôn á. Rồi đây trời, siêu phẩm nè mấy chị. Siêu phẩm nè. Con này siêu phẩm size to nè, size L nè. Dạ chị bấm mã giùm em nha chị ơi. Chị bấm mã giùm em đi chị. 464 của chị Thúy Hoàng nè. Bấm mã giùm em nha chị Quang Sĩ ơi. L72 74 con này lưng cao. Lưng cao L72 74 mấy chị. Chốt con này cho em Vi mã số 08. Chốt cho em mã 08 L72 74. Mã 08 L72 74 siêu phẩm lưng cao tiếp nè. Cái dáng quần Nhật có lưng cao nhiều lắm mấy chị. Dáng quần Nhật lưng cao nhiều lắm. 08 của chị Nguyễn Huyền nha. 08 chị Nguyễn Huyền chốt trước nha mấy chứ. L76-78 mấy chị. Hốt luôn. LM nè, size L, L76-78. Chốt cho em mã số 47 đi. 47 mấy chị ơi, L76-78 quá xịn luôn. Con 47 đẹp quá mấy chị. Rồi lên mấy chị lưng cao nữa ha. Toàn bộ lưng cao không à. Mà con này ống suông nè. Con này lưng cao ống suông nè, màu này quá đẹp. Màu này là màu ruốt mà ruốt đậm mấy chị. C47 của chị Ngân Việt. Con này L72-74 mấy chị, màu rút đậm lưng cao L72-74 giùm em nha. Chốt con này cho em mã số 189. L72-74 mã 189 nè. Rồi con này size nhỏ mấy chị, con này size nhỏ. Con này lưng cao luôn mấy chị, con này lưng cao màu xám. Em đang cố gắng hết sức đừng giận em nha mấy chị, em chốt theo mấy chủ nha mấy chị. Rồi con này L68-70 size S lưng cao. L68-70 giùm em, chốt cho em mã số 86. L68-70 mã số 86 cách chế 189 chị Minh Hằng nè. Mẹ ơi, mẹ ơi, mày gánh đâu mày vô mày mở mất một con mà. Rồi 189 em chốt rồi mấy chế. Con này L72 lưng suông. L72 đen suông mẹ em nha. L72 đen suông. Chốt cho em mã 505 các chị. 505-86 chị Mỹ Duyên nè. Cho em xin số điện thoại địa chỉ chị ơi. 86 chị Mỹ Duyên, cho em xin số điện thoại chị. Mày gỡ móc mày để lên đây một con đó. Hả? Mày gỡ móc quá, mày để quần lên đây một con đó. Rồi con này L84-86 suông nha. Con này L84-86 suông nha các chị. Chốt con này cho em mã 321 L84-86 quần suông nha mấy chị ơi. Chốt cho em mã 321 mấy chị. Chị Mỹ Duyên cho em xin số điện thoại chị đi chị. Rồi em lên lưng cao siêu phẩm nè. Con này 9 tấc nè, con này 7 tấc nè chị. Lưng cao siêu phẩm 7 tấc nè. Chị Mỹ Duyên cố gắng chốt hai cái em nha. Sơ cua 86 cho chị Quốc Huy. Rồi con này L74 lưng cao 7 tấc. Trời ơi đẹp quá. Con này L74 á siêu phẩm. Chốt siêu phẩm cho em mã số 312. Trời con này đẹp quá mấy chị. L74 á. Mã 312. Rồi quần thể thao lưng cao mấy chị. Trời ơi cái quần này nó dễ thương ghê chưa. Quần này mấy bà đi đâu mấy bà tìm giá 59 ngày nói tôi nghe coi. 312 của chị Nguyễn Huyền. Rồi lên mấy bà lưng thun nha. Quần này quần thể thao và dáng Âu 74-76. Con này 55kg mặc vô hết mẹ em. Quần thể thao 55kg mặc vô hết mẹ em, siêu phẩm nè. Chốt cho em mã số M82. 55kg mặc vô hết mẹ em, mã M82. Có mã 33 hoặc mã 32.
312 à. Trời, bà Trần Thủy bấm 3332 là gì trời? Làm khó em trời. Giờ em lên mấy chị. Con này đen suông mà em nè. Con này đen suông nó có cái gài ngay đây nha. Đây, con này quần bờ chính tấc mà em. Con này đen suông quần chính tấc mà em, M82 chị vô thường chút trước nha các chị. Rồi, con này nè mấy chị, eo 74 đến 76 đen suông. Eo 74 đến dưới 76 đen suông mấy chị ơi. Chốt con này cho em mã số 21. Chốt cho em mã số 21 nha. Chốt cho em mã 21 luôn mấy chị. Chốt con đó cho em vi mã 21 siêu phẩm nè mấy chị. Trời ơi con này đẹp quá. Ôi mẹ ơi nó đẹp. Nó quá đẹp luôn. Nó quá đẹp luôn nè mấy chị nhìn nè. Có con nào 68 7 tấc không vi? Hồi nãy giờ 9 tấc và 7 tấc được một vài con. 21 của chị Quang Sĩ Nguyễn. 21 sơ cu cho chị Trần Thủy. Chị Quang Sĩ lên cho em số điện thoại địa chỉ đi chị. Con này eo 78-80. Trời ơi quá đẹp, lưng cao nha. Eo 78-80 nè. Lưng cao siêu phẩm này chốt cho em mã 921. Lưng cao mấy chị ơi. Mà eo 78-80 con đó mã 921 mà em mấy chị. Rồi mấy chị, con này đen suông mà em nè mấy chị nè. Cái này đen suông mà em nha mấy chị nha. Cái này đen suông mà em nha. Eo của nó 68-70 á. 9 tấc mà em. Chốt con này cho em mã số C19. Chốt cho em mã C19 921 của chị Ngân Việt nha. Con này eo đo sẵn rồi nè, quần Nhật hết mấy chị nha. Con này eo 77 nha mấy chị, eo 77 cho đến 78 giùm em. Eo 77 đến 78 nè mấy chị, size L chuẩn. Eo 77 78 giùm em mấy chị. Chốt con này cho em mã số 405. 405 mấy chị, 405. Cảm ơn số điện thoại chị Quang Sĩ, cố gắng chốt em cái nữa đủ đơn nha chị. Em lên dây rút Nhật nè mấy chị, quần tây luôn, dáng Âu. Ôi cái con dáng này đẹp quá vậy. Cho mẹ ơi nó đẹp. Ui nó đẹp quá mấy chị ơi. Nó chín tấc mà nó đẹp quá mấy chị ơi. Ôi đẹp quá mấy chị ơi. Ôi cái con caro này xinh quá. Thun sao nha mấy chị, có thun sao nha. 405 của chị vô thường. Nhìn con này có thun sao nha mấy chị. Con này thun để kéo lên mông, mấy bà mông to vô hết giùm em con này. Eo 78 cho đến 84 nè. Mấy chị mông to vô hết giùm em, siêu phẩm á. Siêu phẩm á, eo 78 đến 84 size L, chốt cho em mã 923. Chốt cho em mã 923 đi các chị. Quần tây đen suông nha. Quần tây đen suông nha mấy chị nha, 9 tấc. Con này mấy chị cao 1m55 hồi mẹ xuống đi mà. Cao 1m55 mẹ em nè. Con này eo 78 80 giùm em. Eo 78 80 giùm em mấy chị. Chốt con này cho em mã số B33 luôn, B33 luôn. 923 của chị Mơ Thị nha. B33 luôn mấy chị. 923 chị Mơ Thị lấy rồi chứ ơi. Lưng cao tiếp tục, con này size to nè mấy chế nè. Con này size to, lưng cao size to nè mấy chị. 923 chị Mơ Thị lấy rồi. B33 của chị Xuân Haru nè. Chị Xuân Haru cho em xin số điện thoại nha. Cố gắng chốt hai cái thì em đủ đơn nha. Con này eo 82 lưng cao. Eo 82 lưng cao. Chốt cho em mã 221. Eo 82 lưng cao mã 221. B33 sơ cua cho chị Văn Nguyễn nha. Rồi quần Âu nữa nè mấy chị. Trời mẹ ơi con này đẹp quá. Con này 59 hèn rẻ lắm á mấy chị. Từ nha. Trời ơi nó đẹp. Chất liệu vải nhung tâm nha các tình yêu. Màu đen. Rồi con này mặc vô hip hop lắm á trời. Từ. Từ suy nghĩ con này mặc sao ta. À con này chắc là à con này nó ăn gian lắm mấy chị. Con này nó ăn gian lắm á. Con này kiểu mấy chị mặc như vậy nè, cái xong nó có cái nút gài thôi. Nè nó có cái nút gài ăn gian chỗ này nè. Nghĩa là cái đai này nó đai giả đó mấy chị. Xong mấy chị mặc mấy chị gài một nút bên hông. Mấy chị gài từ bên đây qua bên đây thôi chứ không có kẹp, không có gì hết nha. Rồi con này là cao 1m6 trở lên mặc được nha mấy chị. Chốt không được, được mà, đừng có giận em. Lên nè, con này Nhật Bản nè, con này eo 84. Con này eo 84 đó mấy chị, hai cao 1m6 trở lên giùm em nha. Chốt con này cho em mã 282, con này dành cho dáng mẫu mấy má ơi. Mã 82 mã 282 mẹ con đó luôn mấy chị. Con này màu xanh đen giùm em nha. Màu xanh đen size to mấy chị, quần chính tấc. Màu xanh đen size to quần chính tấc giùm em nha. Con này eo 86 đến 88 mấy chị. Con này eo 86 88. Size quá to. Chốt cho em mã B36, eo 86 88 mã B36 nè. Đây con này lưng cao. Con này lưng cao và bản lưng của nó rất là dày mà to. Con này size S nó dành cho mấy chị mà đang có bụng, đang mà bị giảm cân á, đang mà cố gắng giảm cân mấy chị mà. 282 của chị Thu Thủy. Con này giống như kiểu quần legging mà legging là legging Nhật. Con này eo 72 74 mấy bà lấy đi mấy bà. Mấy bà nhìn nè. Eo 72 74 mà em chưa có kéo ra nha. Con này cứ giống như là quần legging ôm á. Quần legging ôm mà hàng xịn này mấy chị cũng bỏ ra ít nhất là 200 mấy ngàn rồi đó. Con này là dáng quần legging luôn nha. Chốt cho em mã số
không, 510 L72, 74 mã 510. Gì đây, gì mà đẹp quá đây. Size to nữa nè mấy chị. Rồi con này đẹp nha mấy chị nha. Con này chính tất. Chính tất mem nè, nhìn nè. Chính tất caro xanh giùm em, lưng thun nha. Con này chưa coi giãn là 80, coi giãn là 86. L80 đến 86 siêu phẩm caro xanh. Chốt cho em mã 141 đây mấy chị. Caro xanh mã 141, 510 thì Julie Lê nè. Rồi đây, cái quần này giống y chang quần em bận. Mà con này nó may nhanh nhở vậy trời. Rồi con này bán rẻ cho mấy chị thôi. Con này là 60kg vừa nha mấy chị. Con này dáng dày nha mấy chị. Thôi con này ghê quá. Thôi bỏ rồi mấy chị ha. 141 của chị Ngân Việt nè. Rồi bỏ rồi lấy con khác đẹp hơn. Con đen đó nó kỳ quá. Rồi lên nè mấy chị. Rồi con này size S mấy chị nha. Size S chính tất, size S giùm em dưới 50kg. S chuẩn luôn, eo dưới 70 thôi. Con màu xám này eo dưới 70 mấy bà mặc được hết. Chốt cho em mã 306. Eo dưới 70 mã 306 mà em. Con này lưng thun mềm nha mấy chị. Đây con này lưng thun nè. L70 coi giãn đến 76. L70-76 size SM mềm nha. L70-76. Chốt cho em mã 565. Chốt cho em mã 565 306 của chị Nguyễn Huyền. Size to nè mấy chị. Con này size 65kg mấy chị vừa nha mấy chị. Con này nè size XL mấy chị, size XL. 141 em chốt rồi mấy chị. Hơn 141 của ai ta? 141 của chị Ngân Việt, chị Mỹ Ngọc sao rồi chứ. Con này L84 coi giãn đến 86 á, mấy chị 65kg mấy chị mặc vừa giùm em nha. L84-86 chốt cho em mã 271. L84-86 mã 271 mà em nè. Chịu khó không em chứ đừng giận em nha mấy chị. Đừng giận em nha. Quần xịn lắm mấy chị, quần hôm nay em bán rẻ lắm á mấy chị. Con này 65kg luôn nha. Nó to quá các chứ. 306 chốt luôn rồi bà Lan Ngọc ơi, mạng lắc quá phải không. Con này L94 má ơi luôn. 65-70kg nha mấy chị. L94 bà nào, có chị nào có người nhà size đại nè. Con này quá xịn luôn. Chốt cho em mã 38. Con này ví dụ như mấy chị muốn bỏ ra tiền, mấy chị mua size đại, giá của nó rất là cao. Hôm nay có 59.000. Mấy chị có tờ vô tình mấy chị thấy thì chị mua luôn. Con này là dành cho khách size đại. Rất là khó kiếm đồ nhưng mà con này rất là đẹp. Vải rất là đẹp, mã 38 á mấy chị. Legging nè, legging nóng ôm em còn nè mấy chị. Con này legging size S. Dáng con này quá đẹp rồi mấy chị ơi, hàng hiệu giùm em nè. Legging size S mấy chị nhìn quần legging, mấy chị nhìn kỹ màn hình quần legging rất là đẹp luôn. Nó vẫn nó giả dạng quần tay nha, nhưng mà cái dáng của nó là mặc vô nó sẽ ra dáng legging nha, ôm sát người luôn á. Rồi con này L76 mấy chị, ra dáng legging giùm em nha mấy chị. Chốt cho em mã 333. L76 ra dáng legging giùm em mã 333 giùm em mấy chị ơi. Mấy chị chốt đen đẹp không? Đen đẹp em còn nha. Mấy chị không chốt đen thì đen màu cho mấy bà. Đây. Nãy giờ chưa uống nước luôn á trời. Sao hôm nay lên quần tay cái lượt view nó cao vậy trời. Còn lên áo lượt view học chồng không ai xem hết trơn á. Dạ chị Bình Mỹ eo nhiêu vậy chế. Con này size S nè mấy chị ơi. Quần chính tất nè. Nhưng mà nó tầm size S 52-53kg thôi nè. Nhìn nè, con này quá đẹp nè. Con này L68 coi giãn đến 72 thôi. Đó, tầm 52kg thôi. L68 coi giãn đến 72 giùm em. Chốt siêu phẩm này cho em mã số M2 đi. Chốt cho em mã M2 nha. Và quần đen lưng đẹp nè chị. Đợi em chút, em có đen thể thao. Em có đen đen thun. Từ, em có con đen thể thao đẹp lắm. L65-68 nè, eo nhỏ dữ trời. Rồi em có con đen thể thao dây rút này đi mấy chị, siêu phẩm nè. Siêu phẩm này chắc 55kg mấy chị mặc thoải mái em nha. M2 của chị Thùy Dương làm như khóc dữ trời, chết mẹ à, nó có sốt mà. Con này eo coi giãn nó tới 84-86 lận. Con này siêu phẩm mấy chị, lấy đi. Mấy chị 55-60kg mặc thoải mái nha. Con này siêu đẹp luôn á. Chốt con này cho em mã số E50. Cực phẩm luôn á mấy chị, quần thể thao rồi, chất liệu vải dù cực phẩm luôn. Rồi con này dán suông mà em. M2 em chốt rồi mấy chị ơi. Trời mỗi lần con khóc em nó lòng ruột lên luôn rồi. E50 của chị Phượng Vũ nè. 68 nè mấy chị, con này L68 nè. Con này L68 chính tất mà em nha. Mà E50 em chốt hết rồi mấy chị. 68 chính tất mà em chốt cho em mã B13. Rồi em có cái dán buồn này nè mấy chị. Tuy nó không có được lung linh lắm nhưng mà mấy chị mua ngoài chợ bán mấy chị cũng 100, 120 đúng không? Dán lưng cao nè mấy chị nè. Dán lưng cao mà em nha.
quần Nhật á, cái hàng nó không có được lung linh như quần Hàn, nhưng mà cái vải nó chất lượng lắm. Con này E72 lưng cao. E72 lưng cao mấy chị. Chốt con này cho em mã số 319. E72 lưng cao mã 319 mấy chị. E72 lưng cao mã 319 em nha. Con này lưng thun nữa nè. Con này lưng thun dán baggy giùm em màu xanh mấy chị. Con này trực tiếp là màu xanh nha mấy chị nha. Con này chưa co giãn là 70, nó co giãn ra tới 78 mấy chị. E70 co giãn 78 size SM mấy chị mặc đẹp. Chốt con này cho em mã số 82. E70 co giãn 78 mấy chị ơi, mã 82 em luôn mấy chị. Chốt cho em mã số 82 nha. Rồi, lên mấy chị, dán suông chính tất. Con này màu xám dán suông nè mấy chị. Chốt nè, con này dán suông mấy chị, dán chốt đẹp nè. Con này E74 rồi. E74 nha mấy chị nha. E74 dán suông mà em nha. Chốt siêu phẩm này cho em mã số M9. E74 dán suông mã M9. 82 chị Thùy Dương em nha mấy chị. Làm gì nó khóc dữ trời. Em chào chị Thúy Dương, chỗ lâu quá không gặp. Rồi con này dán suông mấy chị ơi. Cao 1m55 trở lên mặc được nha. Mấy chị 1m50 mặc không được đâu nha. Mấy chị 1m50 mà mê quá thì cắt like lên ha. E86 luôn á mấy chị. E86 luôn, chốt cho em mã số 7. E86 mã số 7 M9 của chị Trần Thủy. Chị Xuân Hai Ru mình chưa cho em thông tin đó chị. Em thấy chị lên view mà chưa cho em thông tin. Chị Xuân Hai Ru, Xuân Hai Ru cố gắng chốt hai cái thì em là đủ đơn chứ. Em lên con này quần Âu nè, hàng xịn. Con này dán ôm chính tất. Con này dán ôm chính tất mà em. Dán ôm chính tất mà em nha. Còn đen không Vi? Dạ có chị, đen dán đẹp em còn chị. Em lựa cho, em đang kiếm cho các chị đây. E76 78 mấy chị, con này ôm. Ôm nha. E76 78 ôm, chốt cho em mã số 904. 904, để ráng em coi ráng à, từ từ. Đen đẹp đâu con ơi, xuất hiện coi. Đen có đen suông à? À đây có con này, hở đẹp nè. Đẹp nè mấy chị. Mà con này suông, con này vải đẹp nhưng mà dáng nó suông quá. Con này eo size S nè mấy bà, size S. Suông ống le nhẹ nè. 904 chị Bình Mỹ. Con này suông ống le nhẹ nè mấy bà, size S. Vô nè. Rồi con này eo 70 72 thôi, nhưng mà mấy chị eo 68 mặc lưng cao mà em, tại vì con này cái ống nó ôm suông á. Con này mấy bà size S thì vô đẹp hơn. Chốt cho em ở 195, mấy chị size S vô rất đẹp mấy chị. 195 em mấy chị ơi, 195 caro em có, tình yêu ơi đợi em chút đi. Rồi lên mấy chị, lưng cao nha. Đã, hôm nay là hàng lưng cao nhiều quá mấy chị ha. Lưng cao chính tất mà em, con màu kem này nha mấy chị. Trời ơi nó làm gì nó hét dữ trời. E72 lưng cao mấy chị. E72 lưng cao nè, chốt lẹ nè, siêu phẩm nè. Chốt con này cho em mã 485 mấy chị. E72 lưng cao mấy chị, mã 485. 195 của chị Bình Mỹ. Caro lưng cao em còn nè. Caro lưng cao ống túm nha. Trời má nó chạy đường gân ở giữa đẹp quá. Chính tất, chính tất ống túm nè. Con này mấy má mặc dễ thương mấy má ơi. Lên giày bata trắng là đẹp rồi. 485 của chị Minh Hằng. E76 mấy chị. E76 78 nha. Đẹp không? 55kg là mà ok rồi. Chốt con này cho em mã số 519 nha mấy chị. E76 78 chính tất mã 519 giùm em. Để em xem có nào đẹp nha mấy chị. Đây. Size to, con này size to mà dáng cực kỳ đẹp. 519 của chị Mơ Thị. Dáng cực kỳ đẹp luôn. Đẹp không mấy chị? Mấy con này dễ thương lắm á. Mà eo nó hơi to. 519 chị Mơ Thị chút trước mới chứ. Cho tôi con caro đỏ đầu lai đi. Con nó to quá. Con nó tám mấy lận. Con caro đỏ đầu lai tám mấy lận. Rồi con này eo 84 má ơi. Chị nào em 84 rất là đẹp. Eo 84 cực đẹp luôn. Eo 84 mấy chị, chốt cho em mã số 47. Eo 84 mã số 47. Đây, suông đẹp nè mấy chị. Suông đẹp. Suông đẹp nha, quá đã luôn. Trời ơi, con này cao 1m55 trở lên mặc đẹp nha. Nó khác lên là nó đòi đi chơi á chị. Không chịu ngủ, nó ngủ không được, nó đòi đi chơi nên nó vậy đó. Bà nội ông nội vô không được không mà. E74 đến 76 mấy chị. E74 76 giùm em con này nè, size M. E74 76 chốt che mã M1. E74 76 lưng cao mấy chị. E74 76 lưng cao mã M1 mấy em. Rồi lên mấy chị nè. Con này nha, con này chính tất đẹp nha. Con này chính tất ống suông, ống suông ôm. Chính tất suông ôm giùm em. Con này eo 80-82. Chính tất suông ôm giùm em màu đen nha. Eo 80-82 chốt cho em mã A14 đi. Chốt cho em mã A14 giùm em mấy chị. Mã A14 nè. Rồi cái nào là thun uni em nói.
cái nào thun mu ni em nói, còn cái nào vải 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 quần tây em nói nha. Rồi con này mấy chị thun mu ni nha mấy chị nha, con này thun mu ni giùm em nha. Nó mới có 1 tuổi mấy sao đi học bà. Con này eo 66, 68 cm, eo 66, 68 cm. Chốt con này cho em mã 208. 208 A14 chị Xuân Haru nè. À, sơ cua A14 chị vô thường, chị Xuân Haru lên đầy đủ số điện thoại địa chỉ giùm em đi chị. Mong 110 ok vừa má ơi. Cái con caro đỏ nó dán bét ghi mà eo 8 mấy mong 110 là bình thường. M1 của chị Vân Trần. Chị Vân Trần cho em xin số điện thoại địa chỉ nha chị. Cố gắng chốt hai con mà em đủ đơn nha chị. Rồi em lên con này thun uni dán ôm nha. Con này size S chuẩn luôn nha mấy chị. Con này thun uni dán ôm size S chuẩn luôn giùm em nè. Eo 66, 68 eo 66, 68 giùm em nha. Chốt cho em mã số 282. Eo 66, 68 mã 282. Chốt khó quá bà. Chốt khó. Khó là bà khó. Cái con caro đỏ còn không? Con caro đỏ em xem trong like còn không em ơi. Con ca đâu đỏ đó bác ghi nên là mong 110 bao dừa. Rồi lên legging mấy chị. Quần legging chính đất nha, quần legging ngắn lưng cao nha. Quần legging lưng cao á mấy chị nên sắm trong tủ đồ một cái. Tại vì lưng nó cao mấy chị che được hết cái bụng luôn ha. Legging này lưng siêu cao, eo 72 lưng cao. Legging này lưng cao nè mấy chị, eo 72 legging lưng cao nè. Chốt con này cho em mã số 901 đi. Dạ dạ, mã 901. 282 chị Mỹ Ngọc em ra phiếu rồi nha chị. Nó làm sao á ta ơi. Giờ con này chính tớt mấy chị, con này độc lạ lắm. Cái lai dưới của nó có cái dây kéo. Đó. Cái lai dưới của nó có cái dây kéo á mấy bà. Em cũng biết nó làm gì nữa nhưng mà thường hàng Nhật nó như vậy á. 901 của chị Nhiên Quỳnh. Cảm ơn số điện thoại chị Vân Trần, cố gắng chốt một cái nữa giùm em mới đủ đơn nha chị. Người tôi khó chọn lắm, bụng 68 mông 93 chỗ máy dán mẫu quá mà. Mấy dán đó thì vô bác ghi giùm em là được hết. Con này eo 76 coi giãn đến 82. Eo 76 coi giãn đến 82. Chốt cho em mã M15. Chốt cho em mã M15 đây chị Phượng Vũ. Dán này em cho chị xem lại ha. 136. Con này eo 8 mấy nè, mông 110 bao vừa. Con này bác ghi ống rộng mà bà. Mông bao nhiêu không vừa. Bác ghi ống rộng mông bao nhiêu không vừa. Mã số 15 của chị Bon Mon này. Mã số 15 chị Bon Mon chốt trước rồi chơi. Đây mấy chị. Đây quần ôm nha, quần đen ôm 59.000, con này quá rẻ nha mấy chị. Ok nha, đây lấy cái phiếu ok nha của chị Phượng Vũ kẹp vô con màu đỏ cho chị. Rồi con này eo 70, 72 giùm em quần ôm đen. Eo 70, 72 quần ôm đen, chốt cho em mã số 43 mấy chị ơi. Thông cảm em nha mấy chị, bé đó nó khóc quá, nó làm. Rồi cái này quần đơn giản suông nha mấy chị, màu đen đơn giản suông em nha, quần tây suông em nha. Eo 72, 74. Con này eo 72, 74 giùm em nha. Chốt cho em mã số 77. Eo 72, 74 mã số 77 giùm em mấy chị ơi. Mã số 77 giùm em. Ôi má ơi. Ôi đẹp quá. Mấy chị nhìn cái dáng quần Âu lưng cao màu đen nè. Thích ghê không? Đẹp lắm nha mấy chị. Chuẩn Âu luôn á. 43 của chị Mỹ Ngọc. Em chào chị Thúy Dân. Nãy giờ chưa chốt được cái 77 của chị Trần Thủy. Chết rồi chị Thúy Dân của em ơi. Rồi eo 70 cho đến 76. Con này quá đẹp luôn nha mấy chị. Con này là size ML với chị mặc được hết. Con đen này quá đẹp. Chốt cho em mã số 481. Eo 74, 76 mã 481 mà em. Lưng cao là size nó to nè. Con này là con này cao 1m6 trở lên mặc đẹp nha mấy chị nha. Con này hơi dài nha. Chán quá. Trời em cũng biết sao luôn nè. Chị Thúy Vân ơi kỳ vậy. 481 em chốt cho chị gì ta. Chị Mỹ Duyên nè, chị Mỹ Duyên đủ hai con 481 chị Mỹ Duyên chết trước rồi chết ơi nha. Sơ cua 481 cho chị Mơ Thị nè. Từ từ mấy chị, vô thêm này mấy chị hai, vô thêm hàng nha mấy chị, không có thiếu hàng đâu mấy chị ơi. Em lại tìm dáng đẹp lên cho các chị đây. Nó hơi lâu nhưng mà mấy chị chịu khó đợi là ra hết. Eo 74 coi giãn đến 82. Con này cao trên 1m6 giùm em Vi. Eo 74 coi giãn đến 82 mặc được. Chốt cho em mã C52 đi. C52 em lại vô nè mấy chị. Em lựa dáng đẹp em lên nè mấy chị. Đây siêu phẩm nè. Hai con quá đẹp nè mấy chị thấy không? Mạng chậm. Em đang cố gắng nè chế ơi, bé nó khóc em cũng rối quá trời luôn nè. Rồi con này size to nè mấy chị, size to mấy chị 8 mấy vừa ha. C52 đẹp lắm mấy chị ơi, mấy chị chốt cho em C52 đi. Con này eo 80 coi giãn 88. Eo 80 coi giãn 88 nha mấy chị nha. Con này 60 kg mấy chị mặc được nè. Chốt cho em mã B77.
tầm size 60kg mặc được, mã B77 giùm em. Đây mấy chị, con này bị bạc màu cái ống dưới rồi. Rồi lên mấy chị nè, đen suông mấy chị, đen suông size nhỏ. Rồi bà nào size nhỏ đây mấy chị ơi, C52 của chị Quốc Huy, size siêu nhỏ mấy chị, con này eo 64-66 thôi. Lưng cao nha mấy chị, lưng rất là đẹp nha, lưng rất là cao, quần nhật lưng cao đã lắm. Eo 64-66 mấy chị, chốt che mã 068. Eo 64-66 mã 068, B77 của chị Nga Lê nè. Mấy chị á, mấy chế mà chốt cái này, mấy chế tuy không vừa hoặc là rộng quá, mấy chị cứ lấy đi. Cái xong rồi mấy chị về mấy chị bóp lại, chứ cái dáng quần tay cái vải này đẹp lắm á, cái vải Nhật Bản đẹp lắm. Đây mấy chị nhà nhìn thích ghê không, cái dáng nè. Con này có lưng thun phía sau nha mấy chị, con đen này đẹp nè. B77 của chị Nga Lê rồi nha chế, C52 em chốt chị Quốc Huy rồi chị ơi. Rồi em lên. Con này eo 76, coi giãn ra 84, con này quá đẹp. Eo 76 coi giãn đến 84. Em là cao 1m58 nha mấy chế. Chốt cho em mã C76 con này. Chốt cho em vi mã C76 con đó mấy chị ơi, mã C76. Đây mấy chị. Con này có lưng thun nha mấy chế nha, con này có lưng thun, nó lại có cái dây kéo với cái lai á. Nó lại kéo cái dây kéo với cái lai làm gì không biết. C76 của chị Mai Mai nha mấy chị, C76 chị Mai Mai trước nha. Trời ơi con này lỗi rồi, hồi nãy quăng ra ai bỏ vô ta. À, con nó lỗi rồi mấy chị ha, con nó lỗi nha. Rồi nè, đen suông nè mấy chị, đen suông có thun nè. Gì vậy trời? Trời mẹ không biết mà quăng vô nè, đồ lỗi hả? À, từ từ mấy chị em đo cái khác đó chị ơi. Rồi em lên nè mấy chị. Đừng có buồn nha, đừng có buồn nha. Ai da. Rồi con này lưng thun chính tấc, lưng cao. Con này có thun chính tấc lưng cao. Con này trời ơi mấy bà ơi, quá đẹp mấy bà nè. Em đo size cho mấy bà nè. Con này mấy bà 52-53kg mặc dễ thương nè. Trời má hết con khóc tới gà la trời. Nhức đầu. Eo 68-74 con này. Trời ơi đàn gà bên kia qua nó mận thịt luộc hết bây giờ. Eo 68-74 mấy chị. Đẹp quá nè mấy chị nè. Bác ghi nè. Chốt con này cho em mã B21 mấy chị ơi. B21 thì em có hai lót. Có cái có lót, có cái không có lót hả chị. Quần nhật là đa tùy cái dáng của nó mà lót hay không lót nghe chế. Mà đa phần nếu mà mấy cái chị mà dáng suông á, dáng rủ rủ là có lót hết nha các tình yêu. Giống như con em bận cũng có lót nè, lót là con em bận lót lụa đó. Hàng này của Nhật nha mấy chị. B21 của chị Mỹ Ngọc, chị Thúy Dân sao rồi. B21 chị Mỹ Ngọc trước này nhìn nè. Con này eo 68 coi giãn 70. Eo 68 coi giãn 70 lưng cao mấy chị. Chốt siêu phẩm này cho em mã 180 đi. Chốt siêu phẩm cho em mã 180 đi mấy chị. Từ từ em lên liên tục nè. Sao hôm nay mà. Rồi mấy chị ơi. Đây suông nha mấy chị. Suông size S ống le. Ôm suông size S ống le nè mấy chị nhìn nè. Chốt lẹ nè mấy chị nè. Quá đẹp nè. Eo 66. Eo 66 nha. Eo 66 chốt siêu phẩm cho em mã 91. Eo 66 chốt siêu phẩm cho em mã 91 luôn các chị. Con này eo nhỏ nữa má ơi. Chính tấc luôn nha mấy chị. Eo nhỏ nha. Eo 66 luôn mấy chị, con này chính tấc eo 66 giùm em luôn. Màu đen nha mấy chị, chốt che mã 330, màu đen chốt che mã 330 luôn mấy chị ơi. 91 của chị Mỹ Ngọc nè. Rồi đây mấy chị size to đây. Con này cao 1m55 trở lên nha mấy chị, con này size to cao 1m55 trở lên em nha. Eo 88 mấy chị. Con này eo 88 cao 1m55 trở lên em nha mấy chị. Chốt con này cho em mã 454. Eo 88 mấy chị, chốt cho em mã 454 giùm em mấy chế ơi. Legging lưng thun mấy chị. Quần ôm legging lưng thun. Con này nó bị chỗ này xíu rồi tí em cà cho mấy chị cho nó sạch. Nó bị dính cái lông chút xíu thôi. Con này size S mấy bà mặc siêu đẹp. Ống túm nha mấy chị, con này size S mặc siêu đẹp. 330 của chị Minh Yến nè. 454 của chị Mỹ Ngọc, chị Bay Vy em. Từ sáng tới giờ chị trượt 5 cái thôi. À. 330 là chị Minh Yến, 454 chị Mỹ Ngọc nha. Trời ơi. Eo 68 nè, mấy chị eo 68 đến 70 nè. Eo 68 70 nè, chốt cho em mã 490 đi. Trời ơi. 490 mẹ em đi trời ơi đừng có đi mà. Rồi đây mấy chị, con này hàng xịn mấy chị. Con này hàng xịn, cái nút của nó là ẩn con hươu á, ẩn con hươu vàng. Con này giống như quần túi hộp á, mà con này size S đó mấy chị ơi. Quần túi hộp size S giùm em nè. Quần túi hộp size S nè mấy chị ơi. Lưng thun nha. Eo 70 72,
Con này lưng thun eo 70-72 nhưng mà đẹp lắm. Quần này mấy chị size S dưới 50kg mấy chị mặc đẹp lắm. Chốt che mã bơi 25 mấy chị. Mấy chị dưới 50kg mặc siêu đẹp, mã bơi 25. Size to mấy chị, em lên size to này. Size to nha. Eo 86, con này 60kg mấy chị ơi, eo 86 nè. Eo 86 nha mấy chị, chốt cho em ở 915 eo 86 B25 của Chế Thúy Dân này. Trời ơi chị Trần Thủy sao rồi, quần tập nè mấy chị. Quần tập giùm em nha. Ok nè, ở dưới không bị lỗi nè. Tại cái này quần tập nha mấy chị, con này eo 80 giùm em nha. Quần tập eo 80 giùm em, chốt cho em ở 440 nha. Quần trên eo như vậy em gái, quần này có cách chốt hết rồi chị ơi. Từ từ chị, em đang lên liên tục nha Chế. Rồi con này dán suông em nha. 915 của chị Thúy Dân nè. Con này dán suông em nha mấy chị. Từ lựa đồ đẹp lên nha. Con này dán suông nè. Eo 80 mấy chị ơi. Con này dán suông eo 80 em nha. Chốt con này cho em mã số M14. Chốt cho em mã M14 440 của chị Thúy Dân nè. 440 của chị Thúy Dân, từ từ mấy chị. À em có một con này nè mấy chị, nêu tan nè. Con này là thun uni đẹp cực kỳ. Con này 50-53kg mặc đẹp giùm em nha. 50-53kg mặc đẹp giùm em, nêu tan á. Chốt cho em mã 521, 50-53kg mặc đẹp mã 521 mà em. Rồi quần thể thao cũng có nhiều nha, hàng Nhật Bản ra quần thể thao nhiều cực kỳ. B25 em chốt chưa ta, B25 coi chốt chưa. Quần thể thao dây rút nè mấy chị, quần thể thao dây rút 9 tấc mà em nha. Đừng có nản mấy chế ơi, em đang lựa đồ đẹp lên mà. Con này eo 76, coi dạng đến 86 mấy chị. Con này 55kg, 58kg mặc thoải mái. Chốt siêu phẩm quần thể thao 9 tấc này cho em mã E42. E42 521 chị Mỹ Ngọc nha. 521 em chốt cho Chế Mỹ Ngọc nha Chế ơi. Cái con này là màu, màu này của nó là màu xanh xanh sập á. Dán con này mấy chị cam mấy 6 trở lên mặt đẹp. Xuông nè. Cam mấy 6 trở lên mặt đẹp nha mấy chị, dán xuông nè. 42 chị Mỹ Hạnh nha. E42 chị Mỹ Hạnh chốt trước nha mấy Chế. Rồi con này eo 80-82 mấy chị, cao 1m6 trở lên mà em mặc đẹp. Eo 80-82 chốt cho em mã số 8. Chốt cho em mã số 8 mấy chị ơi, eo 80-82 mã số 8 nè. Con này rất là tay luôn rồi. Má ơi con này đẹp quá, con này 7 tấc ôm nè mấy chị. Con này mấy bà 50kg mặc đẹp. Nhìn nè, quá đẹp nè. Con này eo 70 đúng rồi ha. Em nhìn em dán là dán 50kg mặc rất là đẹp mấy chị, siêu phẩm. Dán 50kg mặc đẹp, chốt cho em mã 460. Dán 50kg mặt đẹp, chốt cho em mở 460 luôn các chị. 460 nè, để em lựa mấy cái quần tay tay em lên nha. Còn cái thun uni em lên sao cho mấy chế nha. Được không? Thun uni em lên sao cho mấy chị nha. Trời ơi, cố gắng tập trung mấy cái chưa có này. Rồi quần tay nè mấy chị. Đẹp không? Dễ thương không? Dán dễ thương không? Dán này là dán Âu á. Ai dán Âu 9 tấc ống túm. Dán Âu 9 tấc ống túm. Ná 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 cái quần em bận á, nhưng cái lưng nó khác thôi. Nè, nó sẽ túm ở dưới nè, nó chính tất giống như quần em bận á. Mấy con này mấy chị mặc dễ thương lắm á mấy chị. 460 của Mỹ Duyên nè. Anh Duy ơi qua lấy đồ mà em nhanh Duy. Rồi cái này eo 72 nè. Eo 72 nè mấy chị, đẹp lắm. Eo 72 size M. Chốt siêu phẩm cho em mã A7. Eo 72 size M mã A7 giùm em. Có con nói không lên thun mà thấy con này đẹp quá lên nè. Không uni nha các chị. Giống như quần legging vậy đó. Trời ơi má ơi con này đẹp quá. Đẹp mấy chị, cao 1m55 trở lên mẹ em nha. Đẹp quá, cao 1m55 trở lên giùm em, lưng cao nha các chị. Lưng cao 460 em chốt cho chị Thùy Thanh ơi. Eo 72 nè mấy chị, eo 72 quá đã. Chốt con này body eo 72 cho em mã E13. Con đó eo 72 mã E13 giùm em. Legging dán ôm đây. Legging này nhỏ xíu luôn mấy chị. Con legging này mấy chị nhìn kỹ nè, rất là đẹp. Thứ nhất nó chính tóc, thứ hai cái đường gân của nó rất là đẹp. Nhìn mấy bà mà mặc con legging này, mấy bà đi tập á, đi tập gym á, bao mơi luôn á. Mấy bà mặc con legging này đi tập gym bao mơi luôn. Em nhường cho bạn sau đi, chị 55kg không vừa. A7 của chị Quốc Huy nè. 13 của chị Nga Phạm nè. Chị Nga Phạm cho em Vi xin lại số điện thoại là được. 460 em chốt cho chị Thùy Thanh, lên cho em số điện thoại địa chỉ đi chị. Thủy 460 Mỹ Duyên mà em. Cái 460 của chị Thủy Mỹ Duyên á, bé. Trong cái bao á, chuyển qua cho cái 460 đó. A7 chị Quốc Huy, 13 của chị Nga Phạm nha. Thì Thùy Thanh cho em xin số điện thoại địa chỉ đi chị. 460 em chốt cho mình nha chị. E68 siêu phẩm, con này mấy bà mà không lấy nữa thì thôi. E68-70 siêu phẩm legging 9 tấc, chốt cho em mã 193. Con này lên quần legging đẹp cực kỳ luôn. Cái đường gân của nó quá đã luôn á.
Legging đó mấy chị, legging chích tất. Trời tự nhiên nó uống miếng nước mấy chị. Hộp 93 chị Mỹ Ngọc. Ừ, cỡ chị Mỹ Ngọc ra mặt hộp. Dán chị Mỹ Ngọc nhỏ. Dán con đó mấy chị ốm ốm á, chân dài đẹp. Ủa tuột view rồi. Eo 86 88 con này mấy chị, suông dài eo 86 88, chốt che mã 267. Chốt che mã 267 mấy chị. Chị Thùy Thanh nghe em nói cho em xin số điện thoại địa chỉ đi chị ơi. Size S nha mấy chị, màu xám. Con này màu xám nha mấy chế nha, size S nè. Có mã số 8 không? Ý là có quần số 8 còn không chị ra phiếu nha. Số 8 chốt chị Quốc Huy nè. Eo 66 68 con này. Eo 66 68 con này. Chốt che mã số 111 đi các chị. Eo 66 68 mã 111 em nè. Trời ơi má ơi đẹp quá. Thun uni nha mấy chị. Con này là vải thun uni em nha mấy chị nha. Lật like dưới giùm em nha, chính tất. Thun uni nè, mã số 8 màu gì em? Con này eo 74 đến 76, con này eo 74 76, số 8 màu đen nàng ơi. Eo 74 76 số 8 đen suông nha. Chốt con này cho em mã 145. Eo 74 76 nè mấy chị, mã 145 nè, đẹp nè. Rồi quần tây nè mấy chị, quần tây siêu phẩm em còn nè. Đẹp chưa mấy chị, con này chính tất. Quần tây siêu phẩm chính tất nha. Từ từ Vi coi cái trắng có nhưng mà nó và form nó không đẹp nên Vi chưa lên. Con này eo 72 nè mấy chị, eo 70 72 con này. Eo 70 72 chốt che mã số 97. Eo 70 72 mã 97. 145 của chị Vân Trần. Sơ cua 145 cho chị Thúy Vân nè. Có mã 156 không em? Rồi mấy chị quần ôm chính tất nè, con này đẹp quá. Con này bao đẹp, mấy bà dáng nhỏ mặc đẹp lắm. Mã 97 của chị Bình Mỹ nè. Rồi không có mã 156 nha cô Mỹ Thanh Phạm ơi. Chắc chốt rồi. Eo 66 siêu phẩm mấy chị ơi, eo 66. Con này nhỏ đẹp cực kỳ, eo 66 nè. Chốt che mã 910. Mấy chị nhìn cái dáng nè. Eo 66 mã 910 quá đẹp. Eo 66 mã 910 ok, màu sáng thì sợ cái form nó lại không đẹp bởi vì tôi khổ ghê á trời. Đây siêu phẩm này, siêu phẩm nè. Quay 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 siêu phẩm, cao 1m55 trở lên mặc được nha mấy chị nha. Dạ dạ dạ. 910 của chị Bình Mỹ nè. Con này eo 66 co giãn ra tới 70. Eo 66 co giãn đến 70 mới lưng cao, con này lưng cao nên mấy bà eo 72 dáng hóp bụng kéo lên luôn đi. Chốt cho em mã C40 mấy chị. Con này là tầm size M mấy chị mặc được á. C30 chứ xin lỗi mấy chị nha, con này C30 mà em nha. C30 cái con đó siêu đẹp mấy chị ơi, C30 nè. Rồi em có hai cái quần tập. Con này quần tập á, không, con này quần quần tay, còn con này quần tập nè, con sau quần tập nè, từ từ. Rồi đây mấy chị nè. Con này suông nha mấy chị, suông chính tất mà em nha. Xuân, con C30 đẹp lắm mấy chị ơi, con C30 đẹp lắm đó. Con này eo 72 các chế, eo 72 giùm em nha. Eo 72, chốt cho em mã B4, eo 72 chốt cho em mã B4. C30 chị Mỹ Duyên nè. Quần tập nè mấy má ơi, siêu phẩm. Con này mấy chị SM thôi nha mấy chị. Con này mấy chị SM thôi nha mẹ em nha. SM dưới 52kg thôi mẹ em nha, quần tập SM. Chốt con này cho em mã số 51, quần tập này mấy chị cao 1m55 trở lên nha mấy chị, còn không thì nó dài lắm đó. Chốt con đó cho em đi, quần tập nó quá đẹp luôn á, quần tập nó vừa giảm cân mà giảm toàn thân luôn á. Rồi siêu phẩm lên nữa nha. Chị Thùy Thanh chưa có thông tin mà ta. Mã 51 có không? Có chị. 51 chị Thùy Thanh lên số điện thoại lẫn địa chỉ luôn giùm em, số cua 51 chị Nga Phạm nè. Eo 70 72 chính tất giùm em. Eo 70 72 chính tất nha. Chốt con này cho em mã số 77, eo 70 72 chính tất mã số 77 giùm em nha mấy chị. Mã số 77 giùm em nha mấy chị. Rồi con này đơ suông nè. Má ơi con này đẹp quá. Dáng con này lưng vừa chứ lưng không có cao nha, nhưng mà suông rất là đẹp. Eo 70 mấy chị, siêu đẹp luôn. Eo 70 nha mấy chị nha, siêu đẹp. Chốt con này cho em mã M1, eo 70 mã M1 luôn giùm em mấy chị. Con này nó lỗi lỗi cái gì á. Eo 70 mã M1 luôn giùm em nha. Rồi caro quá đẹp nè. Caro đẹp em còn nè. Trời thích ghê không. Con này nó bị xuất chỉ cái gài rồi mấy chị, vì mấy chị đơm chỉ lại là xong à. Chính tất.
chính tất ống túm nè. M1 của chị Mỹ Ngọc, M1 đi chị Nga Phạm ơi, bấm mở mà M1 em nha. L76 78 con này đẹp quá nè mấy chị. Size ML L76 78. Chốt con này cho em mã 45 từ. L76 78 nè, mã 456. L76 78 mấy chị, mã 456 là lấy thông tin chị Thùy Thanh. Rồi lên mấy chị. Ê, con này dễ thương, con này quần ống rộng nè mấy chị. Con này dáng ống rộng giùm em nha, dáng ống rộng em nha, 456 chị Trang Ngô. L76 coi dạng đến 80-82. Thôi con này bảo đảm với bà Nguyền, giống như quần ống rộng mà lửng á. Chốt cho em mã M46 siêu phẩm. Mã M46 siêu phẩm. Trời ơi, siêu phẩm cuối giờ con M1 Nga không có được Nga ơi. Trời má ơi, con này đáng cưng quá mấy chị. Eo như trời. 456 khách chốt rồi mấy chị. M46 siêu phẩm của chị Nga Lê nè. M46 chị Nga Lê nha. Con này eo 66-68. Nó đẹp quá. Chốt cho em mã 175. Eo 66-68 mã 175. Đã không? Trời ơi, đồ gì em cũng có hết vậy. Mấy cái quần này đẹp quá hả? Quần này nó hơi bị sừ cái vải một chút á. Để em xử lý hết cho mấy chị nha. 175 của chị Thùy Thanh nè. Sơ cua 175 chị Thùy Dương. Ngoài đó còn hàng cô Lan hả? Hả? Còn cô Lan hạ xuống đem xuống một con. Đen không phải không? Em còn màu đen nhiều lắm mấy chị nha. Màu đen mà để coi tìm dáng đẹp chốt cho mấy chị nha. L72-74. Con này size M, L72-74. Ống ôm nha. Ôm nha. Chốt cho em mã 316. L72-74 ôm mã 316. Thể thao nè mấy chị. Thể thao ôm nè mấy chị. Thể thao ôm nha. Thể thao ôm nè. Có là be hay nâu không? Trời ơi, bà vô chởi quá à. Con kiện bán hết rồi chị. Vô chởi quá chị Phương Thảo. L76-78 con này hàng tập nha mấy chị. L76-78. Chốt cho em mã số 52. Mã số 52 của con caro đó. Mã gì vậy em? Con chị với con này mã gì? 316 nha, đúng mã nha chị Lê Nguyên nha. 36 quế đang không đúng mã nha em. Đi. Dạ, để đây nè cô. Đủ. Đây con cầm nha, đây con cầm nha. Em còn hàng vải cũng đẹp lắm nè mấy chị. Để coi nha, kiếm đồ đẹp nha. Màu nó là màu đen thôi, nhưng mà vải nó cái form nó đẹp, mấy chị mặc láng hết mà em. Rồi lưng cao chín tấc nè mấy chị, cái form này bao đẹp nè. Mã 52 của chị Trang Ngô nha. Em mới đi dậy về. Quần chỉ có hôm nay hả bạn? Dạ, tại vì em khui có một kiện à. Ngày hôm sau là thun cô tông Nhật, vôn tin Nhật, trắng Nhật. Rồi con này L66, L66 mà em. Chốt cho em mã B38, thông cảm em nha. Cái này em làm con kiện một à. L66-68 là mấy chị mã B38. Chị thu vỏ ở lại bà ơi. Đang lên nè. Làm phân tâm quá. Lưng cao nè mấy chị, lưng cao nè. Lưng cao size đại nè. Đủ size mà trời. B38 của chị Thùy Thanh nè. Em đủ size mà. Con này L84 mấy chị, L84 chị Thùy Thanh, check inbox em luôn đi chị. Khách mới mà chốt 200 cọc trước cho MV 50.000 nha. Hai ơi, inbox số tài khoản chị Thùy Thanh. Chốt con này L80 mấy nha mấy chị, chốt cho em mã M87. Mã M87. Rồi quần thể thao màu đen mấy chị. Quần thể thao đen. Con này L86 luôn á nha mấy chị, 60 kg mặt đẹp L86 nha. Chốt cho em mã số 464. L86 mã 464 luôn giùm em mấy chị ơi, mã 464 nè. Rồi con này suông nha mấy chị. Con này cái nó vải nó bị sừ sao không biết cắt được hay không nữa, bỏ qua đi. Bỏ qua con đó đi mấy chị, em lên con khác. Ai lên nè, con này mịn màng đẹp nè, lưng cao mấy chị. Ui, con này suông nè mấy chị, suông lưng cao ôm chín tấc nè. Con này đẹp nè. Con này vải của nó là xanh dương đậm, xanh đen á. L78-80 hợp lý luôn á mấy chị, quá đẹp. L78-80. Chốt cho em mã số 43. L78-80 và 43. 464 hôm của bạn nè. Rồi hôm của bạn lên lại cho Vi à, có số điện thoại rồi. Đơn này chốt đừng bỏ nữa nha bà. Rồi bác ghi chính tất nè các chị. Bác ghi chính tất nè. Bác ghi chính tất. 43 của chị Lavender Sương Sương nha. L72-74 con này. L72-74 con này nha.
Eo 72, 74 nè mấy chị. Mẫu bằng eo bao nhiêu bây giờ? Em hả? Em là 74 chị. Chốt cho em mã 235. 235 đẹp nè mấy chị. Nè, eo em nè, 235. Y chang con em đang bận luôn. Y chang con quần tay em đang bận luôn. Hồi nãy ai nhắn gì chữ dài quá mà sao lại bình luận cái này vậy? Hoặc là bán tương tác dành cho nó nhảy bình luận lên á, nó nhảy bình luận lên liền à. Đó, có người chỉ chiêu cho mấy chị kìa. Có người chỉ chiêu cho mấy chị kìa, vì sao chốt nhanh kìa. Chán thiệt chứ. Rồi size M mấy chị. Con này 74-76, size M, eo 74-76 đẹp nè mấy chị. Chốt cho em mã số C17, mannequin có người chốt rồi chị. Đây 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 nè, quần đẹp lắm mấy chị ơi. Cái màu này đẹp nè, màu này vàng tây nè. Màu vàng tây nè mấy chị, lưng siêu cao luôn á. Lưng nó tới đây luôn á mấy chị. Trời ơi, con này ai dán mẫu chút xíu nha, 1m55 trở lên nha mấy chị. Màu vàng tây này 1m55, 1m6 nè mấy chị nè. Đưa con vàng tây lên nè. Eo 68-70 nha. Đẹp quá mấy chị, lưng cao eo 68-70 màu vàng tây nha. Chốt cho em mã số B5. Eo 68-70 màu vàng tây, mã B5 chốt đi mấy chị. Mã B5 chốt cho em nha mấy chị. Đây mấy chị, con này chất thun uni giùm em nha. Thun uni hay da lộn ta, chưa hình dung ra được, có túi đẹp lắm. Con này đẹp lắm nha mấy chị. Con này nè 50-52kg mặt đẹp. Con này size M. Eo 70-72 nha mấy chị. Eo 70-72 nha. Chốt con này cho em mã số 37. Mã số 37 B5 của chị Thảo Nguyễn Lê. Từ để em coi đã. Dính màu hả? Dính màu chỗ nào cô Lan? Chỗ cái này dính màu sao chạy? Dính hết mẹ nó cái áo một bên rồi. Giờ sao giảm giá? Và cái này dính sao? Nó dính ít thì bán, dính nhiều quá sao bán? Đây, con này dính bán được nè. Mấy chị nhìn con này nha mấy chị, nó dính một chút xíu chỗ này. Đây mấy chị thấy không? Thấy không? Mấy chị thấy không? Nó đậm đậm màu chút xíu nè. Con này nó nhẹ nhàng đó mấy chị ha, em bán cho mấy chị 20.000 được chưa? Nó nhìn kỹ nó mới thấy nha mấy chị. Con này 50kg mặt đẹp nha, dán quần legging á. Chốt cho em mã lỗi 5, rõ lỗi 20k. Chốt cho em mã lỗi 20k. 37 của chị Thùy Dương nha. Rồi con này là không có chạy được rồi đó. Con này là bính nguyên ống luôn. Cái form nó đẹp ghê không, mà nó bị dính màu là do ép kiện á mấy chị. Khi mà mình ép kiện, ép kẽm chặt quá thì cái màu kem nó dính qua màu xanh này. Cái nó bị dính đạn luôn. Vậy đó. Chứ không phải là do giặt đâu. Cái quần đó siêu mới luôn. Cái quần đó là siêu mới luôn. Có quần nào dài như con B5 mà eo 78-80 không em? Dạ. À, chị theo dõi live em được không chị Bích Ngọc ơi? Tại vì hàng hôm nay em chưa có xem qua nhiều á chị. Rồi con này mấy chị ha, con này là thun uni nha mấy chị, thun uni gân giùm em nha. Cái nào vải nào em nói thiệt tình nha mấy chị nha. Tại giá 59 thì nó rẻ, nó không có được lung linh đâu mấy chị. Ai này em nói thiệt tình luôn. Nó lung linh lại bán 70 rồi. Rồi eo 70-72 con này mấy chị, eo 70-72 chính tất nè. Chốt con này cho em mã M8, eo 70-72 mã M8. Con này cái vải của nó là giống như vải quần legging nha mấy chị, nhưng mà nó có lưng thun. Con này y chang quần legging luôn nha mấy chị, lưng cao quần legging lưng thun. Con này à vải kaki đúng rồi. Ngăn ngửa kaki mà có độ co giãn đó. Lỗi 20k của chị Quốc Huy cái quần đó đây. Rồi con này eo 70 nè, co giãn cho tới 76. Con này đẹp lắm mấy chị. Này mấy chị nhìn cái dáng siêu đẹp mấy chị, eo 70-76 là đẹp. Chốt con này cho em mã 04 nha. Chốt cho em mã 04 đưa mấy phiếu sơ cô chị coi. Sai rồi. Chị Nga Phạm là khách quen, chị Thùy Thanh là khách lạ. À đúng rồi. À chị Thùy Thanh. Thôi. Chị Thùy Thanh là khách mới nè, chị Thùy Dương là khách cũ. Em làm vậy là sai đúng không? Chưa hiểu luôn hả? Cái người được sơ cua phải là cái người khách cũ chứ đúng không? Cái người in màu đen là cái người khách cũ mới đúng. Vậy chị hỏi em nè, em thấy chữ Thùy Thanh là màu đen đúng không? Ở dưới chị Thùy Thanh lại là bút bi, chị làm sao? Đúng rồi. Nó có cái thời gian cũng được. Ừ. Rồi bây giờ lục cái mã đó làm lại cho chị. Rồi xong luôn. Không bốn của chị Thùy Ninh Ngôn. Đây coi. Đưa hết ra cặp ơi. Ôi tôi nghi ngờ, tôi nghi kiểu gì cũng sai dù sao cua.
Từ đợi em chút xíu chị đưa Út Huy đi. Thì bây giờ là cái mã nó nằm bên cậu kêu không? Cái mã 175 nè. Hai ơi lưu ý mã 175 nè hai ơi. Nghe em nói em hai ơi. Hai ơi cái mã 175 của Thùy Thanh á, kẹp lộn phiếu sơ cua nè. 175 là của chị Thùy Thanh nha. Chỉnh lại cái kẹp ở bên kia đi nha hai ơi. Chỉnh lại 175 nha. 175 là của chị Thùy Thanh, sơ cua cho chị Thùy Dương. Đúng đó là như vậy đó, nhưng mà nó lại kẹp lộn phiếu nè. Rồi lên legging nè mấy chị. Quần ôm nha mấy chị nha, quần ôm nha. Màu nâu đen ôm dài. Xin lỗi chị Nga Lê nha, trời lên liền nè. Em lên lẹ em sợ lộn thôi, con bé nó mới làm chứ ơi. Eo 68-72. Eo 68-72 màu nâu đen này nha. Chốt cho em mã số 132 đi. Hồi nãy 04 chốt chị Thùy Ninh Ngô rồi nha. Rồi nè mấy chị, dễ thương lắm, lưng cao nè. Ống suông nha mấy chị, lưng cao ống suông chính tất. Eo 78-80 mấy chị. Eo 78-80, chốt con này cho em mã 457. Chốt cho em mã 457 mấy chị ơi. Con này hàng hai lớp là lưng thun full nha các chị. Con này túi mặt trước đây, đây. Con này 50-55kg thôi mấy chị. Eo của nó là 70-74 thôi. 50-55kg, eo 70-74. Chốt con này cho em mã C63 đi. C63 đi mấy chị. Eo 70-74 giùm em. 457 của chị Nga Lê chốt trước nha. Chị nhiêu cái rồi Vi. Dồn đơn trực ship cho chị nha Vi. À em thấy chị Quốc Huy là có 6 phiếu. Nhìn như có 1 phiếu, 2 phiếu sơ cua gì đó chơi. Bao con cái vậy chị. Rồi con này quần thun nha mấy chị. Con này quần thun nha mấy chị. Cao 1m6 trở lên mặt đẹp em nha mấy chị. Thun uni giùm em nha. C63 của chị Vân Trần. Eo 68-70 mấy chị. Con này eo 68-70 chốt cho em mã M10. Eo 68-70 mã M10 mấy chị. Rồi quần tây mấy chị. Quần tây lưng cao. Ui con này 7 tấc nè. Con này 7 tấc vừa dài qua gối. Rất là cung te luôn. Eo 80-82 mắt eo đẹp luôn. Trời chị vô thường ơi lấy liền luôn trời. Siêu phẩm. Chốt cho em mã số 0 siêu phẩm mấy chị, 7 tấc. Số 0 siêu phẩm 7 tấc. Rồi em lên con này vải nhung đẹp lắm. Con này cái vải nhung uni hết ta. Dán con này đã quá mấy chị. Dán con này đã quá mấy chị. Mà eo nó nhỏ rồi. Số 0 của chị Hoa Xương Rồng nha. Eo 70 con này nè. Con này eo có 70 thôi, dán quá đẹp. Màu đen á mấy chị, eo 70. Eo 70 chốt cho em mã A10. Eo 70 chốt cho em mã A10 luôn các chị. Con này lưng cao suông ôm em. Lưng cao suông ôm em nha. Eo 74 mấy chị. Eo 74 giùm em nha mấy chị. Chốt con này cho em mã số M78. M78 A10 chị Kiều Trinh nè. Quần tây nha mấy chị. Quần tây ôm nha. Quần tây dán ôm em nha mấy chị nha. A10 nè. Chị Kiều Trinh em chốt rồi. Chị Kiều Trinh hình như có đơn nhà em đúng không ta? Hai ơi đơn chị Kiều Trinh nhận hàng chưa ta? Eo 74 mấy chị. Con này eo 74 ôm nha. Eo 74 ôm. Chốt cho em mã số 947. Eo 74 dán ôm mấy chị. Chốt cho em mã 947. Con này màu xám nha. Con này ôm mà. Ôm mà cái đường gân ở giữa mấy chị ha. Báo số ký Vi ơi. Dạ không vợ em báo theo số eo chứ. Không cảm em. 947 của chị Quế Đan Nguyễn. Số ký lỡ không vừa sao trời. Eo đi chị. Con này eo 70-72 nè. Eo 70-72 nè. Chị Kiều Trinh mua hàng chưa ta? Chốt cho em mã 022. Eo 70-72 mã 022. Bên em đã từng đã mua hàng rồi mới được dồn nha chị. Hàng xịn nè mấy chị. Con này lưng cao hàng xịn nè. Caro nhẹ. Con này siêu phẩm nè. Lưng cao mới 100% con này. Để coi eo nhiêu đã, con này đẹp quá nè mấy chị. Eo 80 má ơi, quá đã luôn. Lưng cao caro mới 100% luôn. Chốt che mã số 57. Con đó eo 80 mấy chị, mã số 57. Con này quần thể thao nha mấy chị. Cái thun nó có bị giãn mà sao nó to vậy trời. Em chưa nghĩ ra mấy chị ha. Để bên đây đi. Lấy con khác đi.
Size đại mấy chị nè, size đại eo 90 mấy chị. Con này 60 65 kg mặc vừa, size đại eo 90 nè. Chốt con này cho em mã 223 đi. Chốt cho em mã 223 57 Phượng Vũ. Chốt cho em mã 223 mấy chị ha, 223. Có cái quần xám này nêu tan nè, đẹp nè. Con này giống như quần legging lưng siêu cao luôn. Con này lưng siêu cao luôn á các chị ơi. Dáng hôm nay dáng lưng cao không mà cũng đã. Lưng thun mấy chị. Lưng cao thun nha. Con này eo 80 coi giãn ra nha, eo 80 coi giãn 84 nha mấy chị. Siêu phẩm này chốt cho em mã số 44 đi. Eo 80 coi giãn 84 siêu phẩm chốt cho em mã 44 mà em luôn mấy chị. Trời ơi con này size đại nữa nè trời. Nhưng mà cái dáng nó đẹp quá mấy chị. 44 của chị vô thường. Con này size đại nè mấy chị mà dáng nó đẹp quá. Con này mấy chị cao 1m55 trở lên mà em luôn. Eo 86 đến 88 nha mấy chị. Eo 86 88 cao 1m55 trở lên mà em luôn. Chốt cho em mã 502. Chốt cho em mã 502. Cái quần này quần ren nha mấy chị nha. Ôi má ơi, con này đẹp quá. Ôi con này mấy bà size S hưởng luôn. Trời ơi, size S mấy chị, chính tất ren đen nè. Con này mấy chị nè, em đo eo là một lẻ nhưng mà mấy chị ốm ốm mà em nha. Eo 68 70 mấy chị chân thon mà em mấy chị, đẹp quá. Đẹp quá mấy chị. Con này bao bao mấy bà ăn no luôn, nó có thun nhẹ đằng sau nè, siêu phẩm. Size S mấy chị mặc được nha. Chốt cho em mã 704 size S nè. Đi mấy đơn rồi hỏi hoài trời. Ok chị Kiều Trinh có chốt đi nha chị. Tạm thấy tên lạ hả bà ơi, cảm ghê à. Rồi legging nè mấy chị. Legging siêu nhỏ luôn, con này mấy chị mua cho bé gái giùm em nha. Con này bé gái chắc tầm 40 bốn mấy ký à. Bé gái chắc tầm 40 bốn mấy ký giùm em nha. Hôm nay đau họng á, uống xong chắc đi chữa họng luôn á chị. 704 của chị Toàn Thịnh Trần. Sơ cua 704 cho chị Thúy Dân nha. Eo 68. Eo 68 giùm em mấy chị, eo 68. Chốt cho em mã số 45 size S chuẩn luôn nha mấy chị. Eo 68 mã số 45. Ôi siêu phẩm. Ôi con này đẹp quá mấy chị ơi. Nhìn kỹ màn hình giùm em, con này siêu đẹp. Đơn sáng hôm qua đi chưa? Nếu chưa dùng đơn chung hôm nay. Dạ dạ. Chút xíu nữa em sẽ nói riêng với bà chị của em, cố gắng dùng đơn cho các chị nghe. Eo 70 đến 74. Eo 70 đến 74 quá đẹp size M, bà nào chưa có lấy nè. Siêu phẩm size M eo 70 74 chốt che mã 51. Eo 70 74 mã 51 luôn các chị. Trời ơi đẹp nữa nè mấy chị. Ý ý ý đẹp quá. Chính tất suông nè. Trời ơi con màu xanh này đẹp quá. Chắc nghỉ chơi luôn á gái làm sao ta. 51 của chị Toàn Thịnh Trần. Sơ cua cho chị Kiều Trinh. Rồi con này eo 70 coi giãn đến 72. Quá xịn luôn, eo 70 72 siêu phẩm. Chốt cho em mã số C1. Eo 70 72 siêu phẩm mã C1 mấy em mấy chị. Trời ơi nữa nè, quần Âu nè mấy chị. Con này Âu nha mấy chị. Con này là baggy chuẩn 100% ống túm chính tấc mấy em nha. Con này quá đẹp, con này lưng thun với sau mà em size nhỏ. Lưng thun với sau mà em size nhỏ, eo 64 mấy chị, eo 64 66 giùm em. Chốt con này cho em mã C24. Eo 64 66 giùm em mã C24 size S chuẩn C1 chị Đoàn Thịnh Trần. Toàn Thịnh Trần lên luôn cho em địa chỉ, check inbox giùm em nha chị. Nhắn tin số tài khoản chị Toàn Thịnh Trần cọc cho em mấy cặp 50 nha chế. Tại bên em đơn 200 cọc cặp 50 men nha. Rồi mấy chị, suông đẹp màu xám, con này cao 1m55 trở lên mà em nè. Eo 76 cao 1m55 trở lên giùm em, eo 76 nè. Eo 76 cao 1m55 trở lên giùm em nha. Chị đổi tên thành Thí Vân Sơ Cua. Cháu chơi mã 150. C24 của bà Thu Nguyễn. C24 của chị Thu Nguyễn. Trời mấy chị. C1 sẽ mua cho chị Rồng Bay nè. Không có đâu mà. Tại em chốt theo mấy chủ mà. Rồi con này size S nè mấy chị, ống le cực hiếm luôn. Con này size S ống le hàng hiếm nè mấy chị. Eo 64. Size S ống le hàng hiếm nè, eo 64. Chốt cho em mã E 43. Mấy chị theo em riết mấy chị cũng téo giống em luôn.
Dạ ý là em nói trước vậy thôi chị, tức là đơn 200 mình cọc giùm em nha chế. Bên em sẽ nhắn cái số tài khoản qua cho mình nha chị. À, em chối rồi mấy chủ. Không nhận mấy bà. Mấy chị ghẹo em hay thiệt á trời. E43 của chị Mỹ Ngọc nha. Kiếm gì? C1 sơ cua. Để chị đọc sao? C1 sơ cua chị rồng bay. Của chị Tàn Thịnh Trần, ghi tên Tàn Thịnh Trần vô cho nó. Tức là in cái đơn đó trước, in cái đơn đó sau, ghi cái tên Tàn Thịnh Trần vô trong đó. E70 mấy chị, con này E70, 72 nha mấy chị, bác kiên màu đen nè. E70, 72, chốt cho em mã 298, được chưa? Chốt cho em mã 298. Rồi con này siêu nhỏ mấy chị. Con này siêu nhỏ nha mấy chị nha. Con này là bé gái nha mấy chị, bé gái nha, 30-35kg giùm em nha. Chốt cho em mã 79. Dạ đúng rồi chị. Đó là đơn dưới 200, chị đưa em địa chỉ em giao hàng bình thường. Cái này quần legging nha mấy chị, quần legging lưng cao mà em nha. Quần legging lưng cao chính tất mà em nha. Bây giờ rồi em cố gắng lên nữa mấy chị ha. Rồi con này E64-66CS giùm em. E64-66CS chốt cho em mã 220 với chị. E64-66CS mã 220. CS nữa mấy chị, CS suông le à suông nè. CS suông, dạ cảm ơn chị Toàn Thịnh nha. Hàng đẹp ủng hộ em nữa nha chị. Rồi lên mấy chị, con này E62-64 siêu nhỏ. E62-64 siêu nhỏ nè. Chốt con này cho em mã A16. Chốt cho em mã A16 ấy chị ơi, mã A16. Thun uni nha mấy chị, em lên thun uni nha. Lưng thun của em nha mấy chị. Này nó bị sần vải nhẹ chỗ này rồi. Cái đó bỏ đi mấy chị. Để em lên cái nào xịn xịn cho mấy bà. Rồi con này trơn niêu tan mấy chị. Suông á. Con này suông niêu tan mấy em nha mấy chế nha. A16 phùng hạ trang nè. E70 nha mấy chị nha, con này E70 thôi. Con này ôm nha mấy chị, E70. Chốt che mã B82. E70 mã B82 giùm em mấy chị. Con này legging tiếp nha mấy chế. Con này legging size S siêu nhỏ luôn cái chị. Con này legging chính tất giùm em nha. Legging chính tất size S mấy chị. Chân thon mấy mặt đẹp nè. Con này eo có 64 thôi. Legging chính tất eo 64. Chốt cho em mã 151. Chốt cho em con đó mã 151 á chị. Rồi đây siêu phẩm cho các chị nhà em. Đây siêu phẩm cho các chị. Em có, em còn đây. Đây các chị. Đây nha, đẹp chưa? Size to nè. Nhìn em đo size nè. Eo 70 coi giãn tới 80 mấy chị. Eo 70 coi giãn đến 80 mấy chị, siêu phẩm. Chốt con này cho em mã số E3. E70 coi giãn đến 80 mã E3. Mã E3 nha mấy chị. Em còn vài con thun uni à, cuối giờ em lên, em lên mấy cái đọc lại trước nha mấy chị. Đây mấy chị quần thể thao. Quần thể thao nè mấy chị đẹp không? Quần thể thao dây rút. E3 chị Nga Lê. Em thấy chưa, có một con nhìn nhện bấm lên chữ ẻ kìa. Chị Nga Lê là bàn phím. Bàn phím dùng tablet chắc luôn. Em đã từng nói cái sự việc này rồi. Bà nào mà dùng tablet là bé nó bấm cái mã chữ E là sai bét. Người ta bấm chữ ẻ là tao biết liền. E80-84. E3 của chị Nga Lê. Chốt con này cho em mã M27. Quần thể thao mấy chị, E8 mấy á mấy chị. Mã M27 quần thể thao. Sớm muộn gì cũng có một người dính đạn. Nha, em dự đoán rồi, em biết rồi, em biết việc này nó xảy ra rồi. Rồi legging ôm mấy chị, size S đi nha. Con này dáng càng nhỏ mà càng đẹp. Ôm hết dáng mà em lưng cao. Legging mà lưng cao như vậy hiếm lắm á mấy chị. Chốt cho em mã M94 legging chuẩn lưng cao luôn nha mấy chị. Chốt cho em mã M94 legging size siêu nhỏ. M27 chị hôm của bạn nha. Thấy không, em thấy không, em thấy lúc mà em làm cái mã chữ E là chị biết liền, kiểu gì cũng dính nè. M94 chị Mỹ Ngọc, M94 nhỏ xíu à mấy chị, đẹp lắm á. Rồi đây mấy chị, dáng suông to nè. M94 em chốt rồi mấy chế.
Nhờ mấy cái legging lưng cao tự nhiên cái kiện này có được vài con thấy đẹp ghê. À, cái này eo 40 đến à lộn, eo 40 là 80, 80 86 với chị, size to, eo 80 86. Chốt con lưng thun này cho em mã số M23 đây các chị. Chốt cho em lưng thun mã M23. Gì mà đen gì mà quần đen với quần mới thôi bú không hả? Từ từ đem kiếm, hôm nay nó có một kiện một à. Mời hai ba chị qua xương ngồng, tại hôm nay nó một kiện á chứ nó hai kiện là maximum, mình lại đang có một kiện. Eo này 70, eo này 70 đẹp nè mấy chị, đẹp không, chín tấc nha. Eo 70 chốt cho em ở 518. Con này mấy con này hàng Âu hết á mấy chị, một là Âu hai là Nhật, đẹp lắm. À, em có cái quần này đi tập cho mấy bà đi tập được nè. Thun uni nha, hai con này thun uni. Thun uni nha các chị. Mà hai ba em chốt cho chế xương rồng rồi nha chế. Rồi con này, hai con này thun uni bo hết nha mấy chế nha. Thun uni chứ không phải quần tây nha mấy chị. 518 của chị Mỹ Ngọc. Nó có con trắng này mà nó dính màu mẹ nó rồi, tiếc không. Rồi con này eo 74. Con này eo 74 mấy chế ha. Cái đai của nó khá là to luôn á, mấy chị mặc có eo lắm á. Chốt cho em mã 173, eo 74 đai to. Rồi con này cũng thun uni luôn nha mấy chị. Mấy con này mẹ em khoái mặc. Sai con này eo 74 mấy chị, con này eo 74 đen nè. Eo 74 đen, chốt cho em mã 74 luôn. 173 của chị Mỹ Ngọc nha mấy chị. 173 chị Mỹ Ngọc. À còn con legging lưng cao nè, đẹp không? Con này đẹp không mấy chị? Có màu vàng tay thì rất là đẹp. Lưng siêu cao luôn. Lưng hơn gan tay em luôn á. Có màu vàng tay này dành cho các hot girl nhà em, bao đẹp luôn. Ủa đẹp quá mấy chị ơi. Mới tin luôn á. Con này eo chắc nhỏ lắm mấy trời, để em đo nha mấy chị. Eo nhỏ là khỏi chơi nha. Ý con này eo 66. Nó xíu má ơi. Eo 66 mấy chị. Chốt con này cho em mã số 304 siêu phẩm. Eo 66 siêu phẩm mã 304. Đây, con này đẹp, nó bị dính mấy cái trắng em cạo ra được sạch bách rồi mấy chị yên tâm nha. Nó hơi trắng trắng dính mấy cái lông trắng này. 304 của chị Mỹ Ngọc. Rồi đây chị Mỹ Ngọc xuống sát với em luôn ta. Eo 76 78 con này size ML. Eo 76 78 size ML nè. Chốt cho em mã M52. Mã M52, eo 76 78 mã M52. Size nhỏ em còn, size nhỏ lưng cao em còn quá trời luôn nè mấy chị. Con này siêu đẹp. Con này siêu đẹp luôn. Siêu đẹp. Con này lưng vừa nha. Lưng cũng vừa chứ không có cao ngất. Con này cao vừa chứ không cao ngất. M52 của chị Kiều Trinh. Chị Mỹ Ngọc là em thấy là 13 phiếu rồi đó chị. Chưa trừ phiếu sơ cua á. Em 68 70 con này đẹp lắm. Lưng vừa nha, không cao lắm nha các chị nhưng mà rất là đẹp. Lưng nó vừa nè. Nó không thấp cũng không cao. Eo 74. À quên, nãy nói nhiêu ta? Xin lỗi mấy chị, để em đó lại đó. Eo 68 70 rồi mấy chị. Chốt cho em mã 316. Eo 68 70 mã 316. Mã 316 eo 68 70. Cái dáng con này đẹp chưa? Ở đằng sau của nó có thun nha. Con này size nó to, eo nó to nè mấy chị. M52 nãy em chốt cho chế Kiều Trinh rồi nha. Bà ai hả? Hồi nãy anh Duy có lận cho lận lưng cái nào không anh Duy ơi? Chứ em thấy hết hàng rồi đó. Eo 78 80. Con này 55kg mấy chị mặc được nha. Eo 78 80 chốt cho em mã 239. Eo 78 80 mã 239 316 chị Thảo Nguyễn Lê. Rồi. Trời ơi, siêu phẩm dành cho mấy bà size S cuối giờ có không ta? Size ML đầu giờ chốt hết mẹ rồi. Size S không nè. Má ơi con này nó đẹp. Con này size S nha mấy chị. Size S nha, bao đẹp lưng thun nha. 239 của chị Lavender. Lavender xương xương. Hoa lavender là một loài hoa có cái mùi rất là đặc trưng ha. Rồi, eo 62 đến 64 hết cốt. Eo 62 64. Con này có lưng thun mấy chị, 66 hớp bụng mặc vô cũng được nha. Lưng của nó phun thun đằng sau. Chốt cho em mã 430 mấy chị, size S mã 430 luôn. Rồi con này mới đẹp nè. Con này lưng nó cao chà bá luôn á. Con này lưng là dạng lưng Âu á mấy chị, dạng lưng Âu á mấy chị, mặc ở dưới ngực cũng được luôn á. Cao lắm, lưng đã lắm. Size nhỏ nha. Dạng lưng Âu nha các chị.
Eo 68 đến 70. Trời ơi cái eo nó đẹp quá. Eo 68 70. Chốt con này cho em mã số 22. Con này New Tang nha mấy chị. Con này New Tang mã số 22. Legging còn. Rồi tội nghiệp chị Nga Lê của tôi quá vậy. À hay. À legging với một cái màu rất là đẹp. Chà. Đẹp banh nhà lầu luôn. Size to nha, size to nha. Chấm bài lên em mấy chị ơi, chấm bài lên em nè. Ngồi xếp mà chảy nước miếng à, tội bà hai. Nhưng mà người ta chốt rồi. Eo 74 đến 76 con này, eo 74 đến 76 con này mà hàng mới nữa. Eo 74 đến 76 chốt cho em mã 412 đi các chị. Con này lưng nó còn co giãn nữa đó, mấy chị muốn mặc to hơn chút xíu cũng được. Mã 412 là size L mấy chị vô vừa. Mã 22 em chốt cho chị Thảo Nguyễn Lê. Legging nha mấy chị, legging này size to nha. Trời ơi, cái lưng cao dữ trời. Cái lưng nó cao lắm. Con này lưng cao ngút trời luôn. 412 chị Hôm của bạn nè. Con này to lắm mấy chị. Con này 60kg mấy chị mặc vừa luôn á mấy chị. 8 mấy luôn á, eo 8 mấy luôn á. Mà lưng siêu cao, chốt cho em mã 514. Lưng siêu cao mã 514 giùm em. Rồi, to nữa nha mấy chị nha. To màu nâu tây. Con này quá to rồi. Con này chắc size XL mấy chị ơi nha. Con này hơi to nè mấy chị, bóp cũng mệt lắm á, bóp cũng mệt tiền lắm á. Eo 84 đến 88. Eo 84 đến 88 lưng cao. Chốt con này cho em mã số 302 đi. 302 đi. 514 chị Bon Mon trước rồi nha chị. 412 em chốt rồi chế ơi. Trời ơi, đồ hôm nay tôi làm tùm lum tà lá vậy trời. Ý, em còn một con New Tang size ML nè. Size L nè. Ôi đẹp quá, con này New Tang mới 100% size L. Eo 78 vô luôn mấy chị ơi, vô một khúc luôn màu đen nha. Eo 78 màu đen nha. Chốt cho em mã 26. Eo 78 màu đen mã 26. Trời ơi quá vậy trời. Con này là vải thun uni nha các chị. Con này vải thun nha các chị nha. Con này thun uni giùm em 9 tấc nha. Eo 74. Con này thun uni 9 tấc eo 74 giùm em. Chốt con này cho em mã số 10. Mã số 10 mà em mấy chị ơi. Con này thun uni nha mấy chị, giống quần legging nha. Con này y chang quần legging 9 tấc mà em nha mấy chị. Con này dạng ôm á. Con này mấy chị size to mà có bụng mặc, có bụng mặc được nè. Eo 76 78 á, size mà có bụng mặc thoải mái luôn, rất là đẹp. Chốt cho em mã số 40. Chốt cho em mã số 40 đi các chị. Rồi legging nè mấy chị. Ôi em hiểu sao mấy con này nó vừa nó bị dính à, con này nó bị gì nè. Con này thôi để xử lý. Mã 26 chị Hương Tân, Hương Trần. 40 của chị Lê Mỹ Ngọc. Chị Hương Trần cho em xin số điện thoại địa chỉ nha chị. Cái này quần ống suông nha mấy chế. Con này quần ống suông của em nha. Eo 72 giùm em nha mấy chị. Quần ống suông eo 72. Chốt cho em mã eo 47. Quần ống suông eo 72 mã eo 47. Quần ống rộng nè mấy chị. Dáng này mấy chị phải mặc cao cao, lưng lên mới đẹp nha. Eo 78 80 mấy chị. Eo 78 80. Chốt cho em mã 101. Eo 78 80 mã 101 mấy chị. Con này lưng siêu cao luôn á. Con này lưng siêu cao luôn. Size to lưng ngang. Con này hàng Âu nha mấy chị. Cảm ơn chị Hương Trần, cố gắng chốt cái nữa giùm em đủ đơn nha chị. Eo 84, con này quá to nha mấy chị. Màu nâu á, con này màu nâu đậm. Eo 84 lận. Chốt cho em ạ. 946. 946. Dạ em có con trắng này mà nó bị lem màu nè, em không dám lên nè. Con trắng này nó bị lem màu mất tiêu rồi. Nó lem như vị trí nhạy cảm, nó dính tắt. Thôi lên con khác đi mấy chị ha. Rồi, em lên mấy con lưng thun nha mấy chị. Đây là mấy con lưng thun nha. Sao nay khách mới vô nhiều ta. Con này lưng thun nè. Con này lưng thun nè mấy chị. 45kg đến dưới 52kg mấy chị.
Lưng thun 45kg đến dưới 52kg, chốt cho em mã 925. Lưng thun chốt cho em mã 925. Con lưng thun này dưới 50kg luôn giùm em. Con lưng thun này dưới 50kg giùm em. Chốt con này cho em mã số 0. Legging lưng cao còn nha mấy chị. Legging đen lưng cao còn. Vải khá mới. Vải khá mới mấy chị lấy đi nè. Con này 50-55kg legging vải siêu mới luôn. Thun uni dày dặn đã lắm. Chốt cho em mã số 65. Mã số 65 mấy chị size SM nhà em lấy nè. Mấy chị size SM lấy con legging chính tấc. Đây mấy chị legging màu màu tươi hơn một chút. Em có còn quần tây size S nè mấy chị. Quần tây size S với legging nè. Trời má ơi con này nhỏ xíu à. Con này đẹp lắm mấy chị ơi. Legging cao á, legging tàng lưng cao mà ta. Legging hàng Việt Nam lưng nó thấp thấp khó mặc chết mẹ. Còn legging lưng cao lắm. Eo 64 à. Lưng siêu cao luôn á, che hết phần bụng luôn á. Chốt cho em mã 70. Màu xám nha, legging màu xám mã 70, 65 của chị Thu Nguyễn. Rồi quần tây size S em còn nè. Quần tây lưng cao size S nha. Con này chắc eo 60 quá, eo nhỏ xíu trời. Không, con này được 66, con này eo 66 nè các chị. Eo 66. Chốt cho em mã 192. Eo 66 nha, chốt cho em Vi mã 192. Còn eo nhỏ không à trời ơi. Đây con này, dáng con này eo siêu nhỏ, dáng suông. Con này mấy chị cao 1m6 trở lên giùm em nha. Con này eo nó nhỏ xíu à. Eo 60 chuẩn. Con này eo 60 chuẩn, cao 1m6 trở lên mặc được. Chốt cho em mã 532 đi mấy chị. Eo 60 chuẩn mã 532. Rồi còn siêu phẩm nè. Tự nhiên mấy cái quần này lai nó mỏi tay quá. Tại siêu phẩm mấy chị. Con này 55-58kg mặc thoải mái nha. Lưng thun á, coi vậy tới 80. Mấy chị eo dưới 80 mặc vừa con này nè. Eo dưới 80 mặc vừa. Chốt cho em mã số M62 đi các chị. Eo dưới 80 mặc vừa mã M62. Có quần suông eo 83 không? Có đó chứ. Để em tìm lại được không? Lật lại con đó đi à, đưa lại cái chầm đó cho chị. M70 em chốt chị ngắm qua lệ rơi vậy. M62 chị Bon Mon. Cái chồng mà đó đó. Rồi em lên quần thể thao dây rút. Con này free size nè chị. Con này thể thao dây rút free size eo 80-80 hơn được. Con này bao nhiêu ký cũng vô hết nha. Chốt quần này free size này cho em mã C100. Chốt quần free size cho em Vi mã C100. Đợi em nha chị. Đây con này quần suông nè. Chất thun uni. Con này quần suông chất thun uni giùm em. Bản lưng cao nha. Bản lưng rất là to. Lưng nó cao nữa. Mấy chị mặc che bụng được con này nha. Eo 78-80 mấy chị mặc che bụng được. Con này mấy chị mặc che bụng chỗ này. Eo 78-80. Chốt con này cho em mã số 226. 226 eo 80 che bụng được nha mấy chị. Mã 226. Con này lưng cao nữa. Chất thun uni giùm em luôn. Con này lưng cao chất thun uni giùm em luôn nha mấy chị. Để đây. Dạ trắng chín tất hết rồi cho chị. Con này eo 80-82 lưng cao nè. Eo 80-82 chất phun uni nha. Chốt cho em mã 710. Chốt cho em mã 710 nha mấy chị. Hàng thun uni nha. Em còn siêu phẩm nè mấy chị. Ý con này đẹp quá. Đẹp không? Em cao 1m58 chứ. Con này eo 74, coi giảng 78. Con này mấy chị 55kg quay đầu được á. Eo 74, 78. Chốt siêu phẩm Beggin chính tất này cho em mã 724. Chốt con đó cho em mã 724 mấy chị. Tay dán quần tây. Lưng cao nữa nha. Con này chính tất lưng cao mà em nha. Con này đẹp ghê sợ. Nãy giờ em lên toàn bộ lưng cao không mà mấy chị dễ mặc lắm. Mặc che bụng mặc đủ thứ, che đủ thứ. Con này eo 78-76. Eo 78-76. Chốt con này cho em mã số 517. Eo 78-76 mã 517 luôn các chị. Mã 517, 226 chị Chế Bùi. 724 của chị Hương Trần. Sơ cua 724 cho chị Thảo Vũ Phương. Ôi má ơi. Mấy chị con quần này Adidas đó mấy chị. Ha, ở ngoài nó in Adidas để em coi cái mặt nó phải Adidas thiệt nha. Ôi má ơi Adidas thiệt. Có nút sơ cua luôn nè. Ngon cơm.
này có dây rút nha mấy chị. Rồi con này nếu mà theo size Việt Nam mình 50-55kg mặc thoải mái. Chất liệu vải dù cao cấp. Em đang cầm con Adidas dù cao cấp nha. Eo 78, co giãn ra 82. Nói chung là mấy chị 55kg á, 55-56kg mấy bà mặc thoải mái. Quần Adidas eo lưng thun, chốt con quần siêu phẩm này cho em mã 180. Mã quần tặng một mã 180. Về size 59.000 cho mấy chị luôn. Về giá 59.000 cho các chị luôn. Em lên quần Âu size nhỏ nè mấy chị, quần Âu chính tất size nhỏ. 724 em chốt với chị Nô Châu ơi, 180 chốt siêu phẩm chị Kim Long Ngô. Eo 66, con này eo 66-68 quần Âu nè, quần Âu size S, eo 66-68, dạ có size to đợi em chốt chị. Chốt cho em mã E15. Có size to đợi chút mã E15. Rồi con này quần lưng thun á mấy chị, quần lưng thun size to, quần lưng thun size to vải thun luôn. Chốt cho em mã M10, con này eo 84 mã M10 mem mấy chị. Mã M10 mem nha. Ăn 3 muỗng không chịu ăn. Con này quần tây lưng cao nha mấy chị. Con này quần tây lưng cao nha mấy chị, siêu đẹp luôn, eo 70 á. Chốt cho em mã 022. E15 chị Thu Nguyễn. Rồi siêu phẩm size to em còn nè. Nó nằm đằng sau, đợi chút nữa. Nó ngủ hay là nó làm như chơi mà. Nó quậy nó lên tới bây giờ nè. Nó lên tới bây giờ. Con này có lưng thun phía sau đẹp nè. Con này chính tất đẹp nè, chị qua xương rồng. Lưng thun phía sau. Màu xanh be. Con này eo 70, coi giãn tới 8 mấy luôn á nha mấy chị. Chốt con này cho em mã số 475 đi. Nó quậy 180. Ủa nó quậy mà cái mặt nó phởn dễ sợ vậy trời. Cái này thun nha mấy chị, chất thun uni mà em nha. Con này chất thun uni quần ôm nha. Chất thun uni quần ôm mà em nha. 475 chị Nga Lê, 475 chị Nga Lê lấy. Con này eo 76-78. Con này eo 76-78. Chốt con này cho em mã 84. Eo 76-78 mã 84. Đợi cho em chút xíu chị qua đổ rồi. Eo 80 mấy em có chị. Đợi em chút xíu đi. Em nhớ em có. Mấy con quần tây size to đúng không? Có nha. Rồi con này chất thun uni nha mấy chị. Ống ôm suông thun uni giùm em nè. Con này eo 76-78. Eo 76-78 chốt cho em mã M78. Ây da má ơi đau lưng. 84 chị Nu Châu. Con này size S lưng cao mấy chị. Con này size S lưng cao màu nâu nha mấy chị. Con này eo của nó 68-70 như size S nha. Chốt cho em mã 132. Từ là size to em lên liền nha mấy chị nha. Rồi con này nó size M rồi ta. Size M mà to vậy trời. Cái lưng con này nè mấy chị nè. Cái lưng này 84 luôn á mấy chơi. Mấy chơi mặc được có mấy chơi. Lưng 84 đẹp lắm. Chốt cho em mã C17. Lưng 84 mã C17. M78 của chị Nu Châu nè. Con này eo 70-72 chính tấc ôm nha mấy chị. Eo 70-72 chính tấc ôm. Chốt cho em mã M8. Em có con size nhỏ này đẹp quá mấy chị. Em chốt cho con này hàng hiệu quá. Con này bà nào size S thôi ta. Con này chị nào size S lấy đẹp quá mấy chị. Chị được mấy cái Vi ơi? Dạ chị được 16 cái chị vô thường. Chưa tính phiếu sơ cua. Eo 68 mấy chị, con này eo 68 chốt cho em mã 111. Ai con này đẹp quá ta. Ui con này mà mấy chị không lấy vậy, ủ vậy. Ý, con này mà không ai lấy ủ vậy. Size L nè mấy chị. Eo 74. Con này eo 74 nè, đẹp nè, suông, chốt cho em mã B4. Eo 74 chốt cho em mã B4, ráng đợi em chút xíu ráng lên nè. Sao nãy giờ thấy mấy cái nhỏ nhỏ không vậy? Em lựa mấy cái vải quần tây này chị quăng qua cho chị. Cái này đâu phải vải quần tây. Biết vải quần tây nó nhìn nó làm sao không? Ừ đúng rồi. Con này mấy chị em lấy mấy chị. Quần thể thao á, eo to lắm. Cái này quần thể thao dây rút eo 80-86 thoải mái luôn. Chốt cho em mã C100. B4 của chị Trần Thủy. Đây nè mấy chị. Con này quần tây size to nè chị. Eo 78-80. Con này eo 78-80 chốt cho em mã 517. Eo 78-80 mã 517 đi chế. Đa số em còn lưng thun nhiều nha mấy chị nha.
chứ lưng bụng tay em hết hàng. Lưng thun với chị, có túi cái quần này đẹp lắm á mấy chị. Con này là cao 1m55 trở lên mặc được nha, cao 1m55 trở lên mặc được nha mấy chị nha. Quần này lưng thun nè, quần này chị hoa đổ mặc thoải mái nè chị. Con này chưa coi giãn là 74, nó coi giãn là 84. Eo 74 coi giãn 84, quần mới tinh nè. Mấy chị thích mặc quần lưng thun nói nha, em chốt con này mã M4 là đẹp nè. Mã M4. Con này màu nâu tây quần lưng thun luôn. Con này màu nâu tây quần lưng thun luôn mấy chị. Cho mấy chị thích mặc lưng thun á, thoải mái dễ vận động. Con này eo 78 coi giãn tới 88. Eo 78 coi giãn đến 88 dễ thương lắm mấy chị. Chốt con này cho em mã số 17, mã số 17. M4 của chị vô thường. Là mấy chị coi gì nữa không ta? Cái bà qua đổ không thấy, bà chốt nữa ta. Chốt nữa không chị qua đổ ơi, em lên nè. Rồi đây con này siêu to nè chị. Con này màu đen lưng thun luôn, siêu to luôn chế ơi. 17 của chị Nga Lê nè. Ây da. Ây da, cái dài của em nhức quá vậy. Eo 86. Con này eo 86 luôn á, lưng thun chốt cho em mã 267, eo 86 mã 267. Rồi con này đẹp nè trời. Con này mấy chị ơi, thun uni dáng đẹp quá, con này em thấy mấy chị hay mặc nè. Trời trời, con này mấy chị bỏ ra chợ, tiền ở chợ mua cũng trăm mấy, 200 rồi. Eo 80-82. Con này eo 80-82, chốt cho em mã 710. Eo 80-82 mã 710. Ý, con màu kem nào mà size M mà không ai lấy ta. Màu kem size M không ai lấy. Lý do vì sao? Ôi mẹ ơi, con này lưng thun luôn. Lý do vì con này nó dài quá hả? Trời má ơi, đẹp quá nè mấy chị. Lưng thun nè. Con này chắc size SM nè. Nhìn nè mấy chị, siêu phẩm còn nè. Con này lưng thun nha. Eo 64, coi giãn ra 70 thôi. Size SM hả mấy chị, đẹp quá. Cao 1m6 trở lên dùm em. Chốt cho em mã 180, chỗ bà nào eo 70 lụm con đó mã 180 quá đẹp ơi. Siêu phẩm nó còn đó trời. Giờ con này mấy chị, con này lụm mấy cái ở dưới nữa đó, có 5-10 cái ở dưới cái đầu kiện chị lựa đó. Eo này eo 80, eo này eo 80, chốt cho em mã số M14. Eo 80 mã M14 mà em mấy chị. Quần tay ống suông size nhỏ, con này eo 70-72 dùm em. Quần tay ống suông eo 70-72. Chốt cho em mã 068. 068 nha. 180 chị ngắm hoặc chị lệ rơi, 180 sơ cua chị Hồ My. Rồi siêu phẩm nè. Thôi con này cái quần nó te tu quá. Lỗi mấy chị. Đây em thấy con màu nâu này đẹp nè. Em coi size nó nhiêu. Bà Hoa đổ chắc bà đi đâu rồi quá. 068 của chị Hồ My nha chị. Chị Hoa đổ ơi, mấy con quần này size to nè chị. Con này eo 86-88 nè chị. Chốt cho em mã số 47. Eo 86-88 mã số 47. Ê. Ủa sao con này không ai chốt trời. Trời ơi trời. Con này siêu phẩm nè, đỉnh cao của sự nghiệp luôn. Chắc lắc khúc này quá. Eo 70-72. 72 không vừa hả mấy chị, con này quá đẹp, chín tấc, quần tay dáng đẹp, hàng hai lớp luôn đó. Chốt cho em mã 235. Con này eo 70-72 mã 235, 47 của chế qua đổ nè. Mã 235 nha, từ từ tím mấy con giống giống con 47 ha, hình như còn á. Cái con nó con 47 đó em. Nhìn thấy màu nâu không? Đó, bự bự á, kiểu đó đó, em tìm coi ở dưới mình còn cái nào không. Tức là cái đó khách chốt rồi, em tìm cái form giống như vậy nữa. Coi ở dưới mình còn không. Con này eo 82 mấy chị. Con này suông nha. Eo 82 chốt cho em mã 321. Eo 82 chốt cho em mã 321. 47 em chốt rồi chị ơi. Eo 82 chốt cho em mã 321 nè. Quần lưng thun nha mấy chị, quần lưng thun cao nha, quần thun lưng cao. Kiếp cho em cái chấm tóc màu trắng đây. Dạ không có hàng nha chị, hết hàng nha chị. Eo 74-76. Eo 74-76 chốt cho em mã C19. Em 74-76 mã C19 nè. Em có mấy cái quần tây nè. Rồi con này chút xíu rồi má ơi. Con này quần tây nè. Chị nào size nhỏ lấy nè, quần tây đẹp quá trời nè mấy chị. 235 chị Hương Trần. Chị Hương Trần nhắn tin số tài khoản chị Hương Trần nha.
Đơn 200.000 cọc cho em nha chị Hương Trần ơi. Rồi con này eo 6668 mấy chị size S lụm. Eo 6668 chốt cho em mã 192. Eo 6668 mã 192 nè. Đây con này size to mấy chị, size to nè, suông quần tây suông nè. Quần tây suông size to nè mấy chị. Eo 86 mấy chị. Quần tây suông size to eo 86, chốt con này cho em mã M 86 luôn. Quá đẹp, eo 86 mã M 86. Con này lưng thun nè mấy chị ơi, vải quần tây đẹp. Lưng thun vải quần tây con này 50-55kg là hết cốt mẹ em nha. Tuy lưng thun coi giãn nhiều nhưng mà mấy chị 50-55kg giùm em thôi. Chốt cho em mã 925. Chốt cho em vi mã 925 giùm em mấy chị. Đây đây size to cho chị nữa nè. Không, con này size 55kg à, xin lỗi chị nha. Nó dán quần tây nhưng mà cái dán nó suông quá. Con này 50-55kg thôi. Con này là size M thôi giùm em mấy chị. Eo 74 mấy chị vô đẹp. Chốt cho em mã 242 đi. Con này size M eo 74 vô đẹp mấy chị. Mã 242 giúp em. 925 của chế Nga Lê nè. Con này đẹp quá nè mấy chị nhìn nè. Eo 74 mấy chị vô đẹp lắm. Chốt cho em mã 242. Rồi con này vải thun nha mấy chị. Con này vải thun nhưng mà dán quần tây. Ôi mẹ ơi. Ôi mẹ ơi mấy chị nhìn cần màn hình không mấy chị. Con này siêu đẹp. Con này siêu đẹp. Con này siêu đẹp. Size L nè. Nhìn là biết size L, để em đo đã. Eo 76 size L mấy chị, eo 76, 78 có thun nhẹ. Con này đẹp quá mấy chị. Màu này màu xám á. Chốt cho em mã 287. Đẹp nè, eo 76, 78, mã 287. Wow, size to đây. Con này eo 90 lận. Chị ơi, con này eo 88, 90 lận chị. Con này eo 88, 90. Chốt cho em mã số 2. 287 của chị Kim Lan Ngô, 242 của chị Trần Thủy. Để em chút em chứ. Ôi, giờ này tôi mỏi chân trời. Rồi quần legging mấy chị. Size to, con này được nè. Con này được nè, size to nè các chị. Con này quá đẹp, mới tinh. Size to cho các chị nha. Đợi em lên nè. Eo 88, con này rất được luôn đó chị Hoa Đỗ. Eo 88, cái dáng của nó mới tinh tình tình luôn. Eo 88, chốt cho em mã M 87 nha. Eo 88, mã M 87. Trời ơi, con này quần tây Âu. Con này eo có 66 rồi nha mấy chị. Eo 66 size S. Quần tây chính tất á. Chốt con này cho em mã 77 đi. Eo 66 size S, mã 77. Rồi, con này là hàng New Tan mấy chị. Eo 72 giùm em nha, hàng New Tan eo 72 chính tất mẹ em nha. Chốt cho em mã bơi 82. M 87 chị qua đổ nè. Qua đổ lấy con bự đó đó. Đây dán quần tây lưng thun size to cho chị nữa đây. Con này là eo 86 đến 88 nha chị. Eo 86 88. Chốt con này cho em mã số 271. Chốt cho em mã 271. Eo 86 88. Trời ơi, cái quần tây mà eo chùm nhỏ luôn. Wow, wow, con này đẹp quá mấy chị nhìn cho kỹ nha. Con này ta quần legging 7 tấc á, B82. Siêu nhỏ. Quần legging 7 tấc siêu nhỏ dành cho mấy chị nhỏ đẹp mặc ok, chốt cho em mã B82. Mấy chị nhìn siêu mới luôn á mấy chị. Siêu mới luôn, 7 tấc nha, legging 7 tấc, vải kaki đẹp luôn. M87 em chốt cho chị Hân Nguyễn Hữu ơi. Ai da. Thôi chị không quản hữu giờ mới vô hả trời. Em còn có 10 cái quần hết hàng luôn rồi. 77 em chốt chị Chế Bùi nè. Chị Chế Bùi ơi, em inbox số tài khoản chị Chế Bùi cọc cạc mê mấy chị. Rồi lên mấy chị. B82 legging size nhỏ của chị, legging size nhỏ 7 tấc của chị Mỹ Ngọc nè. Con đó kaki vải siêu đẹp. Con này lưng thun nha mấy chị. Eo 82 coi giãn cho tới 86. Eo 82 coi giãn 86. Chốt con này cho em mã 480. 480 ống suông màu đen size M. Chắc có chị ơi. Theo dõi like em nha chơi. Đây mới nói có luôn. Mới nói có luôn mà con này lưng cao, cao trên 1m55 mặc được nha. Con này hơi dài, cao 1m55 trở lên giùm em. Eo 72 74 size M chuẩn lưng cao nè. E7274 chốt cho em mã 319. Có E86 cho chị. Đó có con nãy 86 á chơi. Chết mẹ rồi giờ còn con nào 686 đâu ta.
Đây con này to quá luôn. Con này chị ơi, con này 86 88 nè chị, màu xanh, dài có 9 tấc rồi nha. Chốt cho em ở B36. B36 giùm em nè. Thì Mỹ Ngọc có con cái legging đó. Ừ. Legging đen á. Con này đẹp nè mấy chị nè, con này đẹp, ống suông nè. 319 em chốt cho chị Kiều Trinh nè. Eo 84 đến 86 con này wow luôn. Chốt cho em mã 221, eo 84 86 nè. Quá đã. Mã 221, eo 84 86. Mã 221. Rồi con này quần ống suông 9 tấc mấy chị, nhưng mà size này chắc size S. Siêu nhỏ, con này siêu nhỏ size S giùm Vi. Eo 70 rồi nha mấy chị nha, eo 70 size S giùm em nha, chốt cho em mã 505. Eo 70 chốt cho em mã 505, em còn mấy cái lưng thun á, chị lấy được không chị Lan ơi? Lưng thun size to em còn nè. Con này nó bị dính gì thôi bỏ đi. 221 của chị qua đổ, em mặc size L, eo em 74 lận, cái em có bụng đẻ hai đứa, làm sao thử con size M đó cho chị. Thử chị cũng phải lựa người nha chị. Trời ơi tôi khổ quá mà. Bán có 59 ngàn à bà ơi. Ví dụ như bự như vậy thử nó cũng kỳ nữa nè. Rồi con này là size to, con này eo 9 mấy lận, không biết mấy chị có lấy không ta. Mã 38, eo 94, mã 38, vải siêu mới. 221 chị qua đổ chốt rồi, ra phiếu 221 rồi phải không em? Xem kiểu tranh thủ nhưng mà bây giờ nó hết hàng rồi. Bây giờ em đang mót nè. Hey, con này có vẻ to, đẹp đây. Con này to nè. Con này to. Ui, 86 luôn. Eo 86. Chốt cho em mã số 7 đi. Eo 86 mã số 7 nè. Quá đẹp, một con eo 86 mã số 7. Của mình một cái, cứ đi cho chị nhé. Đơn chị Nga Phạm một cái hả? Hai cái rồi đó, mã 13 với mã 51 đó. Là hai cái rồi đó. Ôi, tự nhiên em mỏi chân quá trời. Em còn cỡ chục cái rồi mấy chị. Rồi con này lưng thun nha mấy chị. Con này lưng thun mà em nha. Con này eo nó to lắm, eo 9 mấy luôn á mấy chị ha. Eo này 65-70kg nè. Con này eo 86 thì chưa coi giãn nè. Nó coi giãn là 90. Eo 86 coi giãn 90, size nó to lắm mấy chị nha. Con này 65-70kg nha mấy chị. Chốt cho em mã 489. Con này 65-70kg nha mấy chị nha. Mã 489. Đây thêm một em size to nữa nè mấy chị. Đây nha. Con này màu xám chất liệu kaki giùm em nha. Eo 84. Eo 84 màu xám là vải kaki. Chốt cho em mã 321. Màu xám vải kaki nha mấy chị. Chốt cho em mã 321 nha. Chết mẹ rồi. Ôi. Ai quăng đại luôn đi. Tí dẹp. Đây mấy chị, con này lưng thun siêu dài siêu to. Eo 84 đến 88 con này mấy chị. Eo 84 88 chốt cho em mã 223. Rồi con này đẹp lên lấy nè. Tí, con này lấy đi trời, để lại cho em trời, quần tây lưng cao suông nè. Eo mấy chị lấy đi, eo chị nào lấy đi, con này siêu phẩm rồi đó. Để em coi đã. Eo 74 76. Trời con này mấy má không lấy nữa thôi trời. Mã 150 size M. Có quần baggy lưng thấp le 72 không? Dạ hết chị. Cái này cuối kiện rồi, em còn có 10 à. Nguyên kiện em bán còn có 10 cái. Không cả mà em hết rồi. 9 giờ ngày mai quay lại à, nha. Cái này eo 74 em mặc được nè, 74 76 mặc được. Chết mẹ nó phùng chỗ này hết mất dáng rồi. Nè eo 74 76 nè. Chỗ má ơi đẹp quá. Nó phùng chỗ này bị độn cái quần bên trong nha. Con này lưng vừa mà rất là đẹp nè mấy chị. Đã không? Con này mấy bà cao 1m55 trở lên nha mấy bà. Mang guốc lên nữa là đẹp. Con này eo 74-76. Tại em có cái quần bên trong nên nó không có ra dáng được đâu. Size M á. Mã 150 ai lấy con này chốt cho em mã 150. Rất đẹp mấy chị. Siêu đẹp luôn á trời. Quần Nhật á trời. Mấy má ơi quần này quần Nhật á mấy má ơi. Hồi 50 em chốt cho chế Lan Nguyễn.
Eo 74 nha chị Lan Nguyễn. Eo của chị em chúng mình hả? Là 150 nè em. Có cái nút sơ cua ở trong đó luôn nha chị Lan ơi. 150 nó có nút sơ cua trong đó luôn nha. Rồi đây size to. Size to mấy bà. Rồi con này size to giùm em nha mấy chị. Con này size to 9 tấc mà em nha. Con này size to, quần này quần 9 tấc size to. Chốt con này cho em mã 208. Con này eo 84-86. Mã 208. Của mình còn con nào mà eo 7 mấy cho chị Lan Nguyễn của tôi không ta? 9 tấc lưng thun. Ê, con này đẹp quá. Lý do vì sao bảo lấy ta? Mã bơi 13 nè. Lưng thun bao nhiêu ký mà không vừa. Trời ơi, lưng thun mà cái ống nó túm nữa nè. Ôi cưng quá, giờ mới phát hiện cái ống nó túm nè. Giờ mới phát hiện cái ống nó túm lại kìa mấy chị. Cái ống nó túm, nó may thun nó túm lại. Cái này là do người ta may, chứ không phải cái do dán quần nó vậy đâu. Nha mấy chị, lưu ý mà mua lấy cái quần này về sửa lại nha. Lấy cái quần em đang bận về sửa lại nha mấy chị, do người ta may á mấy chị. Rồi nó hơi độ bên trong. Rồi con này ống do cái người may ống túm nó may á nha mấy chị nha. Trời má ơi nhìn túm kỳ quá. Mấy chị về phải sửa lại rồi. Con này ai mua về sửa lại đi, bán 20.000. Chốt cho em bảo quần 20k, 55kg mặc được. Con này về sửa lại cái phần lai dưới mẹ đi. Mặc cho nó đã. Có quần nào sai tôi không hả? Có. Có mà giờ hết sức lai rồi má ơi. Con này bán 20.000 thôi. Mấy chị về sửa lại cái lai quần nha. Nó mai tấm lại nhìn kỳ quá. Lỗi 20k. Đây. Quần sai bà luôn á. Má ơi, quần size bà luôn nè. Mã 333, eo có 62 à nha. Mã 333, quần ống ôm. Eo 62 á. Đang tìm size cho mấy chị của tôi đây. Con này được quá nè mấy chị ơi. Ôi ơi, con này được quá mấy chị ơi. Con quần tây nè, lưng thun nè. Mấy chị size ML đi mấy chị. ML nha, nhìn ML nè. 333, chốt cho Phùng Hạ Trang. Ok. Đây. Con này eo 70 coi giãn cho tới 80 lấy đi mấy chị nhìn. Eo 70 coi giãn tới 80 lưng thun phía sau dáng đẹp nè. Chốt con này cho em mã 565. 565 mấy chị. 565 nè mấy chị, 565 đẹp lắm mấy chị, 565. Chất của nó giống như là sao ta? Nói sao ta, cái con 333 là nó giống như là vải kaki á mà nó không có thô như kaki, nó hơi mềm chút. Tôi không có biết được hết tất cả các chất đâu, mình yêu ơi. Thiệt á. Rồi con 532 này nè, eo 58 không lấy nè. Cái này bà nào eo 58 nói tôi nghe coi. Quần 20k dùng đơ. Cô cho chút bữa coi giữ đơn hả? Quần đó 20k chứ không phải quần 22.000 nha cô. 565 của chị Mỹ Ngọc. Đây con này eo 58 nè. Eo nãy đo có 58 mà, mã 532. Eo 58 á, mã 532. Còn size S cũng được. Nói chung là mấy cái quần này á mấy chị. Rồi đây con này. Ê con này quần đẹp nè. Con này đẹp nè Phùng Hạ Trang. Con này vừa chân vừa dài mà eo vừa nhỏ. 565 con chốt rồi cô ơi. Đây con này đo eo cho bà nha. Eo 62. Con này quá đẹp. Con này là vải nhung màu nâu mới 100% luôn. Eo 62 chân dài mặc được. Cái này cao 1m6 trở lên mặc được. Mã 53 nè. Mã 53 nè. Đẹp. Con đó được lắm á, con đó mới tin nè. Trời ơi mẹ ơi, trời ơi con này hồi đầu năn nỉ mấy má không lấy nè. Quần tây size M mấy chị, lưng siêu cao luôn. Ok lộn. 53 của Phùng Hạ Trang. Cái quần 20.000 á của cô Hoàng Hoa Lê á, chỉnh lại. Hai ơi, cô Hoàng Hoa Lê là cô chơi chút nha hai. Eo 66 con này. Con này eo 66 nha. Chốt cho Vi mã 413. Con này Phùng Hạ Trang lấy lấy bóp vô đi. Cũng được. Dán này dán quần tây. Dán quần tây nè, cái lưng của nó quần tây luôn nha, không có lưng thun. Con này lấy bóp vô 3 phân, 2 3 4 phân gì đó, mã 413. 413 bóp vô 3 4 phân ok luôn. Trời ơi, còn gì đó muốn trời. Ấy da. Đau quá vậy. 413 bóp vô 3 phân ok nè. Rồi con này size M mấy chị vô dáng luôn nha. Con này đẹp, con này eo 7 mấy nè. Còn siêu phẩm nè. Lên con này để em nghĩ nha mấy chị, em chóng mặt quá. Em làm mờ lai quần là em lên oxy luôn quá trời.
Thôi eo 78-80 ngon chưa? Được không? Eo 78-80 vô con này nè, vô một khúc luôn. Eo 78-80 chốt cho em mã E18. E18, eo 78-80. Bà nào không đủ đơn nói nghe, không đủ đơn là uổng lắm nha. Con E18 này hàng hai lớp nè, không đủ đơn là uổng lắm đó. Hai con là đủ đơn. Mà E18 thì lưng thấp, E18 thì lưng nó thấp vậy, chết mẹ rồi. E7880 lưng thấp nha mấy chị nha. Ừ, bà nào mặc lưng thấp vô mà em cá ơi, siêu phẩm. Con này lưng thấp đó, cái kiểu nó hơi quê nhưng mà cái vải nó đẹp. E70 cao 1m45. Trời chị ông Thủy ơi, em bán hết kiện rồi. Con này lưng thấp mấy chị quên nói, con này lưng thấp. Hồi nãy mấy con 7 tấc bán hết rồi đó. Cỡ chị ông Thủy là mặc 7 tấc đẹp, có con 7 tấc bán hết rồi. Ui, cái này là em đang mặc nè mấy chị, thun cô tông Nhật. Nhìn nó đẹp không? Ở bên ngoài nhìn nó bình thường lắm, treo lên xào nhìn nó bình thường lắm. Hoặc là đưa lên chẳng ai mua đâu, nhưng mà mặc phối đồ thấy đẹp. Thun cô tông Nhật 100% luôn. Con áo em đang bận nè. E18 của cô Hoàng Hà Lê nha. Thôi ở 7 tấc em bán hết rồi. Em coi bên đây nó còn cái gì. Em còn thun nè mấy chị. Em còn à quần thun không à. Em còn quần vải thun không à. Con này nó là cái váy gì. Con này nó là cái váy thể thao á mấy chị. Mới tin. À đây mặt trước của nó nè. Con này là váy thể thao mặt trước mà em nha. Con này lưng nè. Lưng 50-55kg thoải mái. Con này váy thể thao 50-55kg thoải mái. Chốt cho em á em. Ê chị, E18 bỏ hả cô Hoàng Hoa Lê ơi. Lưng thấp không thích hả, ok. Chốt cho em mã 68. Đúng rồi, cô Hoàng Hoa Lê bỏ chắc lưng thấp khó mặc. Đúng rồi, lưng thấp con cũng thấy khó mặc mà. Kiếm cái lưng cao coi. Đây, lưng siêu cao. Lưng siêu cao nha. Đó, lưng cao. Mà size nó nhỏ mới ghê. Ủa, mã C1 hồi nãy chị nhớ có người bấm rồi mà em. Người ta, hồi C1. Hết rồi, không có kiện nào nữa đâu, không còn một kiện nào nữa đâu. E6870 con này. Chốt che mã C1, E6870 mã C1. Dạ. Đâu có cô mấy cái quần lưng thấp đó, dáng mà dáng hot girl mặc đẹp lắm á cô. Tùy rồi. Tùy người mà thích lưng thấp hay lưng cao nha. Chứ lưng thấp ngày xưa người ta cũng mặc lưng thấp không chứ gì. À con này lưng siêu cao nè, eo nhỏ nè. Cao 1m6 trở lên giùm Vi, eo này nhỏ xíu nè, đo cho. Dạ cô, con bỏ rồi. Ủa rồi cái phiếu 20k nãy em có kẹp không? 20k rồi chị. Ừ, tại chị chưa in mà. Rồi chị in ra cái phiếu đó đó, em chỉnh 20k chị. Con này eo 62, lưng cao, bụng trên. Eo 62 nè. Con này nếu mà dài quá thì cắt đi. Con này eo 62, chốt che mã 246. Ít áo, áo gì? À cô Tông hả? Thôi giờ đói bụng rồi má ơi. Cái công này không phải thì mặt đẹp ghê. Mặt không thấy nóng luôn á má chị. Mặt không thấy nóng. Công nhận chơi đồ si nó sướng. Thôi em mệt quá mấy chị ơi. Đúng rồi, 246 chốt cho Phùng Hạ Trang. Nâng thun còn chị qua Sơn Rồng ơi. Nâng thun còn á. Nhất cái chân quá. Còn có 20 con á. À lấy hút hết đi. Khỏi bán. Nước chưa uống được nữa nè, khổ đời không. Để anh xem trong đây còn gì đây. Mấy cái quần này á, chất liệu vải thun nha mấy chị, khá là mới nha. Em sợ vải thun mấy chị không thích á, nhưng mà hàng mới tin à. Rồi thun uni nha mấy chị, con này thun uni mà em nha. Ai còn đang xem cho em xin một chấm đi mấy chị. Eo 66-68. Con này eo 66-68 nè mấy chị. Chốt con này cho em mã mã số 216 đi. Trời ơi nó hí kìa trời. Ý con này đẹp quá. Con này đẹp chưa, lưng siêu cao luôn á. Con này lưng siêu cao luôn.
eo 76 đến 78 con này. Eo 76 đến 78, lưng cao 9 tấc. Chốt cho em mã số 204, lưng cao 9 tấc 204. 216 chị Đồng Bay, cái nào không rộng màu sáng sáng lưng cao sai tôi không? Trong công ty tôi không coi được, tức quá. Má ơi tôi quải quá. Còn màu đen không à má ơi. Con màu này bỏ qua đi. Còn màu đen không màu. Con này là cái vải thun uni luôn nha mấy chị, lưng siêu cao thun uni luôn nha. Thun uni lưng siêu cao 50-55 kg mặc được. Chốt con này cho em mã E18 đi, E18 đi. Em coi lại váy thể thao chị mới. Còn mới không? À mới 100%. Cái váy thể thao màu xám nãy mới 100% không lỗi lầm. 204 chị Thoại Phan, cho em xin số điện thoại địa chỉ đi chị. Tay váy thể thao mới 100%. Mới 100% không lỗi lầm đâu trời. Váy thể thao nè, mới 100% mã 68 nha. Lấy chốt mã 68, E18 của chị Ôn Thủy. Rồi em lên mấy chị. Đây con này lưng cao nha mấy chị, túi ngang. Con này lưng cao túi ngang giùm em nha. Eo 68 coi giãn tới 76. Eo 68 coi giãn 76. Chốt cho em mã số 559. 559. Váy xám của chị ngắm hoa lệ rơi. Lấy số điện thoại chị Thoại Phan. Không. Thấy chưa? 559 của chị Ôn Thủy. Cái chết mẹ con xám nó máy gì. Ok, lấy cái xám đó là cái váy xám này. Lưng cao mấy chị. Hàng Zara nè. Ôi có một con vậy. Đây nó gì dính dơ chút mấy chị về giặt không này. Em phủi nó cũng ra rồi nè. Zara mấy chị, lưng cao Zara đây. Trời ơi nó mệt muốn chết luôn á trời. 559 dơ lên chị coi. E76 cho đến 78 con này mấy chị. E76, 78 hay Zara size ML. Chốt che mã số 538. Chốt che mã 538. 216 có chốt cho chị không? À có chị, em chốt chị Đồng Bay 216 rồi. 559 dài quá bà ơi. 559 dài lắm chị Ông Thủy ơi, 1m45 mặt dài lắm, cắt like lên đi chị. Bây giờ em nói nghe nè, cái quần này em cố tình em bán rẻ để cho mấy chị chi tiền mấy chị sửa á, mấy chị bóp like mấy chị cắt like á, em nói thiệt. Chứ bây giờ quần tây á khó mặc theo ý mình lắm. 538 chốt chị Thoại Phan. Mấy chị em nói thiệt nè, bây giờ mấy chị ra mấy chị mua quần tây mấy chị thử hết cái quần này tới cái quần khác không cũng chưa chắc là vừa, có cái rộng, có cái ngắn, có cái dài. Thì bây giờ mấy chị lựa cái nào mà rộng rộng một chút hoặc là dài dài một tí để mà mấy chị đi về mấy chị có thể thích lên la hoặc bóp bóp eo lại. Thậm chí em đi mua hàng thiết kế 300.000 em còn bóp eo vô 4 phân mà. 538 chị Thoại Phan rồi, sơ cua 538 cho Kim Ngân này. Like từ mấy giờ mà em? Like từ 9 giờ chị hết hàng rồi. Chị Nguyễn Bằng có lấy quần tay không? Hết hàng. Ngay like quần tay khách vô lấy hết rồi. Rồi con này thun uni lưng siêu cao luôn. Con này mấy chị mặc cái lưng của nó lên trên cái bụng dưới luôn nghe các chị nhìn nè. Mấy chị mặc cái lưng của nó lên trên bụng dưới luôn. Rồi con này em đo eo nha mấy chị. Em còn ít rồi, em còn có 10 cái 20 cái gì. Chốt con này cho em eo 72-74. Eo 72-74. Chốt che mã 163. Eo 72-74 mã 163. Điện thoại nó hết pin nữa chứ. Rồi con này eo siêu nhỏ nè. Eo siêu nhỏ 7 tấc, 9 tấc nè, xin lỗi. Eo siêu nhỏ 9 tấc là Kim Ngân ơi. Eo 66-68 nha Kim Ngân. Eo 66-68 siêu nhỏ 9 tấc nha. Chốt cho Vi mã 462. Em chào chị Nguyễn Thị Bé Ba. Rồi đây mấy chị. Ui em còn siêu phẩm này. Con này nó bị đứt nút rồi mấy chị, về đơm nút của em nha. Màu 63 của chị Kiều Trinh. Mấy chị về đơm nút của em, con màu xám này đẹp quá. Eo 78-80. Con màu xám này ống suông lưng cao mấy chị. Eo 78-80 nè, size L nè. Chốt cho em mã số 178. Nó bị đứt nút rồi mấy chị, về đơm nút màu nào cũng được nha mấy chị. Rồi con này size siêu nhỏ, lưng siêu cao luôn. Hàng xịn, con này hàng hiệu mấy chị. Con này lưng cao hàng hiệu của em nha, 9 tấc của em nha. Cỡ này là chị Ông Thủy mặc được nè, 9 tấc 7 tấc chị Ông Thủy lấy được nè. Eo 68-70 con này. Chất uni co giãn rất là đã. Con này mã C5. Eo 68-70 mã C5 em mấy chị, chất uni co giãn đã lắm. Rồi con này lưng cao mà size L.
Con này size L chắc luôn, size to nè mấy chị. Thích con xám hả? Khổ ghê vậy trời. Và con này L86, bà nào còn đang xem lấy mấy chị ơi. L86 lưng vừa, chốt con này cho em mã M73. Ok, size 5 chị không thủy mặc được nè. Mấy cái form chính tất á, chị lấy chính tất em nha. Ôi má ơi, xin lỗi mấy chị, em bị rớt siêu phẩm. Ôi mẹ ơi, con này đẹp quá, nêu tan nữa chứ. Em như vậy, siêu phẩm nè. Ui, siêu phẩm nó bị rớt với chị, không cảm em, nó bị rớt chứ không phải là em không lên. L70 nè. Đẹp chưa? Chốt cho em mã số 490, con này L70 nêu tan 100%, hàng của Nhật Bản. Mà tôi bán cái giá nó rẻ quá vậy. Ý coi con này coi nó, à má ơi con này nó bị lem màu rồi, tiếc không? Thấy nè mấy chị, con này con trắng nè mấy chị, lem màu bán rẻ mấy chị nha. Được không? Màu nó nhìn kỹ nó mới thấy. Đâu rồi? Nhưng mà con này vải siêu đẹp, hàng hai lớp. Nè mấy chị nè, nhìn nè. Đó con này nó bị sờ sờ chỗ này thấy không? Lưng của nó cao bà cố lửa luôn á, lưng của nó cao mà tới bụng dưới luôn á. Nha. Con này mã C54 đi, L66 68 gì á. 490 chị ông thủy, con nói bà bông thủy phải cắt lên mẹ mình đó nha. Con này 68. Con này 68 nè, đẹp không? Em bán 30.000 thôi, chốt cho em mã trắng 30k. Trắng 30k con đó nha cưng. Lỗi nha. Trắng 30k nó bị lỗi nha. Rồi con này là thun uni. Mấy chị mặc ra cái quần legging luôn á mấy chị, chín tấc. Con này mấy chị mặc ra quần legging luôn giùm em, chín tấc. L66 68 chín tấc nè. L66 68 nha. Chốt cho em mã M69. Trắng 30k của chị Phượng Vũ. Vô tình nhìn thấy nó bị lỗi, tiếc ghê. Trời ơi. Ủa con này có bị lỗi gì không mà nó còn lọt lại ta? Lưng siêu cao luôn á mấy chị. Lưng siêu cao, dáng quần tay ống suông em còn siêu phẩm. M69 của Kim Ngân. L70 hốt hốt nè, đẹp. L70 cực phẩm. L70 cực phẩm mấy chị, C54 có. L70 cực phẩm mấy chị, hơi dài nha. Quần này lưng cao nhưng mà dáng dài mấy chị, 1m55 trở lên mấy chị mặc được nha. C54 là cái con mã lỗi đó đúng không cô Hoàng Nga Lên, con chốt cho người ta rồi. Đây mới là C54 nè. Con này mới là con C54 L70. Con nó dài quá mấy chị, về cắt like em mấy chị. Con nó dài nhưng mà đẹp cực kỳ. Ai con này là vải thun uni size siêu to. C54 sau của chị ôn thủy đó, gì về chị cắt like con đó lên mà mặc đẹp banh nhà lầu luôn á. Hết rồi chế ơi. Hết thiệt tình là hết. L84 86 con này, L84 86. Chốt cho em mã 502. Đẹp quá. L84 86 mã 502 mấy chị. Em còn legging nè. Em còn legging dáng ôm nè. Con này siêu phẩm mấy chị nên lấy, mới 100%. Mã số 79. Ý đẹp quá. Mã số 79 size S mấy chị ha, luôn legging 9 tấc. Quần legging 9 tấc size S chuẩn mấy chị. 7 tấc chứ. Từ coi. 9 tấc mấy chị, 9 tấc. Quần legging 9 tấc, chốt cho em mã 79, siêu phẩm á. Legging 9 tấc nha, siêu phẩm nha. Legging kaki ôm á, con nó đẹp. Con này 9 tấc lưng thun nhẹ, con này chắc size M. Em ốp con này, em ốp cho mấy chứ em hết hàng thiệt luôn á, còn mấy con kia từ. Còn mấy con đầu lai nữa. L70 đến 72 con này. L70 72 nha mấy chị nha. Chốt cho em mã 298. 79 chị Kim Ngân. Có con trắng nào mà L65 không chị? Vì có con trắng này nó bị Vi còn một con trắng duy nhất thôi, 9 tấc nhưng mà nó bị lem ngay vị trí nhạy cảm nên là Vi không có bán. Thông cảm giùm Vi. 502 của chị Tâm Nguyễn. Trời ơi, chị Tâm Nguyễn mở đơn một cái không biết đủ đơn không ta. Chị Tâm Nguyễn em bao nhiêu vậy chị Tâm Nguyễn ơi? Rồi em lên con này suông nè mấy chị, suông màu xanh, quần form dài bình thường nha. Con này eo nó to luôn mấy chị. L88. Con này L86 88 mấy chị, size to nè. Chốt cho em mã M27. Mã M27 các chị. Ôi con này vải nó đẹp quá. Con này vải nó siêu đẹp. Mấy chị cao 1m6 trở lên giùm em, lưng cao vải siêu đẹp. Con này vải nó rất rất đẹp luôn á mấy chị. Quần hồng đang bận bán rồi chứ. Con này L74 đến 76.
Thôi này eo 74, 76 nha mấy chị nha. Chốt cho em mã 132, vải quá đẹp luôn. Ngâm thuốc tẩy ra không vi. Ra thì em lấy hên xui, cái đó lem màu chắc không ra đâu. Dơ thì ra chứ lem màu sao ra. Nhiều năm kinh nghiệm của em thì lem màu không ra. 132 của chị Uyên Nguyên. Thông cảm em nha. Rồi con này là quần uni nè mấy chị, vải uni. Con này đẹp nè bà gì, bà Kim Ngân. Uni chính tất, size siêu nhỏ cho bà luôn á. Con này eo 62 đến 64 thôi. Con này uni chính tất, đẹp cực kỳ mấy chị, vải mới tinh nè, chính tất. Chốt cho em ở 151. Em còn một cái quần màu xanh nè. Rồi bà nào thích mặc quần màu xanh không vậy? Cái form của nó siêu đẹp luôn, size nó to nữa. Con này cao 1m6 trở lên nha mấy chị nha. Cao 1m6 trở lên em nha. 151 của Kim Ngân. Eo 80 đến 82. Cao 1m6 trở lên nha. Quần hơi dài, lưng cao. Chốt cho em ở 93. Xả con đầu tiên. Ok bà. Bây giờ con đầu tiên là con mã 538 đúng không? Xả. Được chưa? Trời ơi, 538. 538 là cái quần sơ cua. Tôi xả lộn rồi. Xả M69 hả? Xả M69 thì phải. Quần xanh đẹp mà eo to quá. Đúng rồi, cái dáng như quần xanh đẹp á. Nếu mấy chị vô từ đầu giờ thì cái dáng như quần xanh đẹp á. Rồi con này mã M10 giùm em đấy chị. Quần thun 50-55kg mã M10 quần thun. Ôi con này eo của nó có 62 à nè. Đây con này quần dài, lưng cao, eo 62. Chốt cho em mã số 220 đây. Còn con nào cho chị không phiền? Hình như là không còn. Em còn có 5 cái quần mà em thấy nó không có được đẹp nè. Em chưa có lên nè. Hết rồi. Hết trơn à. Hôm nay hốt sạch luôn. Rồi con này thun mấy chị. Hàng Nhật Bản nè mấy chị. Con này vải thun nè, bà nào size to chốt một con nữa là nghỉ nè. Chị Tâm Nguyễn ơi, chốt luôn con này đi chị. 5502 của chị có một cái một hả? Con này eo 8284. Chất thun uni rất đẹp, caro á, eo 8284 nè. Chốt con này cho em Vi mã số 289 đi, hết rồi đó. Hết thiệt tình là hết rồi đó. Trời ơi, không có níu kéo được gì nữa à. Má níu kéo nữa chứ. Con này thấy cũng được nè. À, con này vừa nói thấy cũng được, thấy lỗi rồi. Bỏ đi mấy chị. Nào lên quần nè. Ghiền quần không mấy chị? À, không hứa chị ơi. Tại vì quần bây giờ không có hàng nha chị. Trong kho của em không có quần. Rồi chị Tâm Nguyễn ơi. Vậy thì em phải nói say goodbye với chị rồi. Một cái bên em không có đủ đơn chứ. Thông cảm giùm em nha. Một cái thì lần sau mình vô mình chốt lại từ đầu với chị Tâm Nguyễn. Vui tiếp bạn ơi. Ủa, bà không thích Von Vin Nhật hả? Von Vin Nhật bán, tôi bán cũng có 59 ngàn thôi đó. Von Vin Nhật á. Von quả tiết Nhật. Đầu kiện tôi bán có 59 ngàn. Hàng ngon hơn hàng quần tây chứ. Quần tây tôi thích kiểu quần tây tôi hay bận kìa. 289 chốt cho chị Hoàng Hoa Lê. Chứ mấy quần tây Âu Âu này nè. Cái anh hơi kén dáng chốt cho tôi cũng không có mặn màu cho lắm. Già lắm, tao mặc hàng. Bậy. Google thử coi có một số cái nó chất lắm á. Google thử coi Vin Nhật chất lắm ý chị. Già đâu mà già. Dạ chị, có gì bấm theo dõi Facebook em nha chị Tâm Nguyễn. Cảm ơn mấy chị hôm nay ủng hộ em nha. Có gì trưa nay em chốt đơn nha mấy chị, để điện thoại giùm em. Bye bye mấy chị.